dâm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim mây. Mẹ mây hồ con tim gan quá đóa đầy, gửi về cho chị dăm ba sắp vải. Chị mây áo cưới hay chị mây áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần ra pháp trường với thầy. Gửi về Việt Nam nước mắt đông đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả cô chú bác và các anh chị và các em nha. Trên vừa hát một sáng tác của cố nhạc sĩ Diệt Dũng, bài hát Một Chút Quà Cho Quê Hương. Bữa nay thì ở nơi che nở trời mưa, lạnh và rất là buồn. Giống như cái câu thơ là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ vậy đó. Cô chú bác và các anh chị, các em có khỏe không? Trên thì bữa nay nó rè rè, nhưng mà không sao, nó rè nó cũng còn chạy được.
Hồi nãy lúc Trang đi làm có mấy người bạn hỏi Trang, bé Trang bữa nay em có lên livestream không? Trang nói là lên xong lên, đang lên máu mà. Lên máu với cái vụ mà con người sống đạo đức giả quá, chịu gì nổi, không lên livestream sao chịu nổi. Bữa nay là bò nào dư luận viên nào nó lạc lọt vô đây là Trang mà đọc được comment là trên trên chửi lại ráng chịu nghe. Nói trước rồi nghe, bữa nay là thấy cuộc đời này thấy cũng mắc chán lắm rồi, toàn là những con người đạo đức giả không. Trên rất là ghét cái cách sống đạo đức giả, cô bác anh chị biết không, sao cũng được á, miễn nói thiệt đi, sống thật đi, thấy không, ăn cướp thì nói ăn cướp, đừng nói đi giúp đỡ người ta vô giải phóng mệt lắm, ai cần giải phóng. Giải phóng là giống như thấy người ta khổ mà vô giải phóng vậy đó, giống vậy á, để giúp đỡ người ta mà cho bớt khổ vậy, xạo xạo không biết không. Thì ăn cướp thì nói ăn cướp đi, người ta không nói gì, ít ra nó cũng nhận mà nó ăn cướp. Còn bây giờ nó ăn cướp mà nó nói giải phóng như nó tốt bụng lắm vậy, cái kiểu đó là chán ghét lắm phải không. Cái thứ người đó là không bao giờ mà tôn trọng được hết á. Bữa nay là trên nói trước của anh chị là trên hát cái bài này trên muốn khóc luôn á, tại vì trên thấy thương người dân Việt Nam quá đi. Bây giờ còn sắp tới còn chưa biết làm sao. Bữa nay thì bác Út Bịch Lan cũng buồn dữ lắm. Trên nhìn cái chia sẻ của bác, nhiều khi Trang cũng muốn rớt nước mắt, tại vì Trang hiểu được cái nỗi lòng của những người mà cô chú bác ở thế hệ mà 4X hoặc là 5X á, thì bây giờ họ cũng đã trên 70 tuổi hết rồi, không giống như thế hệ của Trang. Thì cái ước mơ về quê hương, ước mơ về thăm đất mẹ, nghĩ rằng nếu mà Tổng thống Donald Trump mà là tiếp tục làm nhiệm kỳ 2 đó, thì cái thời gian nó sẽ ngắn lại và cái niềm hy vọng nó tràn trề. Nhưng mà bây giờ để cho một cái thằng lú lẫn thích quỳ lại lại là có máu dê nữa, không ra thể thống gì hết, cho nên thành ra bác Út Bịch Lan cũng buồn lắm. Bữa nay cho anh nhiều khi cho anh ngồi cho anh nghe những lời chia sẻ của bác, cho anh cũng muốn giống như là muốn khóc vậy. Cho anh thấy thương cho những con người chân chính, những con người mà rất yêu thương quê hương đất nước, chiến đấu tới những hơi thở cuối cùng, không có màng sống chết, vì quê hương đất nước, vì tổ quốc danh dự và trách nhiệm, cho tới giờ này lúc nào cũng hy vọng sẽ sớm về với đất mẹ. Rồi đùng một cái chuyện nó như vậy, thì đối với Chen thì Chen hiểu cái tâm trạng của những cô chú bác lớn tuổi, bởi vì họ thấy họ lớn quá rồi, họ không biết có thời gian để chờ không nữa. Còn cái thế hệ của Chen á, những thế hệ con cháu sau này á, thì lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào cũng vững lòng tin và chiến đấu tới cùng, và phải vững lòng tin là một ngày nào đó quê hương của mình sẽ tươi sáng hơn nhiều, không còn cái bóng dáng của một lũ cộng sản nó gian xảo và điếm đàng nữa, không có còn người dân không có còn sống với một cái chế độ mà độc tài toàn trị thối nát nữa. Trên vẫn tin như vậy, chính vì vậy mà trên ngồi đây, trên có mệt cỡ nào trên cũng lên gặp cô bác và các anh chị, bởi vì trên biết rằng bên cạnh những cái lời chửi rủa nhục mạ phỉ báng oan ức gì đó, Trang không có quan tâm. Cái Trang quan tâm là cái căn nhà của chúng ta, là những con người yêu sự thật, yêu cái công lý và cái công chính. Cho nên Trang có mệt cỡ nào Trang cũng ráng Trang lên, tới khi nào mà Trang nói hổm đó, khi nào mà nói không ra tiếng mà hát không ra hơi á, thì lúc đó tính. Bây giờ máu đang lên nữa. Sao không lên được. Bây giờ bữa nay này chắc có thể là đâu có cần đánh má hồng gì, một hồi máu nó lên là đỏ lòm, nó khỏi cần má hồng gì hết. Bữa nay đó, bữa nay là trên không biết tại sao nha, trên nói của bác anh chị rồi đó, những người mà sống đạo đức giả trên ghét lắm, trên trên ghét là trên nói trên ghét à, thương là trên nói thương. Sống thà là cái gì nói đi, giống như ăn cướp nói ăn cướp phải không, đừng có giả vờ. Rồi ví dụ như là quân tử thì nói quân tử, tiểu nhân thì cứ tiểu nhân đi, rạch ròi ra chứ đừng ngụy quân tử, nó kỳ lắm. Cái loại mà nó đứng chính giữa đó, đứng chính giữa là người ta nói mấy mấy cô bác chỉ trên cái câu là hai hàng á. Có mấy bác nói bé Chen cái đó kêu là hai hàng đó con, thì bây giờ Chen hiểu là hai hàng rồi, cái kiểu mà đứng giữa lưng chừng á, nó chỉ giống như núp lùm á, nó không có thể, nó không có một cái lập trường nào rõ ràng cả đó. Lâu lâu cái nó thấy bên này nghĩ nghĩ lên cái nó nghé theo bên này để nó hưởng lợi,
cái lâu lâu thấy bên kia xìu xuống, cái nó xìu theo, cái nó chửi, cái nói cô bác anh chị biết không, cái loại người đó không xài được. Đó, Chen, đây là cái nhận định của Chen. Ngày xưa ông bà nội Chen đã nói rồi, con à, thà lấy một thằng nó giết người cũng được, nó giết người cũng được, mà phải nó phải nhận nó giết người, nó phải dám nhận nó giết người, tức là nó phải có đủ bản lĩnh, nó phải nhận những gì nó làm, thì cái người đó cũng còn đáng quý hơn những cái kẻ mà nó giống như là tâm địa của nó thì xấu, nhưng bề ngoài nó bộc lộ nó tốt, thứ đó không chơi được. Và Chen đã gặp cái loại đó rồi. Chút xíu nó nói tới vấn đề này thì Chen nói cho các bác anh chị nghe vì sao chúng ta đừng bao giờ sống cái kiểu hai hàng đó. Một là chọn cái này, hai là chọn cái này, và phải sống thẳng với nó, dù cho gió ngã nghiêng gì đó cũng không có bẻ. Thì đó mới là những người đáng kính trọng, mặc dù có thể nghèo cũng được, nhưng đừng hèn, đừng bao giờ sống cái kiểu đó. Bữa nay là Chen cũng bực lắm, Chen xin lỗi các anh chị nha. Chen có sao nói vậy à, là Chen không thích cái loại người đó. Mà bữa nay cũng có mấy anh chị cũng có gửi cái bài cho Chen, Chen đọc xong Chen còn tức dữ nữa. Và Chen nói vậy chứ cái bụng của Chen thì, cái tâm của Chen thì nó không có thay đổi. Nhiều khi cái cảm xúc con người mình sao thì nó vậy, mình không có cần che giấu lấp liếm gì hết á. Nhưng mà mấy người này không có đánh động được cái tâm của Chen đâu. Cái tâm của Chen nó tịnh lắm, không có động được. Nhưng mà Chen nói cái gì mà Chen nói không thích thì Chen nói không thích à. Sống vậy á. Chen không muốn mất thời gian nhiều, Chen sẽ chia sẻ cái bài của bác Út ngày hôm nay mà Chen biết rằng nó rất là buồn. Chen cũng xin lỗi bác Út trước, có những cái đoạn là nó quá buồn thảm, và xin lỗi cho Chen phải cắt bớt. Giống như bác cũng hay nói Chen á, bé Chen này nó ngang dữ lắm, nó ngang bướng, nó lì lắm. Cái nào mà nó thấy không ưng bụng nữa là nó cắt cái bài của tôi. Dạ con nói rồi nãy đó, con nhận, con làm gì là con nhận, con nói cái chỗ nào con cắt là con nhận luôn, con không có tránh né gì hết đó. Bác biết tánh con rồi. Trước bao nhiêu cái gia đình trong cái Facebook này, biết bao nhiêu cô bác và các anh chị các em nè, Chen cũng nói luôn. Chen có khi Chen thấy chỗ gì mà Chen thấy không không xong rồi đó là Chen cắt á. Chen cắt. Chen nhưng mà Chen nhận. Có sao Chen nhận vậy chứ Chen không có né tránh gì hết đó. Chen cũng xin lỗi bác Út trước nghe. Trước khi mà Chen chia sẻ Chen nói vậy luôn. Nếu mà bác có đang nghe con nói, bữa nay á, bác chia sẻ với Chen là cái dư âm của cái hình ảnh của cái ngày lễ đăng tang, bác không có nói là đăng quang mà bác nói là đăng tang của vị tổng thống có hơn 200.000 lá cờ cắm trên cái mặt phẳng của cái mặt lộ đại diện cho hơn 200.000 tử thi người Mỹ nằm xuống, chắc vì cái bệnh dịch của cái con China virus ở Mỹ vẫn còn lãng vảng phảng phất đâu đây như một cái điệp khúc buồn. Còn cái điệp khúc của tôi là dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay xé tâm hồn. Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu, lòng mình thầm nhớ dĩ dãn, đau thương từ lúc bước chân vào đường chính trị. Con thấy bác cũng còn lạc quan lắm chứ bác. Sao kỳ vậy bác? Ngày 20 tháng 1 năm 2021, tại thủ đô của nước Mỹ, hãnh diện hơn mấy trăm năm bỗng dưng cái nền Cộng hòa bị bức tử. Tại mảnh đất được mệnh danh là dân chủ thì nền dân chủ bị hãm hiếp chết tươi. Tại vùng trời tự do thì tự do bị treo cổ trên thân phận gà công nghiệp dân Mỹ. Cái ngày mà ông Trump và gia đình phải rời khỏi cái tòa Bạch Cung trong lặng lẽ âm thầm, buồn vui lẫn lộn. Buồn vì cái con đường trừng phạt cái bọn Bắc Kinh của ông nó chưa có đi hết. Vui mừng vì ông đã hiểu và biết cái thiên lý thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, và có thể dẫn tới ngã vong và gia đình vong cho chính ông hoặc cả gia đình của ông nữa. Ông phải ra đi để thuận thiên lý, bạo tàn bất chấp đạo lý làm người có chút chính nhân quân tử. Mà cái thứ mà dân Á Châu tôn trọng mấy ngàn năm qua như khuôn vàng thước ngọc để học và sống từ là cái giống sinh vật đi theo chiều thẳng đứng, dần tiến hóa là người, để rồi làm người thành dân chi Mỹ. Nó khác với đạo lý xứ đầm lầy là nó thích lừa thầy phản bạn. Và một hào uy tín danh dự sĩ diện hào nhoáng bên ngoài cũng không giữ được, nói chi là có thật cái lương tâm thiện lành của con người có ý thức hướng thượng hay không. Người ta bước vào con đường chính trị để được chức ông nghè, ông cống, bà nghị, bà gật. Còn bản thân tôi bước vào con đường chính trị bằng con đường bách chiết thiên ma, khổ bệnh hơn nửa đời người,
chỉ mang một cái bệnh trầm kha là ưu quốc bệnh và ôm ấp mãi một cái giấc mơ mộng gia hồi. Tôi nhìn cái hình ảnh gia đình ông Trump lên chiếc máy bay để về cái vùng nắng ấm sau những ngày tháng vật lộn với ma quỷ, ma dương, thấy mà buồn vô cùng. Để cho bây giờ cái thời khắc gì xuất hiện trong lúc này là những cái mặt của những loại điểu trá lên ngôi, của tên nhạc bất quần thế kỷ 21 trong truyện kiếm hiệp Kim Dung, muốn thống nhất ngũ nhạc kiếm phái để mà lên ngôi giáo chủ với Tịch Tà kiếm phổ. Và với bao nhiêu gian trá lọc lừa, miệng thì nam mô nhưng mà bụng thì một bồ dao găm, một cái loại xương tóc đỏ chô bái đần. Và tân nội các của ông có mang lại cho đất nước và người dân của ông, làm cho nước Mỹ vĩ đại như là cái chủ trương của Tổng thống Donald Trump hay không, thì phải chờ tiếp tục coi thời gian sẽ trả lời. Và cái sự trả lời chỉ trong 48 giờ đầu tiên thôi, sau cái lễ nhậm chức của chủ tịch nước, thì lại có hơn 6 vụ bạo động đập phá trụ sở của đảng Dân Chủ do cái đám Antifa, Black Lives Matter, chủ động với cái biểu ngữ là chúng tôi không thích Biden, chúng tôi trả thù, chúng tôi muốn trả thù, và đụng độ mãnh liệt với cảnh sát bắn lựu đạn cay mịt mù. Tôi nhìn thấy các phóng viên phỏng vấn những thành viên của Antifa và cũng thật ngạc nhiên khi thấy đó là những cô gái Antifa da trắng mà rất gan dạ. Họ tháo gỡ cái khăn che mặt để công khai cho mọi người biết luôn và trả lời lưu loát cái quan điểm vì sao họ xuống đường đập phá cái trụ sở của đảng Dân Chủ một cách minh bạch. Phần đông họ là những nam nữ thanh niên da trắng trẻ tuổi. Còn bên ngoài thế giới thì có các chiến binh Allah tử đạo vì đánh bom ngay thủ đô Baghdad, Iraq, do Thái bắn quả tiễn vào Syria và lực lượng quân Syria phản pháo. Trung Cộng thì cho phép chiến hạm khai quả bắn trước vào các tàu thuyền trong cái vùng lưỡi bò đã được tuyên bố là lãnh hải ngang nhiên. Những nhà ngoại giao các nước vốn là bạn với Mỹ đã trở giọng và mạnh dạn tuyên bố lập trường chính trị quốc gia thân thiện sẽ cộng tác làm ăn kinh tế với bọn Trung Cộng. Nam Hàn thì lên gân đầu tiên tuyên bố không xem Mỹ và Trung Cộng có ai đối trọng hơn nhau. Dậu Mỹ đổ thì bìm tiểu quốc leo là lẽ tất nhiên, phải không? Nhưng trong cái chuyện mà kiếm hiệp tiếu ngạo giang hồ thì nhân vật mà lệnh Hồ Xung vẫn kiên cường với lương tâm trong sạch và không hề tuyệt vọng. Và ngay trong lúc này, cá nhân của tôi đã giảm đi phần nào một cái niềm hy vọng vào cái giấc mơ hồi hương của tôi sẽ có một ngày thành hiện thực, bởi hy vọng trong vô vọng còn khổ hơn gấp ngàn lần cái sự tuyệt vọng nữa. Cũng có đôi lúc tôi muốn thét lên, tôi muốn la lên rằng tôi rất phẫn nộ. Tôi phẫn nộ vì cái tự do dân chủ nhân quyền của miền đất hứa, nhưng tôi không thể nào thét lên được vì nó đang bị cái gì đó làm nghẽn cổ họng, thì tôi cảm thấy nhói lòng. Con người sinh ra đã khóc rồi, rồi phải trải qua một cái chặng đường dài hỉ nộ ái ố tham sân si, rồi bắt đầu mới chết. Sự mệt mỏi của con người không xuất phát từ những giấc giả mệt nhọc của công ăn việc làm bôn ba với cuộc sống, mà nó còn xuất phát từ những lo lắng, thất vọng và quán trách. Mà bây giờ quán trách rồi tức giận ai đây? Chính trị của Mỹ không đơn giản và dễ dàng để hiểu nó. Nó rất phức tạp như một mối tơ giò, như những vòng tay bạch tuộc, nó quấn chặt sinh mệnh của đất nước này. Lấy sự suy nghĩ của chính mình để phán xét hay nhận định một sự kiện hoặc một biến cố chính trị nào đó, để rồi chờ đợi sự suy nghĩ của mình xảy ra có đúng như vậy không, như theo mình mơ ước hay không, chờ đợi bao lâu cũng không phải là điều đáng sợ. Đáng sợ nhất là đến cùng mới nhận ra cái sự chờ đợi của mình nó hoàn toàn nó không như mình muốn. Cái điều bất ngờ của cuộc sống đó là nỗi đau luôn đến từ những điều hoặc những cái gì mà người ta tin tưởng nhất. Hầu hết những người Việt Nam đang sống ở hải ngoại đều là những người từ bỏ cái xứ cộng sản ra đi tìm một miền đất hứa tự do, có dân chủ nhân quyền, nhất là nước Mỹ mà nhiều người đã mạnh dạn xác nhận là quê hương thứ hai của mình, một quê hương tràn ngập tính nhân bản. Lịch sử Hoa Kỳ vừa bước qua một cái trang sử mới với một tên tổng thống cứ gật gật. Ai bảo sao nói vậy? Ai bảo sao làm vậy? Ngậm miệng ăn tiền, nhắm mắt qua cầu. Nhưng quan trọng nhất là cái bóng ma của cái bà bể lỗ xì, cửu âm bạch cốt trảo, đang kề vai sát nách với cụ già lú lẫn Biden. Còn riêng mụ phó tổng thống Kamala Harris, sinh ngày 20 tháng 10
năm 1964 tại Oakland, California, là một người gốc da màu, người Mỹ gốc Ấn, sau đổi thành gốc Phi, cho nó hợp với cái chữ Black Lives Matter. Vào thập niên năm 1960, thì phụ mẫu của Kamala Harris là thành viên hoạt động tích cực cho tổ chức cực tả tôn thờ chủ nghĩa Mác và ủng hộ cho hai tên trùm cộng sản, đó là Fidel Castro và Che Guevara. Hai thành viên trong tổ chức này là Bobby Seale và Huey Newton tách ra thành lập cái nhóm Black Panther Party, là tiền nhân của Black Lives Matter, rập khuôn theo chủ nghĩa của Mao Trạch Đông. Cái nhóm này vận động cho Donald J. Harris, là cha của Kamala Harris, làm giáo xứ của trường đại học Stanford. Và Kamala được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ là những thành viên cộng sản cốt cán như vậy, cho nên từ bé đã bị ảnh hưởng sâu đậm khuynh hướng cực tả rồi, rồi chìm đắm trong cái chủ nghĩa Marxist và Maoist cho đến khi bước vào cái trường đại học Howard University, một trường đại học thân cộng và đầy kỳ thị chủng tộc. Sau khi tốt nghiệp, Kamala trở về San Francisco, cặp bồ với một chính trị gia đầy quyền lực của đảng Dân Chủ là Willie Brown và bước đường chính trị khởi đầu từ đó. Willie Brown là thượng nghị sĩ và thượng nghị sĩ Franklin tích cực đẩy mạnh ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản trong chương trình giáo dục học đường ở cái vùng Bắc California trong thập niên 1960 đến 1970, thậm chí còn công khai ủng hộ các hoạt động cộng sản ở San Francisco. Và trong đó có Kamala Harris, một con cờ nửa nạc nửa mỡ như cái con nai vàng ngơ ngác dễ sử dụng. Nhưng chính người đưa Kamala lên tột đỉnh chính trị tức là Steve Phillips, một cái tay công khai lộ mặt là thân với Tàu Cộng khi còn ở Stanford, có liên hệ mật thiết với em gái của Kamala là Maya. Và cái tên Maya này còn thiên tả hơn cả cha mẹ và chị của mình nữa. Nhờ đó mà cái công danh sự nghiệp của Kamala Harris lên như diều gặp gió. Năm 1990, Kamala được chứng nhận là luật sư của San Francisco. Năm 2003, ủy viên công tố viên. 2010 là tổng trưởng lý của thành phố này. Và 2021 là phó tổng thống Hoa Kỳ. Tính ra chỉ có 24 năm thôi, tức là từ năm 1990 đến năm 2021. Từ một luật sư vô danh tiểu tốt, Kamala đã trở thành một vị nữ phó tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, với cái rừng ô che của tài phiệt thiên tả. Trích sơ lược về cái quá trình công danh sự nghiệp của Kamala, phó tổng thống Hoa Kỳ vừa tuyên thệ nhậm chức cùng tân tổng thống Joe Biden, để chúng ta có thể nhận định rằng bà Kamala có từng bước để mà đưa đất nước Hoa Kỳ vào cái quỹ đạo xã hội chủ nghĩa theo khuynh hướng cấp tiến của cộng sản Tàu hay không. Sao sự tôi xin thưa rằng không, trăm lần không và vạn lần không, bởi trí óc của họ là xã hội chủ nghĩa, nhưng máu huyết của họ là tư bản. Cái máu thì nuôi óc, chứ óc thì không có nuôi máu. Lịch sử lập quốc Hoa Kỳ đã hơn mấy trăm năm nay đã chứng minh điều đó. Tất cả những nhà lãnh đạo cũng như các chính trị gia lão thành của Mỹ cũng đã hiểu rằng cộng sản chỉ tồn tại khi nào mà tư bản chết, hoặc là ngược lại. Nói một cách khác là hai chế độ không thể hài hòa để sống chung với nhau được, chỉ trừ phi một trong hai phải bị tiêu diệt. Và nhất là tất cả các nhà tài phiệt tư bản Mỹ đều hiểu điều đó rất cặn kẽ hơn ai hết. Cá nhân của bà Kamala và kể cả tập đoàn thiên tả của bà không thể làm được gì, không thể làm được điều gì khác hơn, chỉ trừ phi họ có một phép thần thông quảng đại gì đó tiêu diệt cả một cái dân tộc hơn 300 triệu dân đã có một truyền thống lâu đời dân chủ và nhân quyền, phát động phong trào đấu tố cường hào ác bá, tịch thu đất đai tài sản của người dân để đưa vào hợp tác xã, thay thế cái đồng đô la có hình Joe Biden, giấy một đồng có giá trị bằng 100 đồng tiền cũ, để đưa đất nước này vào con đường xuống hố cả nút. Chỉ có kẻ điên mới ôm cái giấc mộng đó mà thôi. Ngay cả những cái bậc thượng nhân đại trí của Hoa Kỳ lại không bao giờ nghĩ tới cái trạng huống đó xảy ra trên đất nước này. Chẳng qua là họ đã ăn phải cái sinh tử phù của bọn Trung Cộng, một loại độc dược êm ái có tên là tài phóng hóa nhân tâm, trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Xem ra cái chuyện đội đá vá trời hay lấy chiếc đũa chống trời này là chuyện kiếm hiệp Kim Dung hay Tam Tạng Thỉnh Kinh và phong thần mà thôi. Dù cho Joe Biden có đưa ra hàng trăm ngàn chính sách mới muốn biến nước Mỹ này thành chư hầu hay là nô lệ cho Tàu Cộng, thì quân dân Mỹ vẫn là dân của một nước tư bản có đủ tiềm năng trong mọi lĩnh vực.
và đang dẫn đầu thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận một cái xã hội chủ nghĩa, cái kiểu độc tài toàn trị. Đó là chưa kể đến sự kiểm chế của lưỡng đảng và cái thể chế tam quyền phân lập theo hiến pháp vốn đã có hơn 2 thế kỷ này. Joe Biden, như tôi từng nói, ông ta chỉ đóng một vai diễn viên khờ khạo để đi gạt thiên hạ. Chuyện thiên cơ không bao giờ lậu chết người, nhất là cái tội bào chế cái con coronavirus thành cái vũ khí sinh học để giết dân Mỹ và thế giới. Cái tội còn rành rành ra đó, chỉ chờ khi nào cả thế giới này lên chiến dịch đòi bồi thường thiệt hại mà thôi. Trung Cộng chớ dội mừng mà bé cái lầm, cũng chết người Bắc Kinh. Bây giờ chúng ta đọc lại vài danh ngôn của cựu tổng thống Ronald Reagan. Ông nói, làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người học Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu được Marx và Lenin. Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi thôi. Thiên đường, nơi mà không có cần nó. Và địa ngục, nơi mà nó đã có sẵn ở đó rồi. Nếu chúng ta mất tự do ở đây, tức là nước Mỹ, sẽ không còn một nơi nào khác để đi. Đây là trụ cột cuối cùng trên trái đất. Và cái ý tưởng rằng chính phủ phải lệ thuộc vào người dân là một ý tưởng mới lạ và khác biệt nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng ta đã được bảo rằng chúng ta phải chọn giữa cái phe cánh hữu hay là phe cánh tả. Nhưng tôi muốn gợi ý rằng chẳng có tả hay hữu gì cả, chỉ có tiến bước hoặc là lùi bước. Tiến bước để bảo vệ giấc mơ của nhân loại, quyền tự do trong mỗi cá nhân, hoặc là lùi bước để trở về với sự độc tài. Và những ai đã bán đổi cái sự tự do của chúng ta để lấy một chút hòa bình đã lùi bước vào nô lệ. Tôi và bạn đều biết hòa bình dù có đẹp cách mấy cũng không có ý nghĩa gì nếu nó được mua với cái giá gông cùm và nô lệ. Đó là những lời phát biểu của cố tổng thống Ronald Reagan. Nếu cho rằng cái cặp đôi Biden và Kamala, dân chủ, có thế lực ngầm chống lưng, thì tại sao không nghĩ rằng Trump, Pence là bên Cộng Hòa cũng có thế lực ngầm đằng sau lưng? Thế lực nào mà không có đối lực? Năm 1980, Ronald Reagan xuất thân từ một diễn viên phim ảnh truyền thông, truyền hình mà đánh bại cái đương kim tổng thống Jimmy Carter. Tiếp sau đó là đánh bại cựu phó Walter Mondale. Rồi cựu Reagan lại dõng dạc công khai kết án Liên Xô là một cái đế quốc ma quỷ và tuyên bố ngày tôi đắc cử là ngày bình minh của Mỹ Quốc. Để trả lời câu hỏi này, tôi xin nhắc lại một câu chuyện khá thú vị, cần phải suy ngẫm rất lâu và rất là nát óc mới hiểu được chiều sâu của nó. Năm 1980, khi được một phóng viên hỏi, làm thế nào mà một diễn viên có thể tranh cử ra tổng thống được? Thì ông Ronald Reagan nói, làm thế nào mà một tổng thống có thể không là một diễn viên? Trump Pence hay là Biden Kamala cũng đều là diễn viên trong cái tuồng hát trên sân khấu chính trị cả, nhưng chưa từng đóng phim. Ronald Reagan thì khác, mà còn đóng phim cao bồi nữa thì mới lạ. Nói một cách khác, Biden không có kinh nghiệm diễn xuất bằng Ronald Reagan hay là Tổng thống Donald Trump. Nhưng có như thế thì Biden mới dễ đóng vai người tử tế khờ khạo để gạt thiên hạ. Cuối cuộc đời của Trương Du Kỵ, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi mà Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn vừa bước vào đời của Ngô Kỵ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, Tạ Tốn lại bước đi. Và tê tái hơn nữa là Hỗn Nguyên Phích Lịch Thành Côn lại bước vào. Đi kèm cái kế bên là một bà mụ độc ác, tuyệt diệt sư thái. Đời sống con người mãi mãi vẫn là một sân khấu. Không chịu để mắt sau lưng cánh gà thì mãi mãi cũng chỉ là cái tấn tuồng trên sân khấu mà thôi. Hãy tạm gác cái chuyện kỳ quái của lễ nhậm chức tổng thống. Vì Mỹ thường làm những việc rất lạ thường, ít có ai mà đoán biết được lắm. Ngoại trừ những người đặc biệt có thượng trí và họ lại ẩn giật, xem thế sự thăng trầm như là cái dòng nước chảy qua trôi mà cứ đứng là bị chìm đắm, bước tới thì sẽ bị trôi lăn. Vàng bậc toàn giác Sakyamuni đã dạy chúng sinh như vậy. Cuối tuần rồi, xạo sự tôi thân kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc và lành thay. Tôi Út Bạch Lan. Cô bác và các anh chị biết không, cho anh hiểu được cái tâm như là cái tâm sự cũng như cái tâm trạng của bác Út hiện bây giờ. Nó cũng rất là giống với rất nhiều cô chú bác đã nhắn tin cho Chen, gửi email cho Chen, nó cũng y chang như vậy. Bởi vì Chen mới nói rồi, những cái cô chú bác ở thế hệ mà 4X hoặc là 5X á, thì bây giờ tuổi cũng đã cao,
từ 70 trở lên rồi, ít nhất cũng khoảng 60 mấy. Đó, cho anh nghĩ như vậy. Và họ có một cái suy nghĩ nó khác với con cháu, giống như cái đời con cháu của Trang một chút xíu thôi. Tức là sao? Họ có vẻ thất vọng nhiều. Bởi vì cô bác anh chị thấy đó, họ rất yêu quê hương Việt Nam, yêu cái đất mẹ. Bởi vì họ đã từng cầm súng để chiến đấu rồi, để chống lại bọn Cộng sản rồi, và đã đi xuống cái con tàu vượt biên để tị nạn Cộng sản rồi. Nên họ thấu và hiểu hơn bao giờ hết. Còn thế hệ sau này của Trang á thì đâu có khổ vậy đâu. Không có cầm súng, không có đi giết giặc, không có đi vào cái chiến trường để hiểu được là máu xương ông bà mình đổ làm sao, đâu nhìn thấy đâu. Nghe kể mà họ cũng đã chịu không nổi rồi, đừng nói chi sống trong thời đó. Rồi trên cái thế hệ của Trang, các anh chị thì đi máy bay không à, cũng quá sung sướng rồi, sao hiểu được cái nỗi lòng của những cô chú bác ở thế hệ 4X và 5X, phải không? Nhưng mà mỗi cái lời của bác nói ra đó, Trang hiểu được, Trang cảm nhận được. Bởi vì Trang hay đặt mình là người ta, mình phải đặt mình là người ta, mình mới thấu hiểu được người ta. Và mình sống như vậy thì mới gọi là cái tình thương thật sự. Chứ còn mình cứ cái kiểu mà mình cái miệng thì nói thương, nhưng mà chuyện của ai nấy làm, tôi không quan tâm. Của anh buồn kể anh, tôi nói vài câu vậy, ôi vậy hả, thôi đừng buồn nữa là xong. Đó là con người vô cảm. Và Trang nghĩ rằng cả đời này Trang cũng không sống vậy được, cho nên Trang hiểu được những cái lời của bác Út nói. Và Trang rất là thương, thương những cô chú bác ở thế hệ đó. Và Trang nghĩ tới cái đồng bào, nghĩ tới quê hương mình càng thương hơn nữa. Nhưng mà đối với cái thế hệ của con cháu như Trang thì khác. Trang muốn nhắn những lời này đến bác Út cũng như những thế hệ cô chú bác ở thế hệ 4X và 5X á. Phải, Trang hiểu là buồn thì phải buồn, thất vọng thì phải thất vọng. Cái đó là cái cảm xúc bình thường của con người thôi. Nhưng mà mấy hôm nay từ sau cái ngày 20 tháng 1 á, Trang lên tâm tình với các bác anh chị rồi. Buồn thì buồn, xong rồi phải ngồi dậy và tiếp tục chiến đấu, và đã chọn con đường mình đi thì phải đi. Và thế hệ của Trang, những người em rất là nhỏ nhắn tin cho Trang, email cho Trang là chị Trang ơi, em vẫn có lòng tin. Và Trang trả lời đúng, chúng ta phải tin. Tại vì khi mà cái tên lú lẫn này lên á, nó chỉ thay đổi cái con đường một chút xíu thôi, nó chỉ kéo dài thêm một chút nữa thôi. Phải khi mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục á, thì con đường nó sẽ ngắn lại. Nhưng mà cái tên già này lên á, nó sẽ kéo theo vài năm nữa, chúng ta sẽ mất thêm thời gian mà thôi. Bởi vậy, những lúc gặp khó khăn, chúng ta cần phải kiên nhẫn và kiên định cái lập trường của mình. Và cô bác anh chị biết á, nếu cái gì trong cuộc đời này á, Trang hay nói rồi, nếu cái gì trong cuộc đời này mà nó suôn sẻ quá đó, thì chúng ta sẽ ỷ lại. Và chúng ta không, nó không dạy chúng ta cứng rắn lên được. Cũng chính vì những lúc chúng ta gặp những khó khăn, những thử thách đó, và những cái thất vọng tràn trề, những cái u sầu, khổ não của cuộc đời này á, nó mới làm mình đứng dậy và mạnh mẽ hơn mà thôi. Thế nên ít nhiều gì, Trang cũng muốn nhắn với bác rằng, Trang chỉ cầu chúc cho những thế hệ của cô chú bác á, những người lớn tuổi đó, quan trọng nhất hãy giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đứng bên cạnh những thế hệ con cháu như Trang, ủng hộ tinh thần, một lời nói thôi cũng được, viết một đoạn ngắn thôi cũng được. Không cần phải thấy mệt thì phải nghỉ, không cần phải ngồi viết một bài quá dài. Tất cả những cô chú bác nào mà gửi email cho Trang đó, có những cô chú bác ở bên Đức nè, bên Ý nè, bên Thụy Sĩ nè, ở tất cả khắp nơi trên thế giới luôn, ở Pháp. Bởi vì Trang thương là như vậy. Cho nên cô bác anh chị thấy không, thương những người lớn tuổi và muốn gửi gắm đến một cái lời nhắn nhủ của thế hệ của Trang. Trang, tụi Trang vẫn tin đó, những thế hệ con cháu của Trang lúc nào cũng vững lòng tin. Cái xấu ác nó chỉ mạnh một thời rồi đó thôi. Nhân quả nó không ai mà lọt khỏi cái lưới đó hết á. Cái lưới trời nó tuy thưa, nó tuy lớn nhưng khó thoát lắm. Cô bác anh chị nghiệm có phải không? Cho nên cứ để cho cái xấu ác nó lòi ra. Cũng nhờ cái giai đoạn này mà chúng ta học được rất nhiều bài học. Như Trang nói đó, những con người mập mờ, sống hai hàng, lập lờ, không có rõ ràng, đạo đức giả, cũng nhờ lắm. Cảm ơn Tổng thống Donald Trump rất nhiều, cảm ơn ông rất nhiều. Và hổm rày á, cô bác anh chị biết thì sao không? Trang buồn, Trang hơi buồn sau cái ngày 20 tháng 1. Nhưng mà sau đó Trang suy nghĩ rồi, Trang có một cái niềm vui. Trang cứ nghĩ về, cứ để cho Tổng thống Donald Trump về nghỉ mệt một thời gian, để cho ông quay quần với vợ con, bớt lo mấy cái chuyện nhức đầu này lại, để cho ma quỷ nó cứ lộng hình lộng hành đi. Bởi vì sao, các bác anh chị biết tại sao không? Theo như cái luật lệ đó, thì khi một cái người tổng thống mới mà lên nhậm chức á, thì người tổng thống cũ, tức là cựu tổng thống á, sẽ gặp nhau, phải không? Rồi hai bên phu nhân á, để nhất phu nhân đều phải gặp nhau, uống trà rồi đàm đạo, phải không? Nhưng mà cho tới giờ này á, các bác anh chị thấy một cái cuộc bầu cử vô cùng bất thường. Bất thường là vì sao? Trang hiểu được luôn, tổng thống Donald Trump và cả đệ nhất phu nhân
bà Melania đó cũng không có công nhận cái cuộc bầu cử này, cho nên cũng không có cần phải giao tiếp đúng cái luật của những cái người mà tổng thống, cố tổng thống, cựu tổng thống và cái tân tổng thống, nó không cần theo cái luật lệ gì nữa, bởi vì họ không có chấp nhận. Và như biết bao nhiêu người, bao nhiêu triệu người dân cũng không chấp nhận cái cuộc bầu cử mà vô cùng vô lý này. Một cái buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nó không đâu vào đâu cả, giống như một cái tào lao vậy, giống như bộ phim hoạt hình vậy, giống như những con rối đứng ra biểu diễn mà đóng kịch vậy đó. Cho em có cảm giác như vậy đó. Và hổng ra trên thấy tổng thống Donald Trump nè, mới 2 ngày trước thì ăn mừng anniversary, là kỷ niệm ngày cưới của hai người, rất vui. Ông vẫn đi đánh golf rất bình thản, cho em thấy vui. Cho em rất là thích cái thái độ mà tôi nói lúc nào cũng tỉnh của tổng thống Donald Trump á, cái thần thái vô cùng, đó là vô cùng để cho người ta cảm thấy phục. Cho em thích cái điều đó. Và cái gì, chuyện gì cho em nói rồi, các bác anh chị biết không, nó chưa ngã ngủ đâu đâu đó, để rồi coi, chị để cho cái thời gian này cái bọn xấu ác á nó lộ hết cái mặt nó ra đi, cho nó tung hoành, nó làm gì nó làm đi. Giống như cái đoạn cuối mà trên vừa chia sẻ với ba anh chị trong cái bài của bác Úc á, những cái kẻ này cứ lầm tưởng à, muốn thống trị, muốn đem cái chủ nghĩa xã hội vào đây à, bộ chắc người dân Mỹ chết hết rồi à, chắc chết hết rồi. Từ nhỏ có anh chị biết không, những em bé nhỏ đã sống trong một cái nền nhân quyền dân chủ của một cái đất nước ta nói vĩ đại, mấy nó ta thấm vào máu rồi, không có dễ mà muốn thay đổi người ta đâu. Ở đó mà đi lên, mới lên xạo xạo, dù cho có sửa đổi bất cứ luật lệ gì cũng vậy. Cô bác anh chị nên tin cái điều đó, bởi vì Chen sống ở đây đó cũng không có lâu, mười mấy năm trời, Chen cũng nhìn ra được cái tinh thần của người dân Mỹ như thế nào. Bộ dễ lắm mà, chừng nào giết hết người dân Mỹ đi rồi muốn thay đổi, muốn làm gì làm, ở đó mà có chuyện đó. Cho nên Chen rất đồng ý với cái suy nghĩ của bác Út, tại vì bác buồn thì buồn, nhưng Chen nhìn thấy được bác cũng có cái lạc quan trong đó, và bác cũng có một cái nhận định rất là đúng, rất là hay. Cái gì cái nào Chen nói rạch ròi lắm. Buồn thì buồn, cũng phải ngồi dậy tiếp tục chiến đấu, chứ không thể nào mà mình thấy khó khăn rồi mình chùn bước lại, cái đó là không được. Mấy ngày nay Chen chia sẻ với ba anh chị nhiều lắm rồi. Bữa nay thì cái tâm trạng của Chen là Chen Chen coi mấy cái video cũng như những cái tin tức này nọ mà các anh chị gửi email cho Chen á. Chen cảm thấy bữa nay Chen không thể nào mà không lên livestream với các bác anh chị được á, mặc dù bữa nay là ngày cuối tuần. Và đáng lẽ như Chen cũng hiểu được ngày cuối tuần Chen để cô bác và các anh chị vui vẻ thoải mái phải không? Nhưng mà có một điều, cứ sống thật thôi. Bởi vì bây giờ mình có giả bộ, mình vui vẻ, mình thoải mái mà trong bụng của mình á nó còn cái gì vướng mắc á, mình sống vậy nó cũng khó chịu lắm, và cũng không nên sống vậy. Thôi, có sao nói vậy người ơi nha. Bữa nay Chen nói là Chen rất là phải là rất là bực những cái kẻ mà đạo đức giả đó. Một hồi Chen sẽ cho các anh chị coi một hai cái rất là lạ lùng để cho những cô chú bác nào sống ở bên Mỹ, và nhất là những cái vùng mà ở gần chỗ của Chen ở đó, tức là ở tiểu bang California, để thấy được một ít nhiều gì cũng những cái bộ mặt trơ trẽn, vô liêm sỉ của những cái báo đài. Và không phải một mình Chen nói đâu, còn nhiều anh chị nói nữa. Một chút xíu Chen sẽ chia sẻ với ba anh chị. Bây giờ thì sau cái bài của bác Úc thì Chen hay hát một bài hát để cho cô bác các anh chị khuây khỏa tí. Và bây giờ Chen muốn hát cái bài này là một cái nhạc phẩm của bác Lâm Phương, có cái tên là Đường Về Quê Hương. Chen muốn hát tặng cho bác Úc rồi những cô chú bác ở thế hệ 4X, 5X. Hãy lúc nào cũng ở bên cạnh những thế hệ con cháu như Chen và các em, các anh chị em nữa. Đừng vì một phút nào đó buồn bã, chán chường, thất vọng rồi tôi nói quên đi cái chuyện ủng hộ tinh thần của những người con cháu hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa như Chen đây. Chen muốn tặng cái bài này cho tất cả cô bác và các anh chị và các em luôn nghe, để một chút xíu mình cũng tưởng nhớ về bác Lâm Phương một chút xíu, tại vì bác cũng mới ra đi đây thôi. Bây giờ Chen sẽ hát cái bài Đường Về Quê Hương. Chen mời cô bác và các anh chị cùng nghe nhạc nha. Giờ trở về Việt Nam,
thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoàng. Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ước mang sầu chia ly, ra mừng đón anh về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai sầu thương héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng soi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đặt mới trong niềm vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, từng bừng đón ta về. Về Việt Nam thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoàng. Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt mang sầu chia ly, ra mừng đón anh về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai sầu thương héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng soi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, lìa đất mới trong niềm vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, từng bừng đón ta về. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chưa chan.
quê hương yêu dấu với con đường thanh thang tưng bừng đón ta về. Trinh muốn hát cái bài này cho những cô chú bác vui vui tươi tươi lên, buồn thì buồn, thất vọng rồi nó cũng sẽ qua, tiếp tục đứng dậy chiến đấu cùng thế hệ trẻ như Trinh chứ. Phải không cô chú bác và các anh chị? Trinh biết rằng Trinh mà ngồi nói miết quên cười á, Trinh cũng làm cho cô bác và các anh chị thấy buồn theo á, cho nên Trinh lúc nào cũng lạc quan, Trinh không có bi quan, và Trinh suy nghĩ cái gì tốt đẹp không à. Bởi vì cái xấu ác á, nó chỉ một thời nào đó nó mạnh lên thôi, cứ để nó phát huy tác dụng của nó hết đi, để nó lòi ra hết đi, có làm sao đâu, cái gì cũng từ từ. Chút xíu Trinh kể một câu chuyện cho cô bác các anh chị nghe để cho chúng ta thấy là mình cứ từ từ nó sẽ nhừ, không có sao hết á, chuyện đâu còn có đó à. Bây giờ Trinh điểm qua sơ thôi những cái tin tức mà từ sau cái ngày 20 tháng 1, sau cái ngày mà nhậm chức của Bái Đần á, thì chuyện gì xảy ra. Trinh gom lại Trinh chia sẻ với cô bác và các anh chị chút xíu. Với lại trước khi Trinh nói đó, thì Trinh cũng muốn cô bác và các anh chị hiểu vậy nè. Bởi vì Trinh live stream, cho nên làm cái trang live stream này để cùng tiếng nói với cô bác các anh chị hướng về quê hương Việt Nam. Rồi mình cùng nhau chia sẻ những cái hay cái đẹp trong cuộc đời, để mình sống có ý nghĩa hơn, sống thấy nó vui hơn. Chứ không phải là Trinh chuyên về thông báo rồi làm cái trang tin tức rồi kinh doanh cái này cái nọ như YouTube rồi làm cái nghề mà truyền thông để mà kinh doanh á, thì các bác anh chị biết mà ha, Trinh thì không có rồi. Trinh chỉ có tấm lòng thôi. Cho nên những cái gì mà Trinh tin tức nào mà Trinh đúc kết được á, Trinh thấy để trong bụng làm gì, nên Trinh chia sẻ với các bác anh chị thôi, chứ không phải là Trinh làm tin tức để kinh doanh, để làm kiếm tiền, không có, Trinh không có dính như mấy cái này nha cô bác và các anh chị. Nhiều khi có nhiều người hiểu lầm, cứ nghĩ chắc Trinh làm cái trang Facebook kiếm tiền, rồi YouTube kiếm tiền để rồi vô nói nặng nói nhẹ Trinh đủ thứ, nói là có lúc nói tin không đúng, tin bậy tin bạ. Và cô bác anh chị thấy đó, Trinh đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, chúng ta cùng nhau lên tiếng và chúng ta cùng nhau mình lượt, mình nghe xong mình phải suy ngẫm, rồi mình cùng nhau mình lọc ra, mình lượt ra coi cái nào thật mình cùng với nhau mình nói, còn cái nào nó chưa đúng mình cũng cùng nhau mình nói, cái đó mới là cuộc sống chứ. Chứ đâu có mục đích gì ở đây, có ai mục đích gì đây. Bây giờ Trinh hỏi của anh chị trong cái căn nhà của Trinh nè, cô bác và các anh chị dành thời gian ra để cùng lên tiếng cho quê hương được cái gì đó? Tại sao có nhiều người ích kỷ nhỏ mọn quá, không có hiểu được cái sự hy sinh của người khác? Những cô bác cũng lớn tuổi rồi, có khi thức 4-5 giờ sáng để vào cái trang live stream của Trinh để mà comment được vài câu, để mà chia sẻ cái này cái kia, cái đó là cái tấm lòng quý quá rồi, có cái gì tiền nào mà mua được cái đó. Cho nên Trinh sống là Trinh quý cái đó, chứ Trinh không có quý những cái màu mè qua lá hẹ rồi làm để có tiếng tăm. Trinh đâu cần cái đó, có anh chị hiểu Trinh không? Trinh làm gì Trinh cần phải có danh tiếng, tiếng tăm để làm gì trong cuộc đời này? Mà nếu mà Trinh muốn tiếng tăm, Trinh thiếu gì cách để làm? Bây giờ Trinh đâu có cần phải lên ngồi live stream để mình được tiếng tăm gì đâu. Cho nên nhiều người cũng có cái lòng cũng còn hẹp hòi quá. Hãy mở lòng ra để cùng với nhau nắm thêm một cái bàn tay nữa, để cùng nhau lên tiếng cho những cái xấu ác trong cái cuộc đời nhiễu nhương này, cái thời buổi ma quỷ nó lên ngôi này. Đáng lẽ cái đó là Trinh cảm ơn dữ lắm, nhưng mà Trinh nói như vậy cũng phải trách móc gì. Trinh tin rằng một ngày nào đó những người đó sẽ hiểu ra được những gì mình làm là không đúng. Chúng ta không phải làm với mục đích gì cả. Trinh không có làm mục đích kinh doanh, Trinh cũng không cần phải danh tiếng nổi tiếng gì cả, cái đó là chỉ là hư ảo, Trinh không cần những thứ đó. Trinh cần cái tấm lòng của cô bác và các anh chị, chúng ta phải đối đãi với nhau thật sự yêu thương, chứ không phải vào đây trách móc sách mé nhiễu nhương làm những cái chuyện đó thật là đáng buồn trong cái cuộc sống này. Và Trinh chia sẻ một tí vậy, rồi Trinh đưa những cái tin mà từ sau cái hôm mà 20 tháng 1, thì sau khi mà ông Bái Đần nhậm chức á, cô bác và các anh chị biết không, ông đã ký một cái sắc lệnh hành pháp đảo ngược tất cả những cái chính sách của cựu tổng thống Donald Trump. Và trong đó có cái việc là thu hồi cái giấy phép của cái dự án đường dẫn dầu đó ở Keystone đó, cô bác và các anh chị biết không, và dừng luôn cả cái xây dựng cái bức tường biên giới. Và hai cái động thái này á, của cái thằng của thằng cha Biden á, làm cho cái 52.000 việc làm bị mất đi đó, cô bác anh chị thấy không?
Và trong cái số người này nè, trên những người công nhân làm trong những cái này nè, trên nhớ có những người rất là ủng hộ cho Biden nữa. Nhưng mà sau đó rồi tá hỏa tâm tinh luôn. Ủng hộ xong đã rồi chả lên cái chả sửa đổi hết tất cả những cái ký ban những cái sắc lệnh hành pháp, đổi lại ngược hết những chính sách của tổng thống Donald Trump làm. Và bây giờ đã lòi ra tới 52.000 việc làm bị mất rồi. Rồi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là cái việc hủy bỏ cái đường án, cái dự án mà xây cái đường ống Keystone á, khiến cho 42.100 công việc trên khắp nước bị hủy bỏ. Và bên cạnh đó, cái việc chấm dứt xây dựng bức tường biên giới sẽ khiến cho cả 10.000 người sẽ bị xóa việc làm. Cho nên á, 42.000 rồi tới 10.000 nữa, đó, sơ sơ là 52.000 người, 52.000 công việc làm bị mất đó. Có anh chị thấy không? Như vậy thì bây giờ tổng cộng đã có hơn 52.000 việc làm bị mất rồi, chỉ trong 8 giờ đầu tiên khi mà Biden lên đảm nhận cái chức tổng thống. Ông Mark McManus là tổng chủ tịch của Hiệp hội Liên minh thợ lắp đặt đường ống cho biết, vào cái ngày đầu tiên khi mà thu hồi cái giấy phép này thì chính quyền Biden đã chọn cách lắng nghe tiếng nói của các nhà hoạt động ngoài lề thay vì lắng nghe các thành viên công đoàn và người tiêu dùng Mỹ. Hãy để tôi nói rõ điều này. Khi được xây dựng bởi các lao động công đoàn của Hiệp hội Thống nhất, các đường ống dẫn dầu, dẫn đầu như là Keystone, XL sẽ là phương thức vận chuyển năng lượng an toàn và hiệu quả nhất thế giới. Đáng buồn thay, chính quyền của Biden hiện đã cho hàng nghìn công nhân công đoàn nghỉ việc rồi. Đối với các gia đình trung lưu ở Mỹ, điều đó có nghĩa là cái chi phí năng lượng sẽ tăng lên và cộng đồng sẽ không còn thấy các khoản đầu tư địa phương đi kèm với việc xây dựng đường ống nữa. Ngoài ra, với cái việc mà ông Biden cho ngừng cái việc xây dựng bức tường biên giới thì bên cạnh cái việc thất thoát tới 10.000 việc làm, sẽ có nhiều di dân bất hợp pháp sẽ đổ xô vào nước Mỹ. Đó, mới trong vòng mấy ngày, có bạn chưa thấy không? Mà sao mới có bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi là thằng chả làm ra những cái công chuyện như vậy nè. Đó, để cho từ từ có bạn chưa thấy dân sáng mắt ra, những kẻ mà đi ủng hộ cho Joe Biden sáng mắt ra. Thử coi, ít nhiều gì cũng có gia đình mình trong đó, cũng có, ta nói chồng vợ con mình nằm ở trong đó, ảnh hưởng toàn bộ hết á, chứ không có riêng gì người nào á, đừng có nói là cuồng ông nào. Chứ nói rồi, chứ khẳng định một lần nữa là sống không có cuồng ai hết á, đừng có cuồng ai hết á, hãy cuồng cái sự thật, cái công chính và chính nghĩa thôi, đừng có cuồng nhân vật nào hết á. Mà cái những cái người xấu, xấu mồm, xấu miệng, cứ mở miệng ra là cuồng người này, cuồng người kia, tại sao sống mà cuồng, sao ghê vậy, tại sao phải cuồng ai? Rồi cô bác anh chị biết không, Biden nhận cáo trạng luận tội đầu tiên, tức là dân biểu mới đắc cử là ông Taylor Greene đã đệ trình cái điều khoản luận tội chống lại tổng thống Joe Biden. Dân biểu Greene viện dẫn lý do chính để luận tội là những hành động tham nhũng của ông ta liên quan đến quyền lực của ông ta ở Ukraine, và cái việc ông ta lạm dụng quyền lực bằng cách là cho phép con trai mình, tức là Hunter Biden, bòn rút cái tiền mặt từ những kẻ thù lớn nhất của Mỹ là ám chỉ Nga và bọn Trung Cộng đó. Dân biểu Rennie đưa ra cái tuyên bố sao? Joe Biden không thích hợp để giữ chức vụ tổng thống. Mô hình lạm dụng quyền lực của ông với tư cách là phó tổng thống và của tổng thống Obama đã kéo dài và đáng lo ngại. Joe Biden đã chứng minh rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu con trai của mình là Hunter, và trang trải túi tiền của gia đình ông bằng tiền từ các công ty năng lượng nước ngoài tham nhũng. Joe Biden thậm chí còn lên tiếng thừa nhận đã có quan điểm với chính phủ Ukraine, đe dọa giữ lại tới một tỷ chứ viện trợ nước ngoài nếu họ không cho ông thắng thầu. Joe Biden cư trú trong Nhà Trắng là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia, và ông ấy phải bị luận tội ngay lập tức. Với những cái luận chứng trên thì cái tội đại hình đã được xác lập. Điều đặc biệt là thời điểm phạm tội của Biden cách đây 4-5 năm, trước thời điểm mà Biden nộp đơn ứng cử tổng thống, đồng nghĩa là một người có tiền án phạm tội đã ứng cử tổng thống và hôm nay là tổng thống, một vụ án nhức nhối cho một chính quyền vừa mới thành lập một ngày. Nước Mỹ hiện giờ, tam quyền phân lập đã chết, giờ này chỉ còn là độc quyền, dân chủ đã băng hoại, Cộng hòa đã chết kể từ đêm 6 tháng 1, vụ án này là nỗi nhức nhối, đánh vào cái khối ung nhọt của hệ thống chính trị Mỹ trong cái thời kỳ suy đồi. Cô bác anh chị thấy không? Một cái người, một người dân biểu đã đưa ra những cái lời nhận xét và tuyên bố thẳng như vậy luôn. Thì ít nhiều gì mình cũng thấy được rằng chuyện nó chưa ngã ngũ đâu rồi đâu. Hãy chờ đó. Hãy chờ tiếp tục đó. Những cái kẻ mà tự hào vỗ ngực xưng tên là thắng á, thì hãy chờ đợi đó. Chưa có đâu vào đâu cả. Đừng có mà tự hào.
Rồi sau khi mà lên nhậm chức á, những sự đảo ngược, những sự đảo lộn bắt đầu. Thì theo cái một cái tờ tin với cái tổng biên tập là Deming, ngày đầu tiên làm việc của Joe Biden, ông ta đánh thuế cao lên, đánh thẳng một đồng minh là Canada, cùng với đánh trực diện vào công đoàn khi mà thu hồi giấy phép đường ống dẫn dầu giữa hai nước này với nhau luôn. Về cái yếu kém điều hành kinh tế, điều này đã được Donald Trump chỉ ra trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên với số nhà máy và công việc biến mất trực tiếp dưới sự điều hành của ông ta. Tổng thống mới nhậm chức cũng bãi bỏ sắc lệnh chống phá thai của Tổng thống Donald Trump, điều trái với luật công giáo. Ông ta cấp thị thực cho những người dân nhập cư bất hợp pháp. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa, người chống Trump sau này cũng phải thốt lên đó là những quyết định sai lầm tai hại. Đó, bây giờ các anh chị thấy không? Lòi ra một kẻ, lòi ra những kẻ mà cũng là bên chủ tịch của Đảng Cộng Hòa, cũng là những người mà chống Trump luôn á, mà bây giờ cũng phải thốt lên nói rằng đây là những quyết định sai lầm tai hại rồi. Giờ làm được cái gì? Tại sao trở mặt với Tổng thống Donald Trump chi vậy? Đi chống Tổng thống Trump. Chàng thấy có những cái điều nào mà sai trái Trump làm đâu. Cô bác chị thấy không? Ổng lên cái ổng bãi bỏ cái sắc lệnh nào phá thai là thấy ổng bậy rồi. Cái điều đó thôi là cũng đủ chúng ta toàn cái dân Mỹ cũng lên tiếng được rồi, không cần đợi tội gì nữa. Một tội đó thôi là cũng quá đủ rồi. Cái đó là điều đó nó quá trái với cái luật của công giáo rồi. Nào mà ở trong kinh thánh, nào mà Chúa dạy chúng ta phải phá thai? Chúa ủng hộ mình phá thai à? Mà nói là đại diện, nào là dám đặt cái tay lên cuốn kinh thánh nữa chứ. Mà thề thốt cái gì nữa. Vừa lên nhậm chức thôi đó là bãi bỏ sắc lệnh chống phá thai của Tổng thống Donald Trump liền. Có anh chị thấy không? Riết rồi tới nỗi mà những người chủ tịch Đảng Cộng Hòa, mà những người cũng đã chống Trump đó nha, cũng nói là đúng là quyết định sai lầm tai hại rồi. Cái tác đầu tiên là vào đồng minh thân cận nhất và là đồng thời là công đoàn trong nước với khoảng 41.000 công việc bị mất ngay lập tức. Cùng việc bãi bỏ bức tường biên giới sẽ có khoảng 11.000 người sẽ mất việc. Mới ngày đầu tiên nhậm chức, ngoài dừng cái việc xây bức tường biên giới là ngăn rồi ủng hộ cho nhập cư lậu, tiến hành tăng thuế dân Mỹ, thì Biden đã góp phần làm mất tới 52 việc làm của người Mỹ rồi. Những tháng tới tỷ lệ thất nghiệp sẽ là con số không thể, có thể là đáng tự hào của những ai đã ủng hộ cho cái tên Joe Biden này. Với kế hoạch mà hủy bỏ cái đường ống Keystone XL của Joe Biden là một cái món quà dành cho ai đó, khi nó sẽ là một cái, nó làm tê liệt Hoa Kỳ ở rất nhiều cấp độ, tức là việc làm nè, chi phí sinh hoạt nè, rồi cơ hội, làm tổn thương các đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ để có lợi cho bọn Nga và bọn Trung Cộng. Thật là nực cười cô bác anh chị, thật là nực cười. Và nó sẽ hoàn toàn không có tác dụng gì đối với cái việc làm tốt thêm cho môi trường cả. Cái đường ống dài 1.200 dặm từ Alberta, Canada tới cái bờ vịnh của Hoa Kỳ chở dầu thô được tinh chế là một dự án cơ sở hạ tầng vô cùng tuyệt vời. Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao được thực hiện khi dưới thời của chính quyền Obama đã xác định cái đường ống sẽ tạo ra 3.200 việc làm tạm thời trực tiếp, rồi 42.000 việc làm thêm gián tiếp và tạo ra hơn 2 tỷ đô la tiền lương đối với người dân ở Montana, Nam Dakota, rồi các bang mà cái tuyến đường ống được đề xuất sẽ đi ngang qua đó. Đó là một cơ hội việc làm rất là lớn cho dân cư ở các khu vực này. Thấy cô bác như thấy không? Sơ sơ là thấy cái anh cha nội này chẳng làm được cái gì rồi. Rồi Canada cũng có một nền kinh tế để mà vận hành, và cái đất nước này có rất nhiều dầu để bán. Nếu mà cái dự án Keystone dừng hoạt động đó, thì dầu sẽ đơn giản sẽ được bán sang nơi khác, chẳng hạn như bọn Trung Cộng. Ở Trung Cộng là một cái nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới với 10 tới 11 triệu thùng trong một ngày. Ghê không? Có anh chị thấy không? Trong khi mà Canada cần cái doanh thu và việc làm nữa, và Trung Cộng cần dầu. Cái việc chính quyền Joe Biden tự đánh mất cái nguồn dầu thô đáng tin cậy, rẻ tiền và dồi dào của nước láng giềng Canada này vào tay Đảng Cộng sản Trung Cộng sẽ là một cái sự sụp đổ chính sách đối ngoại. Và nếu Joe Biden muốn tiếp tục cái truyền thống Obama-Biden thì sẽ có nhiều thảm họa về chính sách đối ngoại hơn nữa. Hãy nghĩ về cái món quà tuyệt vời thưởng cho Trung Cộng đi. Có công trong cái việc làm phiếu giả nữa kìa, sẽ khiến cho Trung Cộng phát triển mạnh hơn về năng lượng. Đồng thời, trong khi ngồi xem dầu của Canada được chuyển đến bọn Trung Cộng, thì chính quyền Joe Biden sẽ mua lại các công nghệ năng lượng mặt trời và gió của Trung Cộng bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Thật là không biết phải nói cái lời nào với anh cha nội này. Và ông McConnell than vãn, Biden đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm trong ngày đầu tiên nắm quyền.
vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, theo giờ của Bắc Kinh, ông Biden đã ký 17 lệnh hành pháp trong ngày đầu tiên nhậm chức của mình. Nhiều lệnh trong số đó đảo ngược chính sách của Trump rồi, và bao gồm quay trở lại cái thỏa thuận khí hậu Paris nữa, và tháo gỡ đường ống dẫn dầu rồi, Chen vừa nói đó, rồi giấy phép nhập cư rồi đó. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện là Mitch McConnell đó, đã chỉ trích Biden trong ngày đầu tiên của mình về việc thực hiện nhiều cái quyết định quá tồi tệ. Rồi vào ngày 21, theo cái giờ miền Đông, McConnell lần đầu tiên có bài phát biểu tại Quốc hội với tư cách là nhà lãnh đạo thiểu số của Thượng viện. Ông nói như vậy: Tổng thống đã tái gia nhập hiệp định khí hậu Paris bị thất bại. Đây là một hiệp định khủng khiếp, sẽ khiến chúng tôi gây ra nỗi đau kinh tế nghiêm trọng cho các gia đình lao động Mỹ. Và không có gì đảm bảo rằng Trung Cộng hoặc Nga sẽ thực hiện lời hứa của họ. Trên thực tế, Hoa Kỳ đã và đang giảm cái lượng khí thải carbon, trong khi Trung Cộng và các quốc gia đã ký kết cái hiệp định là đang tăng cái lượng khí thải carbon. Việc gia nhập sẽ chỉ cho phép chúng tôi kìm hãm cơ hội việc làm tại Hoa Kỳ. Trong khi các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi tiếp tục trôi qua, Tổng thống đã xóa sổ hàng nghìn việc làm của người Mỹ, bao gồm cả công việc của công đoàn vào ngày đầu tiên của lễ nhậm chức. Và chúng ta hãy là đồng minh hùng mạnh, còn chúng ta là đồng minh hùng mạnh của Canada sẽ thất vọng và đảo ngược một cái số tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong an ninh năng lượng. Chỉ vì việc hủy bỏ dự án đường ống có thể khiến cho mọi người cảm thấy đó là một việc là thân thiện với môi trường, chính phủ mới đã giết chết những công việc này. Việc hủy bỏ cái dự án đường ống Keystone XL có thể ảnh hưởng tới 60.000 việc làm ở đất nước Canada và luôn cả Hoa Kỳ, và gây thiệt hại hàng trăm triệu USD. Thống đốc tỉnh Alberta của Canada là ông Jason Kenney đã gọi quyết định của chính quyền Biden là không đối xử với bạn bè mà là một sự xúc phạm đối với Canada. Thủ tướng Canada Trudeau cũng cho biết là trong một cái tuyên bố rằng mặc dù ông hoan nghênh cam kết của Biden trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng ông bày tỏ sự thất vọng về việc hủy bỏ giấy phép của đường ống Keystone XL. McConnell cũng chỉ trích cái đề xuất của chính quyền Biden là về cái việc ban hành lệnh ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp, và lãnh đạo đảng Cộng hòa Hạ viện là Kevin McCarthy cũng phản đối điều này luôn. Và vào ngày 20 tháng 1 thì trong một cái cuộc phỏng vấn với Breitbart News thì McCarthy đã chỉ trích cái kế hoạch nhập cư bất hợp pháp tổ chức ân xá Biden. Ông nói rằng kế hoạch này làm suy yếu pháp quyền của Hoa Kỳ, khuyến khích dân nhập cư bất hợp pháp nhiều hơn và tiêu diệt những người thất vọng trong dịch bệnh, triển vọng việc làm cho người Mỹ. Ông Biden nên tập trung công việc của mình vào việc đưa người Mỹ trở lại làm việc. Hiện tại, hàng triệu người Mỹ vẫn đang phải vật lộn để sống sót sau cái đại dịch của China virus. McCarthy đã đưa ra một cái tuyên bố vào ngày hôm đó nói rằng đảng Cộng hòa không thể thông qua lệnh ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp tại Hạ viện và họ sẽ không hợp tác trong vấn đề này. Đó, cái đây cũng là một cái điều hay. Thì cô bác anh thấy không? Ông McCarthy, ông nói là ông sẽ không có chấp nhận như là đảng Cộng hòa không thông qua cái lệnh này, không có ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp được và sẽ không hợp tác trong vấn đề này. Ít ra thì cũng phải có người lên tiếng để mà chống đối lại những cái việc làm cho nó ngu đần của thằng cha Biden này. Cô bác và các anh chị biết không, hôm qua Chen coi cái video của thằng cha Biden, Chen không có tiện đưa lên, thằng cha đi vô cái tòa nhà mà cái tòa Bạch Cung á, thằng có cái không biết ai quay được nữa, nhìn mắc cười lắm. Thằng cha vô đó cái nó rộng thênh thang biết không, chắc có vẻ như nó mới lạ quá đi, cái thằng cha đi tới đi lui, cái thằng cha lâu lâu cái thằng cha nghía chỗ này với chỗ kia giống như ba trợn vậy á. Chen nhìn á, Chen nói với cha mẹ Chen á, cha với mẹ coi cái thằng cha này nè, trời đất ơi, chả làm gì vậy, giống như là cái ông này ông bị tâm thần vậy á, cái ông đi ông lủi lủi, cái ông làm gì đó chậm chậm, cái có lúc ông đứng trồng à, có những nghi tự nhiên cái đang quay hình gì nè, Chen không có tiện đem cái video lên, ta đang phỏng vấn tùm lum nè, cái thằng chả đứng hình lạnh giống như cái con robot vậy á, không biết thằng chả bị ba trợn hay gì mà thằng chả mất tinh thần hay gì á. Chen không biết cái thằng cha này, không biết thằng chả bị bệnh nặng lắm á, thằng chả bị bệnh quan tưởng nữa phải không, chả tưởng chả đang là chúa tể nhưng mà thằng chả ngáo, không biết chả bị cái gì. Cái đó là cái hôm qua Chen thấy mắc cười thiệt. Bởi vậy cho nên nếu mà những người nào mà không có nhận ra được cái thằng cha này đang chả bị ngáo á thì bất công sắp tới sẽ có chuyện nữa. Rồi ngoài cái vấn đề nhập cư nha, ông McCarthy cũng bày tỏ sự thất vọng trước cái nhiều chính sách lật đổ gọi là chính của Tổng thống Trump á,
của Biden ngay khi ông nhậm chức. Vào sáng ngày 21, ông đặc biệt chỉ trích chính quyền mới của Biden đã ngừng rút khỏi tổ chức y tế. Đó, cái này mà Trang cũng bực nữa nè. Cô báo và các anh chị biết không? Cái tổ chức y tế thế giới á, viết tắt là WHO đó, đã tới giờ này cũng đã lòi ra quá rồi, nó làm ăn, nó câu kết, nó đi đêm với bọn tàu cộng rồi. Cho nên khi mà tổng thống Donald Trump thấy được điều đó là cắt liền, rút khỏi liền, thì tới cái tới cha này cha lên, cái cha quay trở lại, có thấy mắc mệt không? Và trên cái thực tế thì chỉ trong cái tuần này thôi, một cái nhóm chuyên gia của WHO đã tuyên bố rằng WHO đã không hành động nhanh chóng trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Cái chuyện này là rõ ràng quá rồi, ai cũng trên thế giới cũng đều thấy rồi, chẳng làm được tích sự gì đó. Trong cái tổ chức y tế này nè, nó chỉ chia chác, nó ăn nhau y như cái loại cộng sản vậy đó, và đi đêm với bọn tàu cộng nữa. Cho nên cái lúc mà tổng thống Trump rút khỏi cái tổ chức này đó, thiệt là một điều vô cùng vui mừng, phải không cô bác anh chị? Nhưng mà tới giờ này tự nhiên cái tới cái cha nội này, cha ngáo này lên, cái cha này quay trở lại WHO nữa, thấy mắc bất bực không? Rồi họ không yêu cầu thay đổi các nhà lãnh đạo cải cách. Thật không may, đây là một tín hiệu sai. Chính quyền Biden đang tưởng thưởng một sự thất bại. Đúng là thất bại. Cái lũ, cha không biết cái cha nội này cha bị tâm thần nặng lắm á. Chả quan tưởng, chả lên cái ký tùm lum hết á trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mà cha thấy cái video nha, nó lạ lùng nhâm. Cô bác anh chị coi cái video mà ổng ngồi ổng ký nha. Cha không biết là ổng đọc kịp không nữa. Một cái dự án gì đó cũng phải mất thời gian ngồi mà đọc, rồi phải có người làm chứng nữa, đứng đó chứng kiến, phải không? Cha thấy mình chả chả đọc, cái tay chả che cái trang lại nữa, chả đọc cái gì mà chưa hết chả ký rồi. Đúng là ngáo ngáo, không biết chả làm theo lệnh của ai á. Chả nghĩ là chả đang là cái giống như là cái con rối á, của ai đang sử dụng cái bẩn mặt của con chả khờ khờ vậy, biết không, để lừa bịp thôi à. Thấy nhìn ra cái kiểu nó như vậy á, thật ra không ai coi trọng là được. Đúng rồi, không thể nào mà có chấp nhận một cái người tổng thống vậy hết á. Không bao giờ mà Joe Biden là tổng thống, cha nó không bao giờ chấp nhận ông là tổng thống, không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó luôn á. Để rồi sau này cô bác chị thấy coi nè, tội lỗi lòi ra rồi từ từ vô tù ở hết á. Rồi nhất là cái gì, cho tới giờ này nè, cái lòng dân là sự thể hiện rõ nhất về cái qua cái cuộc bầu cử này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa là Lindsey Graham nói trên cái đài Fox ngày hôm qua, ngày 20 tháng 1 rồi, thì cách duy nhất mà đảng Dân Chủ có thể tồn tại là làm cho đảng Cộng hòa phải tan vỡ. Cái cách nhanh nhất để đảng Cộng hòa bị phá vỡ là phải tiếp tục tồn tại mà không có Donald Trump. Có anh chị thấy không? Mình khi mà tổng thống Donald Trump á mà đi về Florida đó, là một cái điều vô cùng đáng tiếc cho biết bao nhiêu triệu triệu người, không phải riêng ở nước Mỹ mà cả thế giới này luôn á. Chứ nhìn thấy cái điều đó chứ. Những cái gì ông đang làm, nó đang đi trên một cái đà bước tiến như vậy, tốt đẹp như vậy đó. Rồi bây giờ nó khựng lại, rồi tới cái cha ba trận này lên chả đổi hết chính sách lại. Rồi từ lâu nhiều người tin rằng cái vấn đề của nước Mỹ là ở chỗ cái đám chính trị gia cánh tả cuồng loạn. Một trong số đó điển hình là Barack Obama. Đừng quên là Antifa và Black Lives Matter được lập ra ngay dưới triều đại của ông ta. Và cái đội quân âm binh đó sẵn sàng tác quái dưới bất kỳ nhiệm kỳ của một tổng thống cánh hữu nào. Không phải chỉ riêng Donald Trump không. Giờ đây, đảng Cộng hòa sẽ bị nếm mùi trừng phạt bởi cái cử tri ủng hộ Donald Trump, ít nhất là trong thời gian ngắn và sẽ trung hạn. Cái tên tuổi của Trump sẽ luôn xuất hiện trong chính trường Washington, trên toàn bộ các nghị trình mà bất cứ nhà lập pháp nào theo đuổi. Và cô bác và các anh chị biết không, cho tới giờ phút này, bây giờ cho em mới nói tới với vấn đề là đạo đức giả này nha. Cái hôm cách đây mấy ngày đó, thì nhiều binh sĩ đã bắt đầu thốt lên cái câu rằng giống như họ thấy bị phản bội bởi cái đảng Dân Chủ, và hàng nghìn vệ binh quốc gia và quân đội buộc phải rời khỏi cái Capitol Hill. Họ không đưa ra bất cứ lý do gì luôn, họ không cần đưa ra lý do luôn, họ đi luôn, họ rời khỏi rồi. Cô bác anh chị biết không, cái nhiệt độ lúc đó đó là 33 độ ở DC, thì Joe Biden vừa gỡ bỏ cái quân kỳ khỏi cái phòng bầu dục, cái nhà để xe không có cái hệ thống sưởi để mà ngủ. Tất cả và chúng tôi, tức là những người vệ binh đó, họ lên tiếng đó, đều biết rằng Biden thật sự yêu quân đội của chúng ta đến mức nào. Cái này là họ bắt đầu họ coi, họ nói ra không biết là yêu chúng tôi đến mức nào mà để cho chúng tôi ngủ với một cái nhà xe không có lò sưởi. Rồi Biden đã cho quân đội chúng tôi đêm nay ngủ trong một cái nhà xe với cái độ lạnh như vậy. Họ thấy vô cùng thất vọng và họ giống như họ bị lừa, anh chị biết không? Rồi dân biểu Hạ viện là David Madison Cawthorn đi xe lăn tặng cái bánh pizza cho những người lính ở tầng hầm để xe, và ông nói
Tôi vừa đến thăm những người lính đã bị các nhà lãnh đạo của chúng tôi bỏ rơi và lăng mạ. Tôi mang bí xà cho họ và nói với họ rằng có thể ngủ trong văn phòng của tôi nữa. Không một người lính nào từng ngủ trên sàn nhà và để nhà để xe ở cái điện Capitol Hoa Kỳ, trong khi tôi làm việc ở Quốc hội. Quân đội của chúng tôi cần được đối xử xứng đáng và tốt hơn. Madison Cawthorn là một cái chính khách Hoa Kỳ, là một đảng viên của đảng Cộng Hòa, là dân biểu của hạt bầu cử số 11 của North Carolina. Theo sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2020, ông là nghị sĩ quốc hội trẻ nhất của Hoa Kỳ và là nghị sĩ đầu tiên vào thập niên 1990. Năm 2014, ông bị tai nạn xe hơi rồi bị bại liệt cả hai chân. Giữa cảnh tối tăm và ánh sáng xuất hiện soi lối cho người chính trực, tức là cho người có lòng từ bi thương xót và thật ngay lành. Có anh chị thấy không, một cái người tốt bụng á, họ nhìn thấy được, họ nhìn ra được liền à, khỏi cái đóng kịch đạo đức giả đi. Có bác thấy không, trên đưa cái video của cái bà vợ của Biden á, là Jill Biden á, bà đi nướng vài cái gì bánh quy chocolate á, bà đem bà lại cho mấy người lính. Bà nói bữa nay gian dịch đại khái là bà nói bữa nay tôi đến gặp các anh chị là giống như muốn cảm ơn các anh chị đã bảo vệ sự an toàn cho tôi, gia đình của tôi, và tòa bạch ốc có nướng một ít bánh quy chocolate tôi đem tới cho các anh chị, giống vậy đi, trang dịch sơ sơ vậy đi, trang dịch lịch sự lắm rồi đó, trang chưa chửi bà đó. Có anh chị biết hả, bao nhiêu ngàn người lính, bà đem một hai rổ bánh quy, bà làm đẹp lắm, trời, bà làm giống như cái rổ bông vậy đó, bà nói nhìn đẹp lắm, bà nhìn sang trọng lắm nha, bà xuống cái bà làm kiểu đó chắc bà giống như người ta chết đói vậy. Bà chơi cái kiểu đó đó. Có bác anh chị thấy không, chơi nói đạo đức giả là vậy đó. Trong khi đó để cho lính ngủ trong nhà xe lạnh, tổng thống Donald Trump đã mời những người lính đó đi về cái khách sạn của ông để mà tắm rửa ăn ngủ ở đó. Có bác anh chị thấy không, Donald Trump mới nói rồi đó, cái chức vị nè, cái chức vụ rồi cái sự sang trọng hay là tiền tài vậy vị của người đó, nó không có nói được lên cái tư cách của người đó, mà chỉ có cái hành động của họ đó, cái hành động, cách đối đãi của họ đối với người khác á, nó mới nói lên được cái đức của họ. Thật sự là một những cái kẻ vô đạo đức, và nồi nào nắp dung đó là đúng rồi. Thằng chồng á thì không ra gì, tối ngày thì kia dâm ô dâm loạn, đụng tới mấy bé gái con gái gì dê tới dê lui, thấy mà ớn, nhìn thấy mà gớm. Nhưng mà con cho nó thiệt, cô anh chị biết không, những người mà ủng hộ Trump cho Biden không biết có nhìn cái video đó không nữa, có thấy muốn ói không, chứ cho em thấy sợ, cho em thấy gớm tới những người này, người không có đủ tư cách, không có đạo đức, làm người còn chưa được nữa, đừng nói chi làm tổng thống. Rồi tới làm sao, cái nồi nào nắp dung đó, cái bà vợ cũng vậy luôn. Trời ơi, bà gói mấy cái bánh quy, cái bà làm cái trang trí cho hai cái rổ giống như bà là Bạch Tuyết và bà chú lùn á, biết không, giống như Bạch Tuyết mà cầm cái rổ bông vậy đó. Trời ơi, đẹp dễ thương lắm. Bà ra cái bà đứng bà nói xạo xạo, cái quay phim chụp hình lên, trời ơi, bao nhiêu ngàn lính bà nướng mấy cái bánh quy, có thực tế không, tào lao. Một cái trò ta nói nhìn nó vô cùng lố bịch, nó với chen nó lố bịch, thật là lố bịch luôn. Chen mới nói là cái loại đạo đức giả là loại đó đó, sống mà cái kiểu như làm màu làm mè bên ngoài không à, thật lòng thương yêu cái gì, thương cái gì. Ngay cả những người lính cũng nói lên luôn rồi, bây giờ tôi mới biết là cái chính quyền của ông Joe Biden thương những người lính như thế nào. Và chính cái người dân biểu là Madison Cawthorn cũng nói luôn nữa, làm sao phải đối quân đội của chúng tôi phải được đối xử xứng đáng hơn. Và ông nói rằng chưa bao giờ mà những người lính phải ngủ trong cái nhà xe cả, trong suốt thời gian mà tôi làm việc ở cái điện Capitol. Mà bây giờ tới cái thằng cha này lên để cho lính ngủ trong nhà xe lạnh như vậy luôn. Rồi bà vợ cái nướng vài cái bánh quy đem ra, có thấy mắc cỡ không? Một trò lố bịch. Đối với Chen là loại đạo, cái thứ đạo đức giả, không tôn trọng được. Không phải là, cô bác anh chị biết không, không phải là mình ghét người này, mình nói xấu người này, nói xấu người kia, không. Chen không thích cái tánh đó. Chen chỉ nhìn sự thật, cái hành động của một con người thôi. Cái hành động của họ, cái cách họ đối xử với người khác á, nó sẽ biểu lộ được cái con người, cái bản chất của họ. Cô anh chị để ý đi, có những người nha, họ ăn mặc rất sang trọng, họ đeo đồng hồ, đồ, cái gì cũng đồ hiệu không à, mắc tiền lắm. Nhưng mà nó không nói lên tư cách của họ. Khi mà họ bước vào quán ăn á, họ đối xử với những cái người mà làm phục vụ á, mới biết được tư cách của họ. Có những người, trời ơi, nhìn sang trọng lắm nha, tưởng đâu mình có tiền, mình ngon lắm, đối xử với những người mà bưng đồ ăn cho mình, coi người ta giống như nô lệ, nô tì vậy đó.
có trách nhiệm phải phục vụ họ vậy đó. Cái đó là cái hành động để nói lên tư cách của họ đó. Và bây giờ Trang thấy cả hai vợ chồng này đã lộ rõ cái tư cách rõ nhất luôn, là trong cái video mà Trang, hai cái video mà Trang đưa lên cái trang cá nhân đó của bác anh chị thấy, một cái bên là thằng chồng, phải không, điếm đàn dê dê sòm, làm những cử chỉ nói chung là không có đạo đức và vô liêm sỉ, rồi tới cái bà vợ nữa đạo đức giả, ta nói nồi nào nắp chung đó là đúng. Vậy á, cho những người ủng hộ cho cái người này á, tự động mà ngồi đó mà suy gẫm lại coi có mình lựa chọn cái người có đúng không. Trang chưa nói tới tài cán gì của ổng, Trang chỉ nói tới tư cách của ổng coi, ổng có xứng đáng làm tổng thống không. Một tổng thống mà tư cách như vậy à, đứng phát biểu mà kế bên là vợ của người ta á, cái ông kia ổng thấy ông này cứ mò mò vợ ổng hoài à, rồi ổng mới nói là my wife, ổng nói vậy cho cái ông kia né né ra đỡ mắc cỡ không. Trời đất ơi, vợ của người ta mà chả cũng đứng chả mò luôn, bây giờ thấy mắc cỡ không, rồi mấy đứa nít nhỏ xíu à. Trời ơi, đúng là loại gì, ta nói cha nào con đó, thằng con cũng vậy luôn. Thằng con cũng chơi gái, hút xì ke, ta nói đủ thứ bằng chứng hết luôn á. Vậy đó, thì cô bác anh chị nghĩ đi, có xứng đáng làm tổng thống không? Để cho những người mà, những kẻ ủng hộ ổng á, ngồi đó mà suy gẫm lại cái sự lựa chọn của mình. Ít ra thì cũng chọn một người có một cái thư thái đàng hoàng tí, phải không? Cái bề trong của ổng mình không nói đi, cái đời sống cá nhân mình ổng mình không nói đi, nhưng mà ổng đã đứng trước báo quan văn võ rồi, cái hành động của ổng nó lộ ra như vậy rồi, có tư cách gì mà đi ủng hộ một cái người như vậy. Khỏi bàn gì nhiều, chỉ cần nhìn tư cách thôi, một phần đó thôi, là một cái đặc điểm đó thôi, cũng biết được là ổng xứng đáng làm tổng thống không rồi. Đừng có nói chi mà tới tài cán của ổng. Thằng cha này chỉ là một cái bình phong thôi, nó là một cái con rối để cho một cái thế lực ngầm nào đó bên trong nó sử dụng thôi à. Chả chẳng có làm gì, chả ngơ ngáo ngáo, thằng chả có khi chả nói lộn lời tùm lum à. Có anh chị biết không, rồi chả đọc cái gì cũng có người mà để sẵn cho ổng, để nhìn cái màn hình mà đọc nữa kìa. Còn những cái khủng khiếp lắm, từ từ chúng ta sẽ thấy. Trời á, cái này cũng là cái điều tốt của bác anh chị. Được tốt, đối với Chen là tốt. Phải để cho cái xấu ác nó lòi ra, đúng không? Còn hơn nó cứ giấu trong bụng hoài à. Nó lòi ra cho toàn thể dân chúng thấy luôn, để lúc đó mới tâm phục khẩu phục tổng thống Donald Trump. Chứ còn bây giờ hả, mình nói họ già, họ chửi mình, họ nói mình cuồng. Tổng thống Trump này nọ mệt lắm, không có cần thì không có thời gian để ngồi nói qua nói lại đâu. Hãy để cái hành động của họ nói lên tư cách của họ, vậy thôi. Con người mà, cô bác các anh chị, nhân quả nó lòng vòng đó, nó không có ai thoát được hết á. Cho nên đừng có ngồi đó tự đắc tự cao tự đại, hãy nhìn đi, nhìn những gì họ làm rồi thấy à. Rồi à, cô bác và các anh chị biết không, tới bây giờ á, nó có một cái tin, cái tờ mà Washington Post á, cuối cùng cũng đăng lên một cái tin là thừa nhận cựu tổng thống Trump không hề kích động bạo lực. Đó, nhiều khi cha nói cái thói đời, đúng là ở trong cái tiếng Việt của mình, người Việt mình có cái bài hát thói đời, cũng đúng, cái thói đời, thiệt là cái thói đời á. Hồi lúc mà ông Biden ông lên nhậm chức xong á, cái bài đặt có cái tiểu bang đó lên nói là có gian lận bầu cử, phải không? Đợi xong rồi, và bây giờ tới cái tờ báo này nó nói là tổng thống Donald Trump không có hề kích động bạo lực gì hết á. Vậy chứ cái bữa hổm ta nói cấu xé, ta nói cắn xé, đổ dồn vô tổng thống Donald Trump nào là đòi trức phế bởi vì ông kích động bạo lực. Nói tới vấn đề này, cho anh đưa cho các anh chị coi một cái hình ảnh này, để cho những cô chú bác nào sống ở Mỹ để ý cái này dùm trên nha. Nó đây là một cái đài nữa nè, và nhớ kỹ những gương mặt này. Các anh chị thấy không, vào cái ngày 19 tháng 1 nè, đưa tin nè, tổng thống Trump kích động bạo loạn giết người tại Capitol. Đó, đài Việt Face nè, các bạn có thấy không? Đây là cái tin tức đã đăng lên rồi, chứ không phải là do Chen, mà các anh chị gửi cho Chen. Không chỉ riêng cái đài này không, còn những cái đài ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản nữa. Các bạn có thấy không? Đăng tin rõ ràng vậy luôn nè. Tổng thống Donald Trump kích động bạo loạn giết người tại điện Capitol. Đó. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ tòa án đã lên tiếng nói rằng tổng thống Donald Trump không hề kích động bạo lực. Đó. Vậy thì bây giờ những cái kẻ này có phải là vu khống tổng thống Donald Trump không? Đăng tin như vậy là đăng tin sao? Có anh chị nhớ kỹ những bộ mặt này nha. Trong đây có một cái tên á, cho anh nhớ rằng cũng có tham gia ứng cử làm chức này chức kia. Đó, chắc chắn là những cô bác nào ở bên hải ngoại sẽ biết những cái tên này. Đó, cho anh chị đưa lên cho có anh chị thấy rằng những cái kẻ trơ trẽn, nói giống như là cái kiểu mà giống như là tổng thống Donald Trump có tội rồi vậy đó. Cái kiểu như là ông chắc chắn là ông kích động bạo loạn vậy đó. Nhưng mà có không? Bây giờ sao? Những cái tài liệu gửi tòa án
đã thừa nhận rằng Tổng thống Donald Trump không kích động bạo loạn tại cái điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Mà cái cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch trước nhiều ngày rồi. Cái bài báo được để trong cái phần tin địa phương và cái pháp lý của cái trang mà Washington Post được viết bởi ba phóng viên phi chính trị. Cái câu chuyện của Washington Post, viết tắt là WP đó, minh họa cái mức độ mất kiểm soát của thông tin sai lệch trắng trợn về sự xúi dục của cựu Tổng thống Trump trong 2 tuần qua. Và cái tờ Washington Post đã viết rằng các thành viên dân quân tự phong từ Virginia, Ohio và các tiểu bang khác đã lên kế hoạch xông vào cái điện Capitol của Hoa Kỳ trước cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 và sau đó liên lạc với nhau trong thời gian thực thi họ đột nhập vào tòa nhà ở cái phía đối diện và nói về cái việc săn lùng của các nhà lập pháp theo tài liệu đệ trình lên tòa án vào hôm thứ Ba. Cái bài báo tiếp tục nói rằng cái vụ bắt giữ vào cuối tuần này đối với một số người bị cáo buộc có quan hệ với các nhóm cực đoan cực hữu đó, bao gồm những người giữ lời thề, những chàng trai tự hào và 3% cho thấy rằng cuộc bạo động không phải là một vụ bạo lực bộc phát hoàn toàn mà là một cái sự kiện có một cái tổ chức xúi dục hoặc là cái lợi dụng các nhóm. Cái đoạn video dài hàng giờ luôn được đăng tải trên mạng xã hội rồi và được các nhà điều tra nghiên cứu tập trung vào các cá nhân trong trang phục kiểu quân đội di chuyển cùng nhau. Đây là bước đầu tiên để xác định và hiểu rằng có một số loại âm mưu phối hợp ở đây. Một quan chức cấp cao của văn phòng luật sư Hoa Kỳ đặc khu Columbia, cơ quan đang dẫn đầu về cuộc điều tra cho biết như vậy. Và cái một tin tức mà thậm chí còn chứa một cái câu trích dẫn từ một trong những kẻ bị cáo buộc là kẻ xúi dục vào cái việc di chuyển vào tòa nhà Quốc hội đó, trong đó nêu rõ rằng hãy để mắt đến những người có cái mũ, tức là đội cái chữ MAGA là khẩu hiệu của những người ủng hộ Trump, đỏ mà đội ngược. Đã thấy một cái báo cáo rằng họ xâm nhập vào đám đông vào cái ngày mà họ định ra sẵn. Và Brown đã được cảnh báo vào ngày 5 tháng 1 trong một tin nhắn ở Facebook. Tài liệu tòa án cho biết, các bạn chị thấy không, cho tới giờ này thì những cái cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Không phải là cái ông Biden ông lên làm tổng thống là mọi chuyện nó êm đâu. Bởi vì bao nhiêu cái tội lỗi hay cái gì đó họ vẫn tiếp tục. Và Jen cũng từng đọc những cái trang lịch sử của Mỹ đó, có một những cái vụ án á, cô bác anh chị biết không, tưởng chừng nó qua rồi, có khi nó trải qua 10 năm, 20 năm, 50 năm, cả 100 năm mà họ vẫn tiếp tục phải làm việc. Chứ không phải nói là ông này ông lên rồi là an bài rồi, không có đâu cô bác anh chị. Tội lỗi vẫn tiếp tục và đang bị tòa án xử những chuyện này. Và Jen nói ra những cái lời này để cô bác anh chị thấy rằng có những cái trang tin tức á, của người Việt á, những cái đứa mà núp lùm á, những cái bọn mà ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản á, nó lợi dụng cái điểm này để nó đăng những tin giật gân lên, nó chỉ trích Tổng thống Donald Trump và nó câu like, nó kiếm tiền. Cái đó là Jen không nói rồi, cái loại thất đức thì không nói rồi, nhưng mà nó có một kiểu là nó trơ trẽn đến nỗi là đó là cũng những cái đài báo chí lớn không ấy nha đó. Nhưng mà nó thật là trơ trẽn một cái, nó làm như nó ghét tội Tổng thống Trump luôn vậy đó. Như Jen vừa đưa cái tấm hình đó, nó nói thẳng ra luôn à, Tổng thống Trump kích động bạo động chết gây chết người tại điện Capitol. Mà trong đó có những cái bộ mặt á, ít nhiều gì cũng đã ra tranh cử những chức này chức nhỏ trong cộng đồng. Thật là nhục nhã, thật nhục nhã cho những cái tên này. Và cái ý tưởng về những kẻ xâm nhập được lên kế hoạch rõ ràng đã bị các cơ quan truyền thông và những người đứng đầu cánh tả không chấp nhận điều đó, và không cần lý do cũng như bằng chứng. Giờ đây các tuyên bố đã được đưa ra trong một cái đơn để kệ lên cái tòa án. Tuy nhiên, không có cơ quan truyền thông dòng chính nào rút lại lời cáo buộc của họ về Tổng thống Donald Trump. Cho tới giờ này, các bạn chỉ thấy không, một cái điều đau lòng, rất là đau lòng là cái gì? Giống như từ cái chuyện xảy ra mới biết ai là kẻ thù, ai là bạn của Tổng thống Donald Trump. Tới giờ này cũng vậy, Trang thấy rõ luôn rồi. Những kẻ mà trước đây có thể giúp nịnh, có thể gọi là bạn bè. Sau đó khi mà thấy Trump, cái thế của Trump nó bị đàn áp quá đi, phải không? Thấy ông này yếu thế rồi, cái trở mặt liền, trở cái mặt ra. Đó là những kẻ ăn cháo đá bát và những cái kẻ phản bội. Đúng là cái thời điểm này, đúng là một cái thời kỳ thanh lọc thiệt á, cô bác anh chị. Bây giờ lòi ra hết rồi, ngay cả cái vùng Trang đang ở nè, có những cái báo đài bây giờ người ta tẩy chay luôn, người ta muốn tẩy chay luôn rồi. Tại vì nó nhờ cái cuộc bầu cử này nè, nó lòi ra. Chứ nếu không có đó hả, nó sẽ nằm vùng và nó sẽ tiếp tục lợi dụng cái chữ Việt Nam Cộng Hòa, nó sẽ tiếp tục lợi dụng cờ vàng để nó kiếm tiền. Cho nên cũng nhờ Tổng thống Donald Trump rất nhiều. Mà trong cộng đồng người Việt bây giờ mới biết ai là bạn, ai là thù. Bây giờ thì nó lộ hết rồi, nó hết che được rồi.
Cho nên cái đó cũng là một điều tốt. Còn hơn á, nó cứ lầm ngầm, nó cứ giả danh hoài. Nó nào là nó lấy danh nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, nó quyên góp tiền, mở đại hội này, đại hội kia. Một năm vậy kiếm chắc kiếm cháo, ăn tiền trong tiền xương máu của những người già, những cái tấm lòng chân thật của những người mà cựu, những người cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đó, mà đa số các chú bác đó bây giờ về hưu hết rồi. À, ăn luôn những tiền hưu của người ta, mở miệng ra nào là chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, mở đại hội đồ này nọ nhục nhã, mà bây giờ lòi hết rồi đó. Cái đó là chúng ta mừng hay là buồn? Chúng ta phải mừng chứ, vì nhờ có cái đợt này nó mới lòi ra chứ. Tao nói cháy nhà mới lòi mặt chuột mà. Chứ còn nếu mà không có cái chuyện này xảy ra thì làm sao chúng ta biết được? Nó cứ năm này qua năm khác, nó cứ là giả vờ, nó sống kiểu hai mặt á. Cái mặt của nó thì khác, bên trong nó thì khác. Nó chỉ mới nói loài đạo đức giả là vậy đó. Sống không có thật, sống lừa bịp, sống chỉ ham tiền thôi, mà vì tiền mà bán cả lương tâm của mình. Thật là tội lỗi cho những kẻ này, mở miệng ra đạo đức lắm đó. Nhưng mà bên trong sao? Tiền, tiền, tiền. Chỉ cần có tiền là được rồi, tao sẽ bán cả linh hồn của tao, bán cả lương tâm của tao luôn. Còn cái gì mà lương tâm? Các anh chị thấy không, lúc nào cũng tự nhận mình Việt Nam Cộng Hòa, hát gì, làm sáng tác nhạc chống cộng, làm rầm rầm rộ rộ lên dữ dội lắm. Rốt cuộc rồi sao? Chỉ lợi dụng cái chữ Việt Nam Cộng Hòa thôi, và lợi dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ để kiếm tiền năm này qua năm nọ. Bây giờ lòi rồi, lòi hết rồi. Trang là Trang nói thẳng, ghét thì cứ việc ghét. Cái đó là các anh chị thấy không, tới giờ này lòi hết rồi. Và chúng ta đừng có sống kiểu lấp liếm nữa, đừng bây giờ sống kiểu hai hàng. Một là anh chọn đường này, hai là anh chọn đường này, anh chọn cái nào? Đừng bao giờ chọn giữa một và hai, cứ lấp lửng chính giữa không à. Sống gì kỳ vậy? Sống gì mà quá, anh chị biết không? Ông bà mình nói á, hùm mới chết để da, người chết để tiếng. Sống sao mà để chết còn nguyền rủa dữ vậy? Nguyền rủa đời đời á, những kẻ mà tán tận lương tâm như vậy đó, ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản sẽ bị nguyền rủa, sống trong sự khinh bỉ. Chen là như vậy, Chen nói thẳng vậy đó. Ghét thì cứ việc ghét. Còn một số tin tức cũng nhiều. Chen có thể Chen sẽ đăng lên cái trang cá nhân cho cô bác anh chị có thể tham khảo sau. Bởi vì Chen biết thời gian thì nó không có đủ. Tin tức thì nhiều lắm. Bữa nay có nhiều tin tức tại vì sau cái cuộc bầu cử của ông Biden á thì có quá nhiều chuyện xảy ra đi. Mới có bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi mà đã nhiều chuyện rồi. Thì Chen sẽ trích ra rồi Chen đăng lên trang cá nhân. Thì cô bác các anh chị có gì vào cái trang cá nhân của Chen sau cái buổi livestream rồi tham khảo nha. Chen không có đủ thời gian để đưa lên hết, tạm thời là những cái tin chính như vậy. Rồi bây giờ Chen sẽ ngưng một chút xíu, Chen hát cho các anh chị nghe một bài, rồi Chen sẽ nói về cái câu chuyện cờ vàng. Đây là một cái câu chuyện mà từ cái bữa mà 6 tháng 1 là nó đã diễn ra rồi, nó đã sùm rồi. Nhưng mà hôm nay có một người tác giả cũng lên tiếng nói về điều này. Và Chen sẵn đó thì Chen cũng nói một chút xíu thôi về cái vấn đề này, rồi sau đó mình sẽ chuyển qua cái vấn đề bên Việt Nam. Bây giờ Chen sẽ mở một bài nhạc với cô bác và các anh chị, rồi mình sẽ trò chuyện tiếp. Chen sẽ hát một bài, Chen sẽ hát cái bài này. Hôm nay là cuối tuần rồi, Chen hát bài cái tựa là Chiều Cuối Tuần, một sáng tác của ông Hoàng, nhạc bolero Trúc Phương. Chen mời cô bác anh chị giải trí một tí ha, cho máu nó xuống bớt chút đã, rồi mình tâm sự nữa. Tìm anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi. Hai chúng mình mong xưa khó thành biết.
biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân mơ dày qua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi, anh ơi dù hai chúng mình mong xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, chân mơ dày qua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Chanh hát bài nữa nghe à, cho cô bác anh chị khai khoảng cái à, rồi à, sung sung lên cái à, rồi tiếp tục ha. Chanh hát à, một cái à, sáng tác của Ngân Giang có tựa là Tôi Vẫn Nhớ. À, trên chưa hát bài này lần nào nhưng trên thấy cũng rất là hay. À, cái điệu cũng tươi tươi. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng mưa u buồn, chiều nhau đi tìm dăm bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao, từng câu nói yêu đương ngọt ngào. Chuyện tình đầu đã nguyện trong cõi thâm sâu, ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt thế lương sâu bi. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu cùng người đàn tay đêm trăng sao, hẹn trăm năm ta cùng kết tóc sẽ duyên mộng vàng.
gọi tên anh tìm nghe giá buồn, mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao vui. Tôi vẫn nhớ mắt anh buồn nhìn nơi phương xa, sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ anh hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư, thường gom trăng sao dệt muốn lối anh đi chiều nào. Tôi vẫn biết xa nhau là buồn, chuyện tình xưa vô cánh bay cao, để riêng tôi âm thầm chuộc lấy đau thương mỏi mòn. Ca dao mẹ ru con bao năm vẫn nhớ, nước non này chiến tranh dài, người ra đi còn đi mãi mãi, mộng chúng đôi vẫn còn chia phôi. Tôi vẫn nhớ anh lên đường chiều mưa giăng cao, mình tôi đứng dâng dâng nghẹn ngào. Một chiều lần về qua tôi ghé thăm anh, quà cho nhau tôi tặng anh chiếc khăn thêu màu xanh. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm mới anh đã quên tôi, ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kỷ niệm mới anh đã quên tôi, ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kỷ niệm mới anh đã quên tôi, ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Bài hát rất là hay phải không cô bác và các anh chị? Trên chưa hát lần nào. Trên muốn cô bác các anh chị có nghe giây phút nghe nhạc hay khoảng một tí. Trên chia sẻ một cái câu chuyện cờ vàng. Cô bác và các anh chị biết không, cho tới giờ này như Trên nói hồi nãy đó, cũng là cảm ơn Tổng thống Donald Trump rất nhiều. Nói thật là rất nhiều. Trên cảm thấy mang ơn ông. Bởi vì qua những cái buổi rally á, để mà đi ủng hộ Tổng thống Donald Trump đó, cô bác các anh chị thấy không, cái lá cờ vàng nó bay phất phới và cao cùng chung cái lá cờ Mỹ và nhiều những cái nước khác nữa, trong đó có Hàn Quốc nè, có Nhật nữa, nhiều lắm. Và chúng ta những người Việt tị nạn cộng sản phải thấy lấy điều đó làm hãnh diện và vui mừng phải không? Nhưng nó không phải vậy, cũng nhờ Tổng thống Donald Trump á mà mới biết được, biết đá biết vàng, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Cô bác các anh chị biết không, có những người họ tuyên bố rằng những người mang cờ vàng đi ủng hộ Tổng thống Donald Trump làm nhục mặc cái lá cờ đó. Vậy Trên đặt câu hỏi nè, thương à, tôn trọng à, có thật sự vậy không? Nói thiệt ra đi, nói thiệt lòng ra đi mà, cũng là cờ vàng với nhau mà, sao vậy, sao lại nhục? Sao lại nhục? Sao nhục được? Có ai, cô bác anh chị nào vô trả lời cho Trên được được không? Tại sao có những người họ cũng là tị nạn cộng sản, họ vẫn mang cờ vàng mà họ đi nói những người khác cũng mang cờ vàng là nhục? Nhục cái chỗ nào? Và có một người tác giả tên là tác giả Vũ Linh, Trang cũng không biết bác hay chú này là ai, nhưng mà có những cái nhận xét của cái bác tác giả này đúng. Và Trên chỉ trích một đoạn thôi, thật sự cái bài viết nó dài quá. Trên thấy chỗ nào mà Trên giống cái ý mà Trên muốn chia sẻ với bác anh chị thì Trên trích ra thôi. Thì bác viết như vậy: cộng đồng tị nạn người Việt bất thình lình nổi sóng về câu chuyện cờ vàng.
thiên hạ ùn ùn đổ xô nhau bàn chuyện cờ vàng, xỉa tay chửi nhau túi bụi, giơ cao cờ vàng là nhục mạ cờ vàng, không giơ cao cờ vàng cũng là nhục mạ cờ vàng luôn. Cả hai bên đều đấm ngực tự nhận là yêu nước, thương dân và tôn trọng cờ vàng, và tất cả những người khác khác ý với mình thì đều là thân cộng và kích thích cờ đỏ bôi bác cờ vàng. Cả hai bên đang chí ché giành giật cờ vàng là của mình. Cái lạ lùng nhất là bất thình lình cái đám mỹ con gốc cây mít cấp tiến đã từng lên mặt dạy bảo những bác những chú làm ơn quên chuyện đánh nhau cờ đỏ cờ vàng đi cho chúng cháu nhờ mà. Quên chuyện chống cộng đi mà, đừng mang cái còng chống cộng trồng cổ chúng cháu nữa, chúng cháu là mỹ con rồi. Hãy lo tương lai của các cháu ở xứ cờ hoa này giùm đi mà, các bác, các bố ơi. Đó, đây là nguyên văn tuyên cáo của cái đám đó nè. Xin quý vị tự hỏi, có công bằng không khi quý vị kéo theo 40-50 năm của quá khứ để định đoạt hiện tại và tương lai của con cháu quý vị? Cái đám này bây giờ nó bất thình lình, nó nhảy dựng lên, nó dên giáo đấm ngực, nó thình thình, nó xung phong, nó nói tới chết cũng sẽ bảo vệ cờ vàng thiêng liêng này. Nó ồn hào, nó hỏi tội các cha các chú sao dám nhục mạ lá cờ thiêng của chúng vậy khi giác lá cờ đi biểu tình ủng hộ Trump. Chen xin ngừng đây một cái để cho nói cái suy nghĩ của Chen cho cô bác anh chị nghe. Cái bác tác giả này nè, bác nói có một cái đám gọi là cái gì, kêu là những đám mỹ con gốc mít cấp tiến, nó từng lên mặt dạy bảo các bác các chú ơi làm ơn quên cái chuyện này đi, đừng có đem cái quá khứ mà để đổ lên đầu của tụi con nữa, tụi con là mỹ con rồi. Vậy chứ bây giờ không hiểu làm sao tới là lúc này cái nó bắt đầu nó không chịu ngồi im, nó nói là nó sẽ bảo vệ tới chết cái lá cờ thiêng liêng này luôn. Nó bắt đầu nó hỏi tội những cha các chú sao dám nhục mạ lá cờ cờ thiêng, tại sao dám đem cái lá cờ này đi ủng hộ Trump. Nó thật là vô lý không, có gì thấy không? Và trên có bác anh chị biết á, trên nói như vậy theo cái bài viết của cái bác tác giả này á, để cho cô bác anh chị hình dung được cái đám đó là ai rồi đó. Có lúc á thì nó chối bỏ cờ vàng, nó không công nhận cái lá cờ vàng của dân tộc, rồi tới đợi tới lúc á mà nó thấy á, cái vụ mà biểu tình, cái vụ mà rally cái bữa mà 6 tháng 1 đó, thì có bác anh chị thấy không, thấy mà lỡ hé hé một chút nào đó phe này đánh phe kia, nó bắt đầu nó lòi ra, nó nói nó sẽ bảo vệ tới cùng, có chết nó cũng bảo vệ lá cờ này. Chị đặt một câu hỏi rằng, ủa thương quá vậy, sao thương quá vậy, tôn trọng lá cờ dân tộc quá vậy, tại sao lúc trước thì chối bỏ mà sao nằm ở nhà chứ vậy? Nếu mà muốn yêu quá xong cầm cái lá cờ đi cùng các anh chị đi, rồi bây giờ đợi bắt đầu thấy có cái cuộc những cái tin tức ta nói tràn lan trên mạng, nào là FBI đang truy lùng những người mang cờ vàng kích động để mà chống phá này nọ bạo loạn, cái bắt đầu lên tiếng liền nói những người mang cờ vàng là nhục mạ lá cờ thiêng liêng. Trời ơi, thương cái gì kỳ vậy? Có chị biết không, những cái loại người này, những cái thứ đạo đức giả, nó sống giả quen rồi, nó chẳng bao giờ biết sống thật là gì cả. Thương là sao thương? Bộ thương phải chờ lúc này mới thương à? Tại sao lúc trước không thương? Nếu mà thật sự thương cái lá cờ dân tộc, nếu thật sự tôn trọng đó, cái lá cờ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam là lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, thì nó đã nằm trong tim của mình từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới lúc này mới thương, lúc kia mới thương, lúc này mới lên tiếng nói là những người kia tại sao làm nhục lá cờ vậy, mình nằm ở nhà biết gì mà xỉa xói vô mà nhục, sao mình không chịu đi vô cùng nó đi để hiểu được cái tâm trạng của các anh chị đó. Người ta sao? Người ta không có quản ngại đường xa, người ta không có quản ngại công ăn việc làm, rồi nguy hiểm nữa, rồi người ta phải tự bỏ tiền túi ra, người ta trang trải cái đường đi, không cảm ơn người ta thôi chứ, mà còn dám xưng lên nào là tôi thương cái lá cờ lắm, tại sao mấy ông đó làm nhục mạ lá cờ thiêng liêng của tôi vậy? Xạo thì cũng xạo vừa vừa nữa, nói chen là chen nói thẳng á, ai ghét thì cứ việc ghét đi. Nhưng mà đừng có sống đạo đức giả. Nếu mà thật sự tôn trọng cái lá cờ này là suốt đời chúng ta phải tôn trọng, chứ phải đợi tới lúc nào mới tôn trọng. Đừng có đợi tới cái thời cơ, cứ nằm nấp lùm đó mà chờ thời cơ để đánh phá các anh chị mà thôi. Cô bác và các anh chị biết hả? Bộ dễ lắm mới được cầm cái lá cờ thiêng liêng này đi vào chung những lá cờ khác ở trên đất nước này à? Vậy sao cái tụi mà nằm dùng á,
Nó không giỏi, nó cầm cái cờ máu đi đi, thử đi rồi biết. Nó nhục mạ lá cờ vàng, vậy sao nó không thử, nó tôn vinh cái lá cờ máu phải không? Tại sao nó không chịu đem cái cờ máu đi những cái buổi rally ủng hộ Trump đi, rồi nó sẽ biết mùi cay đắng của nó. Sao vậy? Nằm ở đó núp lùm, tôi đợi tới có chuyện rồi bắt đầu chửi. Người Việt đi môi móc, chửi bới nhau. Ai là tình thương thật sự? Trời đất cũng biết hết à. Đừng có sống giả tạo nữa. Những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, cho em nói thẳng luôn. Và cái bác Vũ Linh này bác nói tiếp như vậy: tôi mới nghe qua, trời tôi cảm động muốn khóc luôn. Vì không ngờ cái đám con cháu tị nạn thế hệ thứ hai này, thế hệ thứ ba, thứ hai gì đó, vẫn còn biết lá cờ vàng là của bố mẹ, cha chú nó thời xưa chứ. Mà lại lớn tiếng bên vực nữa chứ. Tôi có nằm mơ không vậy ta? Bác này nói đúng á. Ơi chen còn hỏi đây nè, không biết có nằm mơ không nữa. Tốt quá, yêu thương lá cờ vàng quá. Lúc thì chối bỏ nó, đợi tới lúc nó đổ xô vào, đi chỉ điểm cho FBI bắt người này bắt người kia, thật là khốn nạn. Các bác chị thấy không, chen gọi cái chữ khốn nạn là tại sao vậy? Bởi vì nếu đã là người Việt rồi, sống trên đất nước này là sao? Là mình nương nhờ đất nước của người ta, không phải nước của mình. Người ta đã cưu mang mình, người ta để cho sao mình được sống, hưởng được tất cả quyền lợi của con người, mình chưa trả ơn người ta là thôi. Mình để con cháu mình thành công trong đất nước này, nở mày nở mặt, mình có bao giờ trả ơn, người ta có kêu mình trả ơn không? Rồi sao? Cũng cùng thân phận giống nhau à, cũng cùng thân phận tị nạn giống nhau à. Vậy mà nở lòng nào, ăn cháo đá bát, trở mặt nhau, chỉ điểm nhau. Các bác anh chị thấy có những cái nước khác như Nhật đồ đó, Hàn Quốc đồ cũng cầm lá cờ đi chung vậy. Có cái dân tộc nào giống dân tộc Việt Nam không? Có đi chỉ điểm nhau không? Có coi cái lá quốc kỳ đó là nhục không? Tại sao có người Việt Nam mà đi nói là mang cái lá cờ vàng này là nhục? Làm sao nhục được? Mà thử đem cờ máu lên đi, thử coi cái cờ máu nó có được dương cao ở đây không? Mà cái nào là nhục? Tại sao là nhục được? Nó phải là niềm tự hào chứ sao mà nhục được? Cờ vàng bát sọc đỏ mới chính là cờ của dân tộc của Việt Nam ta. Còn cái cờ máu là cái cờ của ngoại bang, là của bọn cộng sản. Nó đem từ ngoại lai đem về, nó đem từ cái tỉnh tạo cộng về. Tôn thờ cái gì? Vậy cái nào mới là cái đáng tôn trọng? Đó, chen nói thẳng, những kẻ đạo đức giả, làm ơn đi, đừng có sống nhục như vậy. Ông bà mình dạy thà chết dinh còn hơn sống nhục mà. Thà là nghèo, đừng có hèn, quá hèn. Đợi tới lúc này cái bắt đầu nào là chỉ xỉa xói các anh chị đi ủng hộ tổng thống Trump, nào là đem cờ vàng đi nhục mặt quá. Nhục cái gì? Những kẻ nằm ở nhà ăn sung mặc sướng á, nằm chờ trợ cấp á, ủng hộ cho ông Joe Biden mới là nhục. Cô bác anh chị biết không, đa số những người ủng hộ Trump á, những người đó họ rất là, họ biết cái công việc của họ và họ đi làm, chứ không phải họ nằm đó ăn trợ cấp. Họ đi làm đóng thuế cho chính phủ đàng hoàng, và là những người ủng hộ Trump không à. Còn những kẻ ủng hộ Joe Biden á, cho anh nói cái này thì chắc chắn sự thật thì mất lòng, chứ không có nói hết. Nhưng những người nào mà nằm trong cái chỗ này thì hãy suy nghĩ lại, có phải mình chỉ vì cái lợi ích cá nhân của mình chỉ ham cái tiền trợ cấp đó mình ủng hộ cho Biden không? Vì sao mà cha nói như vậy? Tại sao là người tị nạn cộng sản mà không ủng hộ Trump, trong khi đó tổng thống Trump chống cộng, mình đi ủng hộ cho Biden vì lý do gì? Trả lời cho Chen đi. Những người đó bây giờ có ghét Chen thì cũng trả lời cho anh biết đi, có phải ăn tiền trợ cấp không? Nằm ở nhà mà ăn hưởng tiền welfare không? Không chịu đi làm, chứ còn lý do gì nữa? Tại vì ngày xưa các bác anh chị biết không, chính cái thằng cha Joe Biden này nè, thằng chả đã không có ủng hộ cái việc giúp đỡ những người Việt Nam tị nạn. Chen là một thế hệ con cháu thứ hai thứ ba đây, mà Chen còn biết được cái quá khứ đó nè. Không lẽ những người đó không biết chuyện này à? Tại sao đi ủng hộ Joe Biden? Ủng hộ cái gì? Một cái người không đủ tư cách, không có đức, không có tài gì cả. Ủng hộ cái gì? Ủng hộ một người cũng phải lựa cho đúng á. Rồi bây giờ cái bắt đầu tới cái vấn đề này, bắt đầu chửi rủa các anh chị đi ủng hộ Trump, làm nhục lá cờ vàng. Nhục cái chỗ nào? Không có gì là nhục cả. Những cái lá cờ nào không được dương lên cao, cái đó mới nhục. Còn lá cờ nào được dương lên cao, cái đó là niềm tự hào. Đối với Chen á, Chen là một đứa con nít thôi, mà Chen cũng nhìn ra được chuyện đó nữa, Chen cũng hiểu được chuyện đó nữa mà. Nhục chỗ nào? Có những cái lá cờ nó không bao giờ được dương lên ở đất nước này, cái đó mới là nhục. Còn lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của dân tộc Việt Nam được dương cao chung với lá cờ Mỹ.
làm sao nhục được. Bà Trang cho quá anh chị coi một cái tấm hình này cũ rồi, lâu lắm rồi, để cho quá anh chị thấy nè, người đây là những người Việt tị nạn cộng sản đây nè. Năm 1999, tấm hình này rất cũ rồi, mà quá anh chị coi nè, cờ Mỹ và cờ vàng nè, những người Việt tị nạn nè, thank you America, người ta là những người biết ơn. Nếu thật sự là người Việt tị nạn, phải biết ơn đất nước này, và cũng phải biết lá cờ nào mới xứng đáng được tôn trọng. Có anh chị thấy không? Cái tấm hình này cũ lắm rồi đó. Nè, cái đây là những người đồng hương biểu tình chống trần trường treo hình của hộ chó và trong 53 ngày liên tục ở Lý Đô Sài Gòn. Đó, đây là một cái hình ảnh rất lâu rồi mà Chen lục ra được, Chen cho các bác anh chị coi để chứng tỏ cho các anh chị thấy rằng nếu là người Việt Nam cộng sản phải tự hào khi mà giơ cao lá cờ này, chứ không bao giờ có chữ nhục ở trong đó. Những kẻ cộng sản nó mới nhục đó, những kẻ cộng sản mới nhục. Mà nếu nó nhục á, thì nó đem lá cờ máu đem ra đi. Tại sao nó không đem? Nó có dám đem lá cờ máu ra không? Nó chỉ nằm đó núp lùm, nó chờ đợi cơ hội để nó phỉ nhổ cái lá cờ dân tộc mà thôi. Và những kẻ đó là những loài cộng sản, nó thẳng là như vậy đi. Chỉ có máu cộng sản nó mới nói lá cờ vàng ba sọc đỏ là nhục. Chứ nếu thật sự là người Việt Nam tị nạn cộng sản á, thì chúng ta phải tự hào khi cái lá cờ của chúng ta được dương cao như vậy. Hôm trước Trang có đưa cho các anh chị coi những cái video và những cái tấm hình mà cái lá cờ vàng được vươn cao lên. Đó là một niềm tự hào của những người Việt tị nạn cộng sản, để chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng chúng tôi là những người Việt không cộng sản. Nó khác với loài cộng sản với lá cờ máu là cờ đỏ sao vàng. Đó, chúng ta phải tự hào điều đó. Chúng ta không có phải loài cộng sản, chứ tại sao nhục cái gì? Đó, bây giờ Chen chia sẻ tiếp cái phần nhận định của cái bác Vũ Linh này. Tôi thật ngạc nhiên khi đấy thấy cái đám Mỹ con gốc cây mít này cấp tiếng, mà tên tuổi toàn là tên tiếng Anh không à. Michael, Mary, John, tên tiếng Anh không à. Bất thình lình nó gân cổ lên, nó bảo vệ cờ vàng thiêng liêng của chúng ta. Nếu không có vụ lùm xùm cờ vàng bay phất phới trước Quốc hội Mỹ, chắc giờ này chúng vẫn nghĩ cờ đỏ mới là cờ Việt Nam hay sao á. Theo Google nói vậy mà. Như vậy thì kể ra đi biểu tình mang cờ vàng phát tứ tung cũng có công dụng lắm, khiến nhiều người, kể cả đám Mỹ con, biết được cờ vàng ba sọc đỏ là gì. Bắt ghế ngồi cho vững, bình tâm nghĩ lại một phút, không cần lâu hơn đã khám phá ra ngay sự thật đáng buồn, đáng chua xót hơn nhiều. Cái đám Mỹ con này cũng như vài anh thời cơ khác, thật ra chẳng khe một ly ông cụ nào về cái lá cờ vàng đâu. Cũng chẳng anh em, cũng chẳng có khe cờ đỏ gì hết á. Thật sự, họ đã nhìn thấy một cái cơ hội quá hấp dẫn để đánh những người Việt mà ủng hộ Trump mà thôi. Cái lời nhận định này vô cùng đúng. Thật sự nó chẳng có khe gì đâu, chẳng có quan tâm gì đâu, mà nó chỉ chờ cái cơ hội để nó quá hấp dẫn để mà đánh vào những cái người ủng hộ Trump mà thôi. Một cơ hội quá tốt mà, ngu gì không đánh, chỉ vậy thôi. Có bác chị thấy không? Có những cái lời nói của những cô bác nhận định rất đúng. Lá cờ vàng bất thình lình đã biến thành cây gậy lớn có thể dùng để phang vào đầu những người ủng hộ Trump, không hơn không kém. Trước khi đi xa hơn, ta thử lui vài bước nhìn lại cái quá trình phô diễn cờ vàng. Thật ra thuở xa xưa dưới thời cụ Diệm, thật sự là Chen biết cái bài viết này quá dài và Chen không có thời gian để đưa ra hết cho anh chị, nhưng mà Chen nói nhanh gắn gọn lại là vậy. Cái lá cờ này là lá cờ của dân tộc Việt Nam, nó đã có từ thời vua Thành Thái rồi, chứ không phải nói là lá cờ này là của Việt Nam Cộng Hòa. Chen đã giải thích điều này rất nhiều lần, và tại vì chính bản thân Chen đã tìm hiểu cái lịch sử này. Tại vì khi mà thấy lá cờ này, hôm trước Chen live stream thì có một cái bé đó vô khó mà nói rằng chị này là Việt Nam Cộng Hòa mà, đâu phải là phe của chúng ta đâu đó. Chen đã thấy một cái lời comment đó, thì hôm sau nay Chen mới nhắc lại một lần nữa cho những cái em đó hiểu một điều vậy. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đã có từ thời vua Thành Thái rồi, đó là lá cờ của dân tộc Việt Nam ta. Và dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, thời Việt Nam, chế độ Việt Nam Cộng Hòa chỉ vỏn vẹn có 20 năm thôi, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng cái lá cờ của dân tộc ta, chứ không phải nói là cái lá cờ này là của riêng của Việt Nam Cộng Hòa.
mà Việt Nam Cộng Hòa vẫn sử dụng lá cờ của dân tộc, tức là một lá cờ thiêng đã có từ lâu rồi. Còn cái lá cờ máu là từ năm 1930, là cái thằng Hồ Chó nó đem từ Phúc Kiến đem về. Đó là lá cờ của Cộng sản. Cho nên chúng ta tự hào là chúng ta mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ để chúng ta cho cả thế giới thấy rằng chúng ta là những người không cộng sản. Vậy là niềm tự hào hay là nhục? Thì cha mới nói, bữa nay cha nói thẳng luôn, những kẻ nào mà nói mang cái lá cờ vàng này là nhục á, thì chắc chắn nó phải là những thằng núp lùm, những con núp lùm, nó mới nói như vậy. Bởi vì nó tức, nó ghen tị, nó không đem được lá cờ máu nó dương cao, cho nên nó mới dám nói lá cờ vàng này là nhục. Cha bữa nay cha nói thẳng cái điều đó luôn, cho cô bác anh chị thấy, cũng nhờ qua cái đợt bầu cử này, phải nói là cảm ơn Tổng thống Donald Trump rất nhiều. Bởi vì trong cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cô bác anh chị thấy không, qua cái đợt bầu cử này, chia phe, chia phái ra. Người nào là cụi, người nào là thật, nó lỏng lòi ra từ từ hết rồi. Đó là một điều đáng tốt, đáng mừng. Bởi vì nó đã tới cái thời nó phải trắng đen rõ ràng, không sống có thể mà sống lấp liếm được nữa, sống mà sống kiểu giả nữa. Cô bác và các anh chị biết không, những kẻ mà đạo đức giả đó sống hèn lắm. Vì sao mà cha nói, vì sao mà cha nói đạo đức giả nó hèn lắm? Cô bác các anh chị còn nhớ cái tác phẩm mà Chí Phèo của Nam Cao không? Một thằng chiên đi rạch mặt ăn dạ đúng không, trong cái làng Vũ Đại nổi tiếng luôn. Vậy đó mà đó, tại sao cha nhắc lại cái hình ảnh này? Để cha nói thẳng vào mặt những kẻ nào núp lùm, những kẻ nào hai hàng, những kẻ nào lấp liếm, những kẻ nào đạo đức giả. Thà hãy thả sống như một thằng rạch mặt ăn dạ đi, nó còn dám vỗ ngực xưng tên tao nè, là thằng du côn nè, tao chuyên rạch mặt ăn dạ nè. Nhưng mà sao, nó còn biết khi mà nó gặp được thị nở xong rồi đó, nó ao ước có một cái mái ấm. Nhưng mà tại sao cái làng đó, cái thời đó, những con người độc ác nó không cho người ta sống lương thiện, nó bắt buộc nó phải cầm dao đi lại nó kiếm thằng Bá Kiến để mà nó giết, để rồi xong nó kết liễu đời của thằng Chí Phèo. Vì sao cha nói thà là sống vậy đi, ăn cướp thì nói ăn cướp, đừng có dùng những cái chữ mà tốt đẹp đi giải phóng ai, giúp đỡ ai, nhận đi, sống vậy đi, thà là vậy đi, đừng có lấp liếm. Một thằng Chí Phèo quá, anh chị biết không, đọc xong câu chuyện đó đó, lúc đầu mình có thể trách, trách là tại sao cái thằng này du côn quá. Nhưng mà sau đó mình ngẫm nghĩ lại, mà nó, mình thấy nó cũng còn có cái tốt của nó. Vì nó dám tự nhận nó, tao là thằng rạch mặt ăn dạ nè, cả làng Vũ Đại này không ai mà biết, không biết tao. Tao không sợ gì hết á, tao không có cần sợ thằng nào con nào hết á, tao đi rạch mặt ăn dạ nè. Đó, thà sống vậy đi, đừng có làm giả nhân giả nghĩa, làm cái bộ mặt của mình tốt lắm nhưng mà sau lưng đâm chọt hãm hại đồng bào. Các bác anh chị nghĩ đi, cùng mang mà cờ vàng á mà đi hại cờ vàng à, nhục quá. Cái đó mới là nhục, cái đó mới là những kẻ nhục nhất. Đối với chàng là nhục lắm, mà chàng chưa thấy một cái sắc tộc nào, sắc dân nào như cái người Việt. Chàng nói thẳng với các anh chị luôn, nếu ai mà không đồng ý với chàng cứ việc nhắn cho chàng biết. Chàng thấy à, người Hàn nè, người Nhật nè, những cái người khác á, họ cũng cầm cái lá cờ của họ đưa lên, họ có về, họ có xỉa xói, họ chửi rủa nhau, đánh phá nhau không? Chỉ có cộng đồng người Việt thôi. Hãy coi lại cái lương tâm của mình. Mình quá ác đi, mình quá ác đi. Tại vì sao? Mình còn cái dòng máu của cộng sản, cho nên mình đi tới đâu á là mình chia rẽ dân tộc tới đó, mình đi tới đâu là mình lòi cái bản mặt ác của mình ra tới đó. Chị mới nói của anh chị thấy không, cái ngày chỗ nào mà còn có cái loài cộng sản á là nó phá nát hết tất cả những gì tốt đẹp à. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ này, người Việt Nam tị nạn cộng sản vô cùng tự hào, và nó sẽ sống mãi bởi vì nó là cái lá cờ thiêng của dân tộc ta. Còn lá cờ máu là lá cờ của loài cộng sản, nó đem từ tỉnh Phúc Kiến về, làm sao tôn thờ nó được? Vậy là cái nào nhục đó. Cha nói với một cái suy nghĩ của một đứa con nít thôi đó. Chen, sự hiểu biết của Chen còn ít đó, mà Chen còn hiểu ra được như vậy nữa, thì cô bác các anh chị nghĩ đi, những người mà cho mình là tị nạn cộng sản mà đi nói cái lá cờ vàng này là nhục à? Vậy thì tự ngồi nhục mặt mình lại đi, cái mặt mình mới là nhục đó. Chen là Chen nói thẳng luôn, ghét thì cứ việc ghét. Tới giờ này sống lấp liếm hoài, các anh chị thấy chán lắm, đừng sống lấp liếm nữa. Ai rồi cũng chết, ai rồi cũng thành một cái nấm tro hay là nằm dưới mấy tấc đất á. Nhưng mà tại sao sống lúc sống nhục quá,
chưa có thấy có dân tộc nào mà lạ lùng vậy. Chỉ vì nó cộng sản thôi đó, chỉ vì mang cái dòng máu cộng sản thôi mà đi tới đâu là nó phá nát tới đó, nó chia rẽ tới đó, nó hiềm khích tới đó, nó hãm hại người ta tới đó. Nội mà bao nhiêu cái người đó mà chỉ cần á quay đầu lại làm một người chính nghĩa đàng hoàng thôi, cùng đứng lên mà diệt sạch cái chế độ này thì cả dân tộc của chúng ta sẽ rạng rỡ, sẽ vang danh cả cái tất cả trên thế giới, chứ không phải là bây giờ cúi mặt trước bạn bè đâu. Mà có ai mà nghĩ được vậy không? Cũng tại vì lợi ích cá nhân không à, cũng vì cái sự hưởng được này hưởng được cái kia mà quên mất cái nghĩa vụ mình cần phải làm. Là sao? Ngày nào mà dân tộc mình còn bị cai trị bởi chế độ này đó, là cái ngày đó dân tộc mình còn khổ hoài à. Và đi tới đâu cũng bị khinh bỉ, sống chui sống nhủi không à. Cô bác và các anh chị nhớ cho anh nói á, cái loài cộng sản nó nằm đầy cả trên thế giới, nhưng mà nó chỉ sống chui sống nhủi như con chuột vậy đó. Nó không bao giờ dám vỗ ngực xưng tên nó là cộng sản cả. Vậy sống đi, sống làm cái gì? Sống thì phải sao? Sống thì phải cầm cái cờ dương cao lên, đó là niềm tự hào của một dân tộc. Chứ sống mà núp lùm, sống mà cũng không có dám. Nếu mà phỉ báng cờ vàng, tại sao không chịu đem cái lá cờ đỏ lên đi? Đó, đem lên đi, giơ cao lên, lúc đó mới là hay đó. Nó có dám không? Đời nào đâu, nó nằm nó núp lùm. Giống như cái bác Vũ Linh này nói nè, nó cũng chẳng khe gì đâu, tức là sao, nó cũng có yêu thương gì cái lá cờ nào hết á. Nó thẳng ra là vậy á. Mà tại vì nó thấy cơ hội này nó đã quá đi, cơ hội này đánh cho nó đã, để làm gì? Đó là cơ hội mà. Cơ hội để đổ xô vô, để nó sỉ nhục cái lá cờ vàng, chứ chẳng có cái gì đó, chứ không phải nó thương yêu gì. Nào là bây giờ nói là sẽ bảo vệ lá cờ thiêng liêng này, nghe mắt nhục. Đối với chen những kẻ sống đạo đức giả thì hãy coi lại đi, sống đạo đức giả nó gớm lắm, sống giả bộ. Thương thì nói thương, không thương thì cũng để trong bụng đi, chứ đừng có ngồi đó mà đóng kịch. Các anh chị biết không, thà là một thằng tiểu nhân. Tiểu nhân thì tiểu nhân, quân tử thì là quân tử, chứ còn ngụy tiểu nhân, ngụy quân tử là gì? Giả bộ quân tử mà cái bụng thì là tiểu nhân. Thì sống gì thấy ghê vậy? Sống gì mà thấy sợ vậy? Sống mà cũng không biết nhục với bản thân mình à. Mà cô bác các anh chị biết không, loài cộng sản á, cái bản thân của nó còn không biết nhục mà, nó còn lừa luôn cả cái bản thân nó được mà, đừng nói chi nó lừa ai. Loài cộng sản nó là vậy đó. Cho nên nhìn qua cái thực tế này nè, qua cái mùa bầu cử này nè, cô bác các anh chị thấy không, cái loài cộng sản nó trà trộn trên khắp thế giới này, chỗ nước nào nó cũng có đó. Nhưng mà cái chỗ nào mà có nó đó là chỗ đó toàn là chia rẽ nè, nó hãm hại nè, nó hiềm khích nè. Nó chỉ vậy thôi, nó không có cái gì tốt đẹp cả. Nó làm cho bạn bè năm châu nhìn vào cái người Việt mình càng ngày càng xấu xí, quá xấu xí. Tại sao những cái sắc tộc khác người ta không có đấu đá nhau, người ta cũng cầm cái lá cờ đi cái buổi rally cho ông Trump đó, mà tại sao chỉ có người Việt thôi? Có anh chị hiểu cha đang nói cái gì không? Tại sao vậy? Tại sao người Việt mình nhục mặt quá vậy? Là vì sao vậy? Bởi vì cái bọn cộng sản nó vẫn nuôi cái hy vọng, nó trà trộn vào tất cả cộng đồng trên toàn thế giới, để nó mong một ngày nào đó cộng sản nó sẽ mạnh lên. Nhưng mà nó lầm. Nó càng làm á, nó càng nghĩ là nó mạnh, biết không? Nó kết nối với nhau, nó nằm, nó núp lùm, nó chờ cơ hội đánh phá những người yêu nước thật sự. Nhưng mà một sự thất bại thảm hại của nó là gì? Nó sẽ không bao giờ dám giương cái lá cờ máu của nó, và nó không bao giờ dám vỗ ngực xưng tên nó là cộng sản. Cái đó là cái nhục đầu tiên của nó. Làm sao mày dám nhận mày là cộng sản? Mày là cộng sản sao mày được vô quốc tịch? Thấy chưa? Nó vẫn lừa bịp bản thân của nó để mà sống, và nó vẫn hy vọng. Giống như cái bọn tù nhân lương tâm cũng vậy nữa. Nó nghĩ rằng nó đóng kịch, phải không? Nó vô ở trong nước á, thì nó dơ mấy cái biểu ngữ lên, nào là chống đặc khu thuê 99 năm Tàu Cộng, chống cái này cái chống cái kia, cái nó giả bộ đóng một cái vở kịch. Cái mấy anh kia bắt vô tù cái tiệc thực, cái tiệc thực xong cái kêu mấy anh chị bên hải ngoại ký thỉnh nguyện thư gửi lên tổng thống để xét duyệt cho rước qua tù nhân lương tâm. Thấy tội nghiệp lắm, toàn là một lũ khốn nạn mà lộ đạo đức giả không. Xong nó nghĩ sao? Nó âm mưu ra những cái đó để làm chi? Nó trà trộn ở bên này, nó đánh phá cộng đồng, và nó vẫn mong rằng cộng sản nó sẽ mạnh lên. Nhưng mà rốt cuộc cả đời của nó sao chống xuôi chống nhủi như con chuột vậy đó, và bị phỉ nhổ khi mà nó chết đó. Bây giờ các bạn thấy không, những cái mặt nào tù nhân lương tâm á lòi ra hết rồi,
một loại ăn cháo đá bát và thật là sống vô liêm sỉ. Và tới chết, tới đời con cháu sau này, nó cũng sẽ mang nhục bởi vì những người đó làm ra nông nổi như vậy. Đó là cái giá phải trả cho cái loài cộng sản này. Các anh chị biết không, nó vẫn tự hào lắm. Nó nghĩ nó mạnh, biết không? Nó nghĩ nó mạnh, nó đóng đủ mưu kế hết đó. Nó bàn mưu tính kế, nó sắp đặt ra cái chiêu này, chiêu nọ để nó trà trộn vào thế giới, hết tất cả các nước luôn. Chỗ nào có cộng đồng người Việt là có nó. Nó nghĩ nó mạnh, để coi nó mạnh chỗ nào. Và như nãy bác Út nói đó, cái đất nước này, bộ tưởng cái thằng Biden lên đất nước này sẽ thành cộng sản à? Thành xã hội chủ nghĩa hả? Nằm mơ đi. Những cái con tù nhân lương tâm, những cái thằng cộng sản đang nằm dùng đây nè, thấy Joe Biden lên là mừng phải không? Tưởng là cộng sản sẽ mạnh chứ gì? Nằm mơ đi, nằm mơ đi. Còn bao nhiêu người dân Mỹ nữa? Biết bao nhiêu, cô bác anh chị biết không? Cái đất nước này cho anh thấy quý cái gì? Bao nhiêu truyền thống tốt đẹp, từ thời dựng nước rồi, từ thời lập quốc rồi. Bây giờ gần 300 năm cái lịch sử của đất nước này, người ta sống sao? Tự do, con người có nhân quyền, sống đàng hoàng, không gian trá, gian xảo gì cả. Đi còn cái loại cộng sản đi tới đâu là phá nát tới đó. Cái chỗ nào mà có nhúng tay cộng sản vô là nó phá đất nước của người ta tan nát hết. Không còn cái gì đẹp cả. Chỗ nào vô á là sao? Gian lận, lừa gạt, chỉ điểm, hãm hại, trù dập, khốn nạn. Cho em phải nói là chỗ nào mà có loại cộng sản là chỗ đó, cái đất nước đó không còn cái gì đẹp. Thật là nhục mặt cho những cái người gọi là gì? Mang cái danh tù nhân lương tâm. Rồi những kẻ mà tự nhận mình là cờ vàng, mà dám nói cái mở miệng nói cờ vàng, là ai mà đem cờ vàng đi ủng hộ Trump là nhục mặt người đó. Những kẻ đó dám xưng tên ra không? Đó, bây giờ sao, trốn hết rồi. Dám nói tên ra không? Nhục chỗ nào? Nếu mà nó dám xưng tên ra, mình phải ngồi xét nó, coi cái lý lịch của nó. Có nó phải cộng sản không? Chỉ có cộng sản nó mới nói cờ vàng nhục thôi. Phải không cô bác và các anh chị? Suy nghĩ có phải không? Bữa nay là Chen nói với anh chị luôn á, là Chen lên máu về mấy cái chuyện những con người sống gian xảo, tức là đạo đức giả, chẳng có cái lòng, không có thật, không có thương gì cả. Đừng có nói tới đồng bào, đừng có nói đấu tranh cho sự tự do của đồng bào, dẹp đi. Xạo thì cũng xạo vừa vừa thôi. Một số cá nhân, một số thành phần chỉ vì tiền mà thôi. Làm truyền thông cũng vậy nữa. Ác thì cũng ác vừa vừa thôi. Mở miệng thì nào chống cộng, nào là ủng hộ cờ vàng này nọ. Làm truyền thông chỉ kiếm tiền mà sống thôi, nói đại ra đi. Làm truyền thông chống cộng hả? Cả đời này cũng không muốn cộng sản sụp nữa. Cộng sản sụp lấy đâu kiếm tiền? Đó, con người toàn là sống xạo không. Chen không thích cái chữ láo xạo. Chen thích hả? Ok, như thằng Chí Phèo vậy đó. Tao là thằng ăn mà chuyên môn rạch mặt ăn dạ nè. Tao không cần đóng kịch. Cái mặt của tao nè, tao đạch nát luôn nè. Toàn là thẹo không nè. Tao cần phải đeo mặt nạ vô không? Cho người ta khen tao đẹp không? Không cần. Mặt tao là mặt, cái mặt tao nè, dày cọm luôn. Toàn là những cái rạch, cái đường rạch thẹo không á. Vậy đó, thà sống vậy đi mà người ta còn tôn trọng, còn hơn cứ tỏ vẻ mình là tốt lành lắm, chống cộng, muốn quê hương không cộng sản hả? Nói thật lòng ra đi, nói thật ra đi, chỉ vì lợi ích cá nhân của mình thôi. Rồi đợi nằm ở đó núp lùm, rồi chờ tới cơ hội hả? Ngồi dậy để chi? Để hãm hại chính đồng bào của mình. Cô bác và các anh chị biết không, cái loài cộng sản á, trên đọc hết những trang đặt nhiều cái lịch sử của những cái sắc tộc, những cái người dân khác á, người ta đoàn kết lắm kìa. Người ta yêu thương chính cái cùng cái đồng bào, cùng cái dòng máu của họ lắm, người ta thương lắm kìa. Đất nước người ta mới mạnh được. Chỉ có cái loài cộng sản thôi là nó sẵn sàng nó giết hại đồng bào, phải không? Để chi? Nó lên nắm quyền để nó cai trị dân tộc ta. Nó sẵn sàng nó làm tất cả mọi thứ, sẵn sàng nó giết cả luôn những người máu đỏ da vàng của mình. Chỉ có loài, cái loài cộng sản nó như vậy thôi. Cho nên suốt đời nó khổ hoài à. Cô bác anh chị không bao giờ mong trời cho sướng hết á, không bao giờ. Một cái dân tộc á mà chỉ có biết hả, hãm hại chính dân tộc của mình để mà đạp đầu đồng bào của mình lên để mà nắm quyền cai trị để hưởng lợi á, nó khổ hoài à. Tại đây nhân quả mà, làm sao sướng được? Còn dân tộc của người ta làm sao? Trên đọc lịch sử của bên Israel á, cô bác anh chị, những người Do Thái á, cô bác anh chị có biết bị giết cỡ nào không? Những người mà dân tộc Do Thái á, họ bị lùng sục để giết cho sạch luôn á. Rốt cuộc sao bây giờ đất nước của người ta còn ngon lành á? Tại sao vậy? Người ta đoàn kết, người ta thương, người ta có tình thương,
Tại vì người ta biết đó là cùng đồng loại, người ta không có giết nhau, người ta cùng nhau chống lại kẻ thù. Còn cái dân tộc Việt Nam á, các anh chị, nó lạ lùng lắm. Nó chỉ vì lợi ích cá nhân của nó thôi, nó sẵn sàng giết đồng bào của nó luôn. Vậy đó, làm sao nó sướng được? Không bao giờ sướng được. Ông trời công bằng dữ lắm. Nhìn cái đất nước người ta thấy mà ham là vậy đó. Thấy người ta làm sao? Người ta, cái tấm lòng người ta tốt thiệt. Người ta sống lương thiện lắm. Không có ác độc như cái loài cộng sản. Không bao giờ mà người ta có cái tánh mà người ta ganh ghét mà hiềm khích hãm hại ai hết đó. Nè, trên sống ở đây nè. Chen từng ở trong một cái khu người Mỹ không à? Người Việt mới qua hả? Người Việt mới qua ở trong cái làng của người ta hả? Thấy những cây cam, những cây trái cây của người ta đi tối đi ăn cắp. Mấy người Mỹ người ta nhìn người ta không có nói gì hết á. Có chị, biết sao người ta không nói không? Người ta nói gì nè, kể đi tội nghiệp, mới qua. Có bác anh chị có ai làm được vậy không? Người Việt mình có làm được vậy không? Ha? Ai đi ở bên Việt Nam nè, bao nhiêu tội lỗi á, thì người nào cũng nín thinh nè. Không ai dám nói á. Một thằng trộm chó súng lợi đánh cho chết, ăn trộm con vịt ở tù 7 năm, ăn cắp ổ bánh mì ở tù mấy tháng, 9 tháng hả? Đứng lên bảo vệ tổ quốc, chống tàu cộng ở tù. Cái đất nước gì kỳ vậy? Nó khổ quá là đúng rồi. Rồi các bác anh chị biết không, những người Mỹ đó họ thấy những người Việt mới qua ăn cắp ăn trộm cam nhà người ta. Họ nói, cha mới nói rằng ta thấy buồn quá. Xin lỗi nghe, ta nhìn thấy buồn quá, không có muốn nhìn cái cảnh này. Cái mấy Mỹ nói, không sao đâu, kệ nó, mới qua, từ từ đổi à. Thấy không? Các bạn thấy con người người ta lương thiện không? Người ta biết rằng ở lâu thì sẽ thay đổi. Tức là cái tâm con người á, mình ở một cái nơi nó quá nhân văn đi, một cái nơi nó có tình thương nhiều quá đi, thì nó sẽ thay đổi. Người ta tin như vậy đó. Rồi họ còn nói một câu nữa, kệ nó đi, bây giờ cha mẹ nó không đổi, đời con nó sẽ đổi. Tại vì sao? Tại vì đời con á, được vô cái môi trường học thì sẽ đổi, thì sẽ về nhắc nhở cha mẹ, thôi cha mẹ đừng có ăn cắp nữa nghe, sẽ đổi. Đó, người ta tin như vậy đó. Còn người Việt sao? Ở đây mấy chục năm, những kẻ mà tị nạn cộng sản á, nó trà trộn, nó sống ở đây nè. Những kẻ cộng sản á, nó ở đây mấy chục năm, nó có thay đổi không? Cái loài của nó, cái dòng máu của nó vẫn ác như thường. Nó vẫn nằm ở đó, nó không cần đi làm. Nó ăn tiền trợ cấp, nó ăn tiền welfare, nó nằm ở đó đánh phá cộng đồng. Có chỉ một cái loài nhục mặt, cái loài cộng sản nó là như vậy. Và người nước ngoài, người Mỹ, người ta không đối đãi với người của mình như vậy. Nhưng mà chính người mình giết người mình không à? Các bạn chị thấy không? Có ai người Mỹ có hại người Việt mình không? Đất nước này cưu mang họ, không cần trả ơn gì cả, vẫn sống bình đẳng như tất cả mọi chủng tộc khác, mọi cái sắc dân khác. Đi cứ đi làm, đóng thuế cho chính phủ, được hưởng tất cả quyền lợi của con người, được chăm lo an sinh xã hội. Rốt cuộc sao, người ta có cần phải trả ơn cho người ta không? Không, ngược lại còn gì, đánh phá người ta nữa, hãm hại nhau, thật là khủng khiếp. Cái chỗ nào mà có loài cộng sản là chỗ đó nó khủng khiếp, dễ sợ luôn. Loài cộng sản nó làm gì có tình thương? Các bạn chị nghĩ đi, mà cái nơi nào mà không có tình thương á, là sống hả, là thấy sợ rồi đó. Cái nơi đó còn hơn địa ngục nữa đó. Mà thiệt tình ông trời cũng công bằng lắm, cô bác và các anh chị ơi. Trang nghĩ, nếu như cái gì cũng tốt đẹp thì đâu có địa ngục, phải không? Nếu mà con người mình nó cái gì cũng tốt hết thì còn toàn là thiên đàng không. Nhưng mà tại sao phải có thiên đàng, phải có địa ngục là vậy đó. Để mà chờ đợi những người nào xứng đáng để bước vào. Những người nào sống xứng đáng thì sẽ bước vào thiên đàng. Rồi những kẻ nào cũng rất xứng đáng để bước vào địa ngục. Đó là cái đường đi cuối cùng của cái số phận của một con người. Ông trời rất công bằng. Cứ sống đi, cứ diệt sống ác đi. Làm được cái gì thì ráng mà làm đi. Cái cửa địa ngục nó chờ sẵn hết rồi. Khỏi lo, khỏi cần ngồi nói giả bộ hay là gì đạo đức giả gì. Nó gom vô một chỗ hết á. Cái cửa địa ngục nó chờ sẵn rồi. Ráng mà sống như vậy đi. Chen là chen chỉ sống sự thật, chen nói sự thật thôi. Chen không thích cái kiểu gì của bác anh chị biết không? Cái kiểu mà nào là tỏ vẻ yêu thương cờ vàng lắm, phải không? Tỏ vẻ ôi quyết bảo vệ lá cờ thiên à. Tụi bay làm nhục mặt lá cờ thiên hả? Trời ơi, đạo đức giả vừa vừa đó. Thương lắm, làm như thương lắm vậy á, đi chỉ điểm đồng bào của mình để cho FBI đi bắt. Những kẻ đó nằm mà coi, nghe coi lại đi, cũng cùng thân phận y chang nhau, thân phận tị nạn y chang nhau á, nhưng mà lại sao? Giết nhau, hãm hại nhau. Hồi xưa á hả, ngược về quá khứ hả, giết đồng bào mình,
hãm hại đồng bào mình trên chính quê hương của mình. Rồi sao? Bỏ quê hương mình xong, đi qua cái nơi khác tị nạn rồi. Nó sống nương nhờ đất nước người ta, cũng vẫn đem cái thói xấu ác đó ra, vẫn hãm hại luôn, giết hại luôn, ở một cái nơi khác. Đi chỗ nào cũng hãm hại giết nhau hết á. Vậy mới sợ chứ, cho anh sợ lắm á. Bây giờ cho anh quay lại với cái vấn đề ở bên Việt Nam. Cô bác và các anh chị biết không? Cho anh, bữa nay cho anh đặt câu hỏi là tại sao mà cái thiên đường á, ở cái xã hội thiên đường á, cái người giàu thì nó càng giàu, mà người nghèo thì nó càng nghèo. Cô bác và anh chị có để ý vậy không? Hôm trước cho anh có nói rồi, những cái thằng giàu á, đa số là những cái thằng chấp bu không à, nó có gốc gác nằm ở trong đảng không à, nó mới giàu. Còn những người mà dân ngu cu đen á, là cứ nghèo hoài, nghèo cho tới từ đời này sang đời nọ, cho tới già, cho tới chết cũng không biết tại sao mình không thoát nghèo. Tại vì sao? Tại những kẻ nắm quyền nó giàu hết rồi, còn những người dân làm gì có quyền, có quyền hạn gì đâu mà tham nhũng, có quyền gì đâu mà đi cướp, nên sao không nghèo được. Nó sống ở một cái chế độ thối nát mà, thì làm gì? Giờ có đặt câu hỏi lên ông trời cũng không trả lời được. Giờ có than thân trách phận, có nói là trời ơi, tại sao cái số con nó khổ dữ vậy? Tại sao con còn làm quần quật quanh năm suốt tháng à? Con cũng siêng năng lắm mà, sáng con vác cuốc ra đồng, phải không? Mùa hạn hán con cũng kiếm nước mà con tưới, mùa ngập mặn con cũng tìm cách con cứu cây trồng. Con đâu có làm gì tội lỗi đâu, tại sao con cái gia đình con cứ nghèo hoài vậy? Tại vì sao vậy? Tại vì mấy cái thằng ma thằng quỷ, cô hồn các đảng nó cướp hết rồi, nó ăn hết rồi, đâu tới dân. Rồi bữa hổm cô bác anh chị nhớ thằng Phúc Niễn nó nói là tới gần tới Tết rồi nó sẽ cho mỗi gia đình 5 triệu để mà ăn Tết không? Vậy cô bác anh chị trong nước người nào nhận được rồi nói cho anh nghe với. Đó, cho anh nghe với. Nhận được bao nhiêu rồi? Cho anh biết ở trong nước nhận được mấy triệu bạc rồi. Thật là khủng khiếp ha. Bác anh chị chắc lên TV lãnh ha. Cho anh cũng rất mong là cô bác đồng bào mình được nhận á. Cho anh mong lắm á. 5 triệu, 1 triệu, 2 triệu gì cũng được hết á. Cũng đỡ khổ cho người nghèo lắm á. Cho anh mừng lắm á. Nhưng mà có thì nói cho anh biết, cho anh mừng nha. Nó hứa rồi đó, 5 triệu. 5 triệu ăn Tết. Rồi cho anh quay trở lại cái vấn đề tại sao mà ở sống ở cái xứ gì mà giàu thì càng giàu. Cái thằng giàu nó càng ngày nó càng giàu. Mà mặc dù nó làm gì đâu, nó nuôi heo, nó đi chạy xe ôm, nó buôn chổi đót. Vậy mà nó đòn là nhà biệt thự không à? Nó chỉ làm những công việc cũng bình thường như đồng bào mình vậy, bà con mình cũng nuôi heo, cũng sao cũng chạy xe ôm. Mà tại sao ngày sao nghèo hoài vậy? Sao kỳ vậy? Còn những cái thằng đó nó lên nó nói luôn mà, nó trời đất ơi, sau khi tôi đi làm về vợ chồng tôi nuôi heo cực lắm chứ bộ, buôn chổi đót. Hồi xưa tôi còn đi chạy xe ôm nữa mới tích lũy được, bây giờ mới có biệt thự đó chứ. Vậy sao cổ kỳ vậy? Vậy sao biết bao nhiêu các anh chị cũng nhắn cho Chen nè, anh cũng chạy xe ôm nè, sao mỗi ngày anh chi phí của anh cứ ngày nào hết ngày đó, xăng dầu thì lên, giá điện thì không giảm, cái gì cũng lên, cái vật giá cái gì cũng lên á, mà tiền lương không có lên, đi làm công nhân cũng vậy nữa, sao khổ dữ vậy? Vậy sao mấy thằng kia lên nó chạy xe ôm, nó nuôi heo chứ nó buôn chổi đót, nó giàu dữ lắm mà. Trời ơi, sao kỳ ha, đất nước này nhiều cái mắc cười lắm mà dân tỉnh queo à. Cái trên nói ra cái chửi, rồi vô chửi. Chửi nói cho anh đồ bán nước, chửi là đồ phản động. Trời ơi, cứ nhiều đó thì nghe tới nghe lui hoài, nhàm quá. Mấy anh chị ơi, làm ơn dành thời gian để mà nhìn lại đồng bào của mình đi. Nè một chút cho anh cho coi video nè. Mới hôm qua hôm kia thôi à, mới tin luôn những video này, mới tin các anh chị gửi cho anh nè. Thì thử coi, mình ngồi mình lo mình chửi người ta, mình có nhìn lại quê hương của mình không? Mình nhìn lại đồng bào của mình không? Đồng bào của mình không phải là người máu đỏ da vàng à? Mình tỉnh queo à? Mình ngồi đó mình ăn sung mặc sướng, cái mình nhìn đồng bào của mình khổ kệ bà đó. Vậy hả? Vì sao mà có những chuyện kỳ cục vậy? Cho anh kể cho anh chị. Cho anh không biết là có một cái bài viết các anh chị gửi cho trên, không có để tác giả gì hết á. Cái người đó viết như vậy nè. Tôi vừa đi ngang qua các thành phố duyên hải miền Trung để đến Sài Gòn, thủ phủ của miền Nam Việt Nam, trong hai ngày mưa bão dữ dội. Tôi tận mắt nhìn thấy đời sống ở các đô thị, trong đó tầng lớp dưới
đang là củi đun phục vụ cho tầng lớp ở trên. Và tự hỏi người Việt Nam có cần phải hy sinh hàng chục triệu người với các kiểu chết chóc từ ghê rợn đến kinh dị trên khắp mọi miền đất nước, tan tác hàng chục triệu gia đình với vô vàn bi kịch đầy máu và nước mắt trong gần mấy mươi năm nay, để tiến hành một cuộc cách mạng thần thánh được cho là vĩ đại nhằm mục đích kiến tạo một xã hội như tư bản, quan giả như hiện nay không? Dọc theo các tỉnh miền duyên hải vào tới Sài Gòn là vô số những biệt thự vô cùng sang trọng, các khu resort 5 sao tráng lệ với giá nghỉ đêm từ 500 đô đến 2.000 đô và ngược lại, với hình ảnh mưu sinh khốc liệt của tầng lớp ở dưới bươn chải bất chấp thời tiết khắc nghiệt ngày cũng như đêm để kiếm trên dưới có 5 đô một ngày mà thôi, mà không được bất cứ một cái chế độ an sinh xã hội nào bảo vệ. Trước năm 1975 tại miền Nam, tuy là cái hệ thống an sinh xã hội nó chưa có mạnh, nhưng học sinh ở cấp 1 đi học không phải đóng tiền, và từ tới lớp 6 nếu được trúng tuyển vào các trường công á, thì cũng không đóng một bất cứ tài khoản nào cho đến khi ra trường. Và cái hệ thống bệnh viện khắp các đô thị miền Nam mà người dân hay gọi là nhà thương thì cũng không có thu bất cứ khoản chi phí nào của người dân cả. Và nay sau hơn 70 năm cách mạng cộng sản nhân danh giai cấp vô sản, tức là sao? Giai cấp vô sản là giai cấp nghèo nhất đó, là vô sản đó, không có tài sản đó. Người nghèo bị bỏ rơi cho bọn tư sản quan giả xé nát, mọi sinh hoạt đều thông qua tiền bạc, từ trường học cho đến bệnh viện. Không có đồng tiền thì đồng nghĩa với thất học, không tiền thì đừng hy vọng vào bệnh viện. Một sự phồn vinh bề mặt xã hội nhờ vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và công nhân giá rẻ không nói lên được điều gì, vì trong một cái nền kinh tế gia công là chủ yếu, sinh mạng của người Việt và toàn bộ nền kinh tế đất nước hoàn toàn nằm trong tay các ông chủ thông qua các tập đoàn khai thác bất động sản, lắp ráp công nghiệp, dịch vụ du lịch và các hệ thống buôn bán lẻ. Không ai biết các ông chủ thực sự của các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam là ai, trừ những người có quyền lực mà thôi. Nhưng họ không bao giờ muốn cho ai biết cả, tức là người dân không bao giờ được biết. Trong một xã hội tiền bạc như thế, người dân buộc phải cam chịu để tồn tại. Họ không dám có tiếng nói đã đành, nhưng họ phải chấp nhận sự ban phát tùy tiện của các ông quan tham và các ông chủ bất lương nhân danh những cái từ vô cùng mỹ miều và có cánh. Dân chỉ là bầy cừu làm thuê mà không hề có một tổ chức nào bảo vệ. Không ai trong đất nước này dám làm ngược lại với các ông tư bản, vì toàn bộ cái guồng máy quyền lực từ công an, quân đội, truyền thông đều là công cụ bảo vệ bọn họ hết rồi. Cô bác và các anh chị thấy á, những cái lời này á, phải nói là rất hay và rất chính xác của các anh chị trong nước gửi cho Jen. Và chắc chắn họ đã thấm đẫm, họ đã quá hiểu cái chế độ này rồi. Và cái sự thật này thì cho tới bây giờ thì Jen nghĩ là cái thời đại thông tin này, thế kỷ 21 rồi, thì ai cũng biết rồi. Ai cũng biết rồi đó, chứ không phải không đâu. Ít nhiều gì cũng biết á, chỉ loại trừ những cái kẻ mà cố chấp mà không muốn biết á, hoặc là những cái loại bưng bô cho cộng sản, hoặc là những cái kẻ mà có dòng máu cộng sản á, thì nó phớt lờ đi. Mặc dù nó biết sự thật như vậy nhưng nó cũng phớt lờ để chi, nó tiếp tục cướp và tiếp tục cai trị trên đồng bào. Thì nhìn á, như cái anh này nói á, từ cái dọc biển miền Trung giờ đi tới Sài Gòn, toàn là bây giờ nhìn đẹp lắm, đẹp đẽ lắm, toàn là những khu resort sang trọng không à. Nhưng bên cạnh đó, những người dân thắp cổ bé họng làm một ngày kiếm 5 đô la thôi. 5 đô la thôi. Thì làm gì có chuyện mà ngủ được một cái nhà nghỉ, khách sạn 500 đô tới 2.000 đô một đêm. Làm gì có. Bây giờ sao cái xã hội nó phân hóa vậy? Giàu, kẻ giàu thì càng giàu. Người nghèo thì càng nghèo hoài, không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Ai chăm sóc an sinh xã hội? Bây giờ già bệnh hả? Không có tiền nằm chờ chết đi. Vô bệnh viện làm gì? Vô bệnh viện mà không đóng tiền mà ta nói lệ phí đầu tiên á, khỏi cấp cứu luôn. Chỉ cần biết sao? Có tiền, cái xè tiền vô trước là được rồi. Một cái chế độ gì nó khốn nạn chưa từng thấy luôn. Và các bác các anh chị biết không? Cho tới bây giờ, ngày nào cũng có một đoàn dân quan từ Bắc chí Nam 63 tỉnh thành đi lê lết ở ngoài đường đi kêu ai? Trên cho các bác anh chị coi một cái video. Trên nghe cái cô này có nói một câu gì nè: bác Phúc ơi, bác Trọng ơi, làm ơn nghe lén nghe lời dân đi, phải không? Có anh chị biết không? Phúc nào, Trọng nào? Phúc mà không có phúc, Trọng mà không có lòng tự trọng, đừng có kêu, không có ai cứu đâu. Một cái đất nước nó đã thối nát từ trên xuống dưới rồi,
ai cứu đồng bào. Có quan thì cũng ráng mà chịu, thời gian nó sẽ ngu ngoay. Bữa nay á, cướp cái gì đó nó hùng hổ lắm, nó đợi cái dân, cái dân xìu xuống vài bữa vẫn mọc lên bình thường thôi. Nó cướp đất xong nó mọc lên cái gì đó nó xây lên, dân cũng phải chịu thôi. Đi kêu ai? Trọng Lú à? Trọng Lú nó đâu có rảnh, nó còn lo tối nó còn phải kêu vợ hay là mấy cái con hầu á, nó phải nấu nấu nước, lấy lá nấu nước rửa cái đít, phải không? Tại vì nó ngồi hai ghế nó chai lắm, chai dữ lắm, với lại xấu lắm, nó đâu có rảnh. Còn Phúc Niễn hả? Trời, Phúc Niễn càng không rảnh nữa. Phúc Niễn nó tối ngày nó phải tối, nó phải suy nghĩ coi ngày mai nói câu gì, ngày mai nó phải phát biểu câu gì để làm chi, để người ta chửi vô mặt nó. Nó đâu có rảnh. Nó mấy cô này kêu 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 Trọng với kêu kêu Phúc là thấy rồi. Làm gì có Trọng với Phúc đâu đây. Trên cho quá anh chị coi nè, trên biết là thời gian không có, trên trích một đoạn thôi. Có anh chị nghe một đoạn thôi rồi sẽ thấy được cái tình hình. Đây là cái sự thật nó diễn ra mỗi ngày trong nước Việt Nam nè, các anh chị gửi cho trên nè. Trên cho quá anh chị coi một đoạn. Có phải kêu cái tên Trọng với Phúc không? Và sống cho dân, đừng để dân khổ quá rồi, đừng bao che chủ tịch tỉnh chủ thảy vì dân. Bây giờ là gần 10 giờ. Dân ngoan chúng tôi lại những bước chân khốn khổ lại tiếp tục xuống đường tại thủ đô Hà Nội kêu oan vì bị bọn quan tham các tỉnh huyện Lâm Đồng, Đức Trọng Lâm Đồng thu hồi, lợi dụng mở rộng sân bay Liên Khương, thu hồi cướp trắng đất của dân chúng tôi, chia lô bán nền trục lợi cá nhân, không bồi thường cho dân chúng tôi, để chúng tôi khổ cực thế này. 17 năm qua chúng tôi đã đi kêu oan khắp nơi tỉnh huyện, nhưng tỉnh huyện không giải quyết, thách thức dân lô 90 chúng tôi ra trung ương kiện. Ngoan ra trung ương kiện thì dân chúng tôi đã ra tới trung ương kêu cứu, cầu cứu bắt Trọng bắt Phúc hãy vào cuộc điều tra và chỉ đạo chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trả đất cho dân lô 90 Đức Trọng Lâm Đồng chúng tôi theo kết luận 2944 ra ngày 30 tháng 9 2010. Chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện lợi dụng mở rộng sân bay Liên Khương, lợi dụng chức quyền lợi ích nhóm, thu hồi đất của dân chúng tôi, cướp trắng không đền bù, ra trung ương báo cáo và đã đền bù thỏa đáng cho dân lô 90 chúng tôi, nhưng dân lô 90 chúng tôi chưa nhận được một tấc đất nào của tỉnh bồi thường. Dân chúng tôi kêu gào mười mấy năm nay, 17 năm, và hôm 14 tháng 7 ông Trần Văn Minh phó tổng thanh tra chính phủ chi cục 2 có vào điều tra và rà soát lại cái 468, quyết định 468 điều tra và rà soát lại cái 2944, nhưng đến ngày hôm nay chưa có câu trả lời cho dân chúng tôi, và đã hơn 6 tháng rồi. Cô chú bác và các anh chị thấy không, có phải Chen nói mình nghe đúng cái tiếng trong cái cô này, cô nói là có phải là bác Trọng ơi, bác Phúc ơi không? Có không? Có phải không? À, Chen nhìn ở trên đường đi thấy không, cờ máu không à, nhìn cái lá cờ là thấy sợ rồi. Cái chỗ nào mà Chen nhìn thấy cái lá cờ này là Chen sợ rồi. Một cái lá cờ đó hiện lên một cái sự ác độc sẵn rồi, nhất là cái hình búa liềm á, đi tới đâu là nó khủng khiếp tới đó. Rồi các bác anh chị biết không, đó bác Trọng, bác Phúc hả, 17 năm nó cướp đất 17 năm trời, đi kêu oan suốt 17 năm trời, không ai xử đó, ai xử đây? Trời ơi, Trọng với Phúc đâu có rảnh. Nó như Gen nói đó, Trọng lú mỗi ngày phải đâu có rảnh, phải ngồi sắc thuốc mà đắp đít chứ, đít ngồi lâu quá rồi chắc cũng ghẻ lở hết rồi, đâu có rảnh. Còn Phúc hả, Phúc trời ơi, Phúc đâu có rảnh ở đó mà đi lo cho dân cái gì, bây giờ đi kêu quan ai? Bắt Trọng bắt Phúc mà Chen nghe thấy sợ. Đúng là cô anh chị nói vậy, muốn rớt nước mắt. Đồng bào mình quá khổ, đi kêu quan ở chỗ nào,
chỗ nào hết á, không có chỗ nào mà xử cho dân hết á. Tại sao từ trên xuống dưới nó là một lũ cướp mà nó lo gì cho dân? Rồi mới đây nữa nè, tới một cái thằng đạo đức giả nè, bữa nay là sẵn nói đạo đức giả luôn nè, quỷ ma, thấy cái tờ từ búa liềm, thấy cái màu máu rồi, thấy sợ rồi. Quá anh chị coi nè nha, tiếp nhận chăn ấm mùa đông của đại tướng Đỗ Bá Tị, Bá Tị gì đó, không biết đọc, không biết chữ này Tị hay Ti. Trời ơi, quá anh chị thấy không, nhiều khi mà mắt nhục, không biết nó lo được cái gì cho dân. 1000 cái chăn ấm đem lên nó làm lễ rồi, trời đất ơi, làm lễ rồi, giống như là đội Bồ Tát xuất hiện cho 1000 cái chăn ấm cho dân. Vậy tôi hỏi cái thằng này, xin lỗi anh, trên kêu thằng luôn á, vậy hỏi cái thằng này nè, tiền đâu mày có vậy, tiền đâu mày có mày mua 1000 cái chăn ấm cho dân vậy? Mày cướp quá nhiều rồi, mày cướp quá nhiều, mày nhín ra có nhiêu, có 1000 cái chăn à, mày cho dân mà làm lễ trịnh trọng đồ nữa, thấy mắt nhục. Đỗ Bá Tị chứ không phải Đỗ Bá Ti gì, tặng 1000 chăn ấm cho người dân ở Lào Cai. Trời ơi, có bác anh chị biết không, tiền thuế, tiền xương máu của đồng bào không à, nó ăn cho tới ngập họng. Lâu lâu cái nó ị ra chút xí vậy, cái nó làm lễ rồi, nó làm cho nó dữ dội lên, nó là Bồ Tát, nó tốt quá mà, nó thương dân quá hả. Nó tiền thuế nó ăn bao nhiêu rồi, thật là khủng khiếp các bác anh chị, thật là khủng khiếp. Có 1000 cái chăn ấm mà nó lên nó khoe còn hơn là cái gì nữa hả? Ngày xưa cô bác anh chị biết hả, nói mà tới mấy cái chuyện mà đi khoe khoang á, có những câu chuyện mắc cười lắm. Ban cho người ta được chút xíu, cái tưởng đâu mình là Bồ Tát, tự mình tân bốc mình lên. Này nhìn cái cảnh này nè, đúng là loài cộng sản nó mới vô liêm sỉ vậy thôi à. Giống như cái đợt mà lũ lụt, cô bác anh chị nhớ không, Phúc Niễn á, làm mấy cái hộp đồ để Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng. Trời ơi, tốt quá. Không biết trong đó có gì, chắc cờ máu với lại hình của hộ chó. Tặng dân về treo lên, tặng dòm cho nó no. Cũng giống như mấy bữa nay á, bọn Tàu Cộng á, nó lên mặt rồi, nó ra cái lệnh, nó ký cái sắc lệnh á, là có thể nó sẽ bắn á, nó bắn luôn ở ngoài biển á. Rồi sao các anh chị có cái tin này, cho anh lấy cho các anh chị coi nè, đã lắm, y chang như xưa giờ, thương dân dữ lắm. Một cái lũ khốn nạn là kiểu mà cái kiểu mà đạo đức giả nè, các anh chị coi nè, nhìn người dân của mình tội chứ, thương lắm chứ, đúng là sống khổ á. Chỗ nào cũng thấy cái lá cờ máu này là thấy gớm rồi ha. Trao tặng 200.000 cờ tổ quốc, 60.000 ảnh hồ chó tới nhân dân tuyến biên giới biển đảo, thật là khốn nạn. Trong khi á, cô bác và các anh chị biết không, những cái người mà sống bằng cái nghề biển á, họ mà quanh năm suốt tháng rồi đi đánh bắt cá để sống á, họ đâu có được trang bị vũ khí gì đâu, phải không? Bây giờ hay lắm, Tàu Cộng bây giờ nó nói nó có quyền bắn rồi đó, nó ký sắc lệnh nó rồi. Rồi bây giờ làm sao, trao tặng 200.000 cờ, 60.000 ảnh của hồ chó đem ra biển, rồi y như mấy lần trước vậy đó, mỗi lần mà sao tàu mà nó đánh chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam á, hoặc là nó giết những cái người ngư dân á của mình á, thì cũng vô sao Thủ tướng Chính phủ tặng 1000 cờ, 1 triệu lá cờ rồi cho ngư dân bám biển. Nó thật là một lũ khốn nạn mà đó, đúng là cái người dân của mình quá khổ thật sự. Là trên lắc đầu, một cái đất nước gì từ trên xuống dưới để cho một cái lũ quỷ, một cái lũ ma quỷ nó nắm đầu dân, dân có chết nó đừng đâu có khe, nó lo cái gì, làm cái gì mà lo nè. Cô bác anh chị biết nó lo hả? Mới hôm nay nè, hôm 21 đó, mới đây 2 ngày, tại bữa đó trên không có thời gian đem này lên cho bác anh chị coi. Cái gì của bác anh chị biết không, ớn lạnh luôn. Mấy con ốc á, mấy con ốc mà ở bên Việt Nam ăn hải sản dữ lắm, mấy cái tiệm bán ốc đồ nổi tiếng lắm, tao nói dân ngồi ăn đầy hết á, nhậu nhẹt ngoài đường đầy á. Nói làm sao, mới đây ha, ốc đi ngâm cái gì, ngâm cái chất bào mòn để làm chi, để mà phân phối cả hết cái thành phố luôn. Rồi ai ăn đây, ăn hết rồi, người dân hưởng hết rồi, chết là đúng rồi, sao mà thoát khỏi bệnh được. Bởi vậy bây giờ sao, bệnh ung thư thì quá trời luôn, ai lo đây?
Cô bác, các anh chị biết không? Bao nhiêu tấn ốc? Để cho anh nhìn sơ qua cái tin này, cho anh lấy cái hình cho các anh chị coi thấy mà sợ. Sẵn ở đây cho anh cảnh báo hết tất cả cô bác và các anh chị và cả đồng bào của mình á, hãy hạn chế đi. Con người bây giờ nó ác dữ lắm, nó ác dữ lắm, nó chỉ vì tiền thôi, nó sẵn sàng giết chết đồng bào luôn. Nó không có khe cái gì đâu. Gần 500 ký hóa chất, 500 ký hóa chất thu được. Các bác anh chị nhìn trên cái hình nằm mấy trên á, mấy cái thùng xanh xanh á là thùng hóa chất đó. Và hơn 1,3 tấn ốc để phục vụ cho khắp thành phố. Đó. Khi mà muốn chế biến sao ngâm cái này vô hóa chất xong, bắt đầu đi phân phối cho toàn thành phố, những cái quán nhậu, quán này quán nọ. Thấy mà sợ chưa? Các bác anh chị thấy không? Có ai quan tâm mà lo không? Hồi trước giờ á, nó đã làm lâu lắm rồi, người dân cũng ăn quá nhiều rồi, đâu phải bây giờ đâu. Ai mà chăm lo cho đời sống người dân đây? Tại vì sao? Bây giờ nghèo bằng cùng sanh đạo tặc. Bằng cùng sanh đạo tặc. Nếu mà thật sự đó, cha nói cái này là nói từ cái lòng của mình luôn. Nếu mà thật sự đồng bào của mình mà sống mà đầy đủ á, giống như là ta nói khỏi có lo cơm ăn áo mặc, rồi được chăm lo mà an sinh xã hội đó, thì đời nào phải đi làm những chuyện thất đức vậy, phải không? Nhưng mà sao? Khổ quá, phải làm. Bằng cùng sanh đạo tặc mà. Còn nhưng mà cái thằng ngồi trên á, thì càng ngày nó càng giàu. Còn những người nghèo thì càng ngày càng nghèo. Và phải thủ đoạn để mà sống. Phải giết nhau, phải lừa bịp nhau để mà sống. Và cô bác và các anh chị biết không, cái ốc này á, cho anh xin sẵn luôn, cho anh nói luôn cho cô bác các anh chị sống ở hải ngoại luôn. Cái ốc này á, nó có nhập qua bên Mỹ. Và cho anh thấy ở trong những cái thùng đông đá, nó có để những cái loại để là ốc bưu Việt Nam. Cho anh mong rằng cô bác và các anh chị có thèm cũng ráng nhịn đi. Đừng có nên ăn nữa. Đừng nên ăn nữa. Thật là khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Đồng bào giết đồng bào. Rồi cô bác các anh chị có một cái tiết lộ vô cùng kinh hoàng nữa. Sẵn đây cho anh nói luôn. Con người mình á, con đồng bào của mình quá khổ mà. Có một cái chủ dựa cá đó. Ở Hải Phòng á, cái người này nói là mẹ nuôi của tôi nói cho đồng bào biết á, thâm niên á, là khoảng 40 năm trong nghề rồi, cho nên rất là rành. Trong tất cả các loại cá biển á, hiện tại thì cái con cá khoai á, tức là còn kêu là cái con cá cháo đó, cho anh nhớ hồi lúc ở Việt Nam cho anh có ăn con cá này, là một cái loại cá biển là vô cùng bây giờ rất nguy hiểm cho người dân Việt Nam. Xin làm ơn đừng ăn cái con cá này. Bởi vì sao? Nếu mà cái con cá này mà vừa bắt lên á, mà chúng ta ăn liền á, thì không sao. Nhưng mà cái loại cá này á, lạ lắm. Nếu mà nó không có được mà tẩm cái chất để mà bảo quản á, thì tự nhiên cái thịt của nó á, cô bác anh chị biết không, trong vòng chừng khoảng vài tiếng đồng hồ thì nó sẽ nhũn ra, nó nhão ra, cái loại cá này nó vậy. Và nó teo lại luôn. Nó không còn như cái hình dạng ban đầu nữa. Cho nên bây giờ á, những người mà chủ dựa cá đó, họ bắt đầu phải nhúng vào cái hóa chất cực độc để mà giữ con cá khoai này nè, cho nó tươi lâu hơn. Và không ai phát hiện ra được. Cho nên một cái chuyện rất là khủng khiếp mà những người trong nghề, nếu mà cái người này đã gửi cho trên cái tin này thì chắc chắn cũng có lương tâm rồi đó. Có lương tâm rồi đó. Mới báo cho đồng bào biết được là xin làm ơn. Đừng có, bây giờ được, cái con cá này vô cùng nguy hiểm với đồng bào. Vì người dân ra tiệm, ra chợ mà thấy á, thì cái con cá này ăn rất ngon. Cho nhớ trên có ăn con cá này rồi, nó kêu còn con cá cháo đó, cá khoai á. Nó trong khe, cái thịt nó trong khe à. Mà mình để vài tiếng mà không ướp quá chất á, nó nhũng ra hết à. Cái loại cá nó vậy đó. Nhưng mà ngoài chợ toàn là những cái con cá nhúng quá chất không à. Rồi ăn vô á, thì các anh chị biết cái hậu quả của nó rồi đó. Cho nên, mà đa số á, cái anh này nói gì nè, đa số toàn là dân nghèo ăn không à. Thật là đau lòng. Nghe đau lòng quá cô bác và các anh chị. Bởi vậy mới nói, từ nghèo, nó kéo theo cái khác nữa. Người ta nói nghèo mắc eo á. Thì ông bà mình nói không sai. Nghèo mà còn mắc eo nữa. Đã nghèo khổ rồi. Rồi rốt cuộc những người mà lao động thấp á, những người mà người dân mà có thu nhập thấp á, đa số là ăn những cái đồ quá chất không à. Bởi vì họ không có đủ tiền để mà lựa chọn những cái đồ hàng nhập hàng ngoại, những cái đồ ngon hơn. Họ chỉ mua được những cái gì đó vừa túi tiền của họ thôi. Mà đa số những cái đó toàn là những cái tẩm quá chất không à. Rốt cuộc ăn vô thì bị ung thư còn nhiều hơn nữa. Cho nên tội người dân mình quá. Rồi sao? Đi bệnh viện thì sao? Không có tiền thôi, nằm về nhà nằm chờ chết đi. Cuộc sống nó cứ lòng vòng như vậy, từ năm này qua năm nọ. Và cô bác và các anh chị biết á, Chen muốn đưa cái hình cái con cá đó cho cô bác các anh chị thấy, để có nhiều người cũng không biết cái con cá nó làm sao. Nếu mà Chen đã nói lên đây rồi, Chen mong cô bác các anh chị ở trong nước cũng cảnh báo rồi,
thì làm ơn đừng có ăn những cái loại này nữa. Giết chúng ta nhanh lắm, toàn là chất độc không. Đây là con cá này đây nè, cho anh đưa hình cho các anh chị coi nè. Đó, cái con cá này nè, hồi lúc mà bắt lên á thì nó, cái thịt nó nhìn vậy đó, nó ngon lắm, mình nấu canh cái gì cũng ngon hết á. Cho em có ăn con cá này rồi, nhưng mà để được chừng vài tiếng thôi, mà không có, nó không có được nấu liền á, nó sẽ nhũng cái thịt ra đó, khủng khiếp lắm. Cô bác các anh chị làm ơn đi, cho em vừa đưa ra một cái, một những cái nào mà những người trong nước nói cho em biết á, thì cho em đưa ra cho các anh chị coi. Chứ chị em đâu có sống ở bên Việt Nam đâu, chị em đâu có biết được đồng bào của mình đó, là mỗi ngày ăn sao. Rồi còn một cái nỗi khổ nữa, có một cái câu chuyện anh chị gửi cho chị em như vậy, nghe mà đau lòng không. Bây giờ chị em mới nói là thằng giàu thì nó giàu hoài, nghèo thì nó nghèo hoài. Bây giờ củ cải á, đang bán ở ngoài chợ á, có 1.000 một ký à, khủng khiếp không, cũng ai mua hết á. Cà chua thì cũng khoảng 2.000 một ký à, bán thì bán thôi, giữ lại đi làm phân. Rồi bây giờ không có cái thứ gì trồng mà đem lại lợi nhuận cho người, cho cái người nông dân đó, họ khổ quá rồi. Anh này viết vậy, ai đời nhà nông thời buổi bây giờ cầm cái tay xuống giống còn hồi hộp nữa. Tại vì giờ trồng á giống như đánh một canh bạc vậy đó, phân bón nè, rồi cày xới nè, rồi xuống giống, rồi tưới, rồi cỏ rác quần quật suốt ngày ngoài đồng luôn, trăm cây còn hơn trăm con nữa, cứ sợ nó thất mùa. Rồi hiện lên hên á, thì sớm được mấy ngày thì lãi được ít đồng tiền, mà xui xui á, mà đi trễ vài ngày bán lỗ vài 30 triệu là chuyện bình thường. Chẳng biết từ khi nào mà cái nghề nhà nông chân lấm tay bùn lại trở thành cái nghề hên xui may rủi như vậy, mà mấy năm liền rồi toàn là xui không à, không có năm nào mà gia đình tôi may hết á. Tôi trồng cái cây lâu năm, mỗi năm thu vụ, thất mùa thì như coi như treo miệng luôn. Quanh năm hả, trà xanh cũng vậy. Xưa kia là cái thứ kiếm tiền chợ hàng ngày, còn bây giờ là thứ bỏ đi. Kiếm tiền chợ cũng có nữa. Tôi có mấy đứa em làm rau, cũng cùng chung số phận. Mỗi năm nợ lại chồng nợ, cao thêm một chút nữa. Vất vả quá, có đứa kêu bán nhà, có đứa thì gả con đi chỗ khác, cho bớt nợ nần, cho bớt gánh nặng. Đứa thì bệnh tật, không dám đi bệnh viện. Rồi tiền học hành, tiền lợi, tiền lời, tiền lãi ngân hàng á, nhiều quá, không cho phép mình nghỉ ngơi, chữa bệnh gì luôn, cũng ráng mà cài. Ai từng sống trong cảnh nợ nần thì mới biết. Sức khỏe là trên hết, tôi biết vậy. Nhưng sống trong cái cảnh nợ chồng nợ, không còn đường xoay thì sức khỏe cũng kệ luôn. Cứ để nó ra sao thì ra, tới đâu thì tới. Mà nhiều khi nghĩ quẩn, muốn tự giận chết cho rồi. Sống khổ như con chó, chứ có sung sướng gì đâu mà ham sống làm cái gì. Áp lực cuộc sống, ức chế tinh thần, giờ mà được chết, nó như là một sự giải thoát cho bản thân vậy đó. Nhiều khi mệt nằm miên man, chỉ ước là ước gì Chúa hãy lấy hơi thở của con đi trong lúc này thì tốt quá. Phải, tôi từng nghĩ vậy đó. Từ một con người vui vẻ năng động, yêu thiên nhiên, mê giường rẫy, bây giờ nhìn thấy rẫy giường nó ngán ngẩm, ê chề, nản còn hơn là trăm ngàn cái chữ nản nữa. Mà thử hỏi xem có ai trong chúng ta được cái nông sản rẻ mạt mà người dân làm ra. Người ta ăn toàn là đồ rau củ quả đắt đỏ của Tàu, hàm lượng thuốc bảo quản thì 3 năm chưa hư. Trong khi đó thì rau củ quả của ta, Tàu nó thu qua, nó mua rẻ mạt để trở về xứ của nó. Thật là quái lạ mà. Những lúc chẳng hiểu ta đang sống ở cái nơi quỷ quái nào nữa. Đờ mờ cờ sờ. Không riêng gì mỗi trà xanh đâu. Bây giờ củ cải, cà chua, tất cả những giống cây trồng, cái này là những cái lời chân thật, chân nghĩ chất phát của một người nông dân. Thì các bác anh chị thấy đó, nếu mà người dân của mình mà sống mà được xã hội chăm lo, được những thằng chính quyền nó chăm lo thì đời sao mà khổ dữ vậy, quá khổ vậy. Con chồng bây giờ, cái người làm nông cái muốn tự giận mà chết cho rồi đi. Có lúc đang ngủ cũng muốn Chúa tới lấy luôn hơi thở của con đi, cho con thoát khỏi cảnh này đi. Rồi con cái cũng phải đi gả nó bớt cho đỡ gánh nặng. Thì giống như cái kiểu là con gái dưới quê á, hay nghe gả chồng Đài Loan, gả mấy Hàn Quốc, Tàu Cộng, Việt Kiều rồi đó, thì nghe mê lắm. Tại vì khổ quá mà. Có anh chị thấy tội không? Tội dữ lắm. Chị nhìn thấy những cảnh này rồi. Và có một cái chị đó cũng nhắn gửi email cho Chen rồi, nói em Chen có biết không, chị đang ở bên Đài Loan đây, và cũng là một cô dâu đây. Tại hôm trước á, mình có nói cái chương trình là, có bác anh chị còn nhớ không,
những người con gái ở Trần Ở Truồng đó để cho bọn Hàn Quốc, Đài Loan nó lựa đó. Thì Chen nhận được một cái email của chị đó nói cái hoàn cảnh của chị. Chị nói là chính chị đây chứ không ai. Đau lòng không? Có anh chị thấy không? Chen đọc cái lá thơ đó Chen rớt nước mắt luôn. Số phận quá khổ đi. Bây giờ chị nói đâu phải là đi về thành phố ở gì đâu, ở cái miền quê á, đang làm dâu ở cái vùng quê bên Đài Loan á, đi làm ruộng và nuôi heo, nuôi gà nữa. Cực khổ chưa từng thấy luôn, đầu tắt mặt tối còn hơn cái lúc ở với cha mẹ ở Việt Nam nữa. Đó, những cái nước mắt đó ai gánh đây? Tại vì sao khổ vậy? Vậy chứ cái bọn cộng sản nó nói rằng hãy, nếu mà yêu nước á thì hãy tích cực tham gia đi xuất khẩu lao động đi. Là yêu nước dữ lắm á, đi làm công ở xứ người á. Đau khổ nước mắt tràn trề, ai là người binh vực cho cái đó? Thì trên hỏi các anh chị nè, tất cả những cái nỗi khổ của người dân này nè, ai là người sẽ binh vực cho dân? Ai lo cho dân đây? Cộng sản hả? Yêu nước thương dân hả? Một cái lũ khốn nạn, em phải chửi là cái lũ, trên chửi vậy là quá nhẹ cho cái lũ này rồi. Một cái lũ điếm thúi, gian manh mà xảo trá, chỉ biết cướp và ăn thôi. Nằm ở trên cái sự sung sướng, nằm trên chăn ấm niềm êm mà không biết đồng bào mình khổ sở như vậy. Và Chen đưa một cái video nữa, tại vì Chen nhận được hai cái video, bữa nay Chen có trách nhiệm phải đưa lên các anh chị, cho Chen khoảng 2 phút thôi. Đưa thêm một cái video nữa cho các anh chị thấy rằng sự thật nó diễn ra ở bên Việt Nam, nó nhăn nhãn từng ngày như vậy nè. Vậy mà những người vào chửi những anh em, những các anh chị làm diễn đàn mà gửi về quê hương cái tiếng nói, tại sao vô chửi người ta được? Nhìn lại thực tế này đi, không lẽ các anh chị đó nói dối à? Không lẽ bây giờ Chen tự làm cái video này ra à? Chửi là chửi cái gì? Tại sao không nhìn cái thực tế của đồng bào mình quá khổ mà biết thương người ta một chút xíu đi? Sống phải có lương tâm chứ. Cho Chen 2 phút thôi. Tại vì Chen đã nhận được rồi, Chen không muốn phụ lòng của đồng bào của mình ở trong nước. Em ơi, cầm cho chị em vào trong thì em ngồi đi. Lệ thủ tướng như vậy giải thích cho gia đình nhà tôi. Lê, hôm nay đây là ngày 22, tức 22 tháng 1 năm 2021. Gia đình nhà tôi là Trần Văn Ngọc ở trước cảnh trụ sở, là trước cổng trụ sở tiếp công dân Trung ương Đảng số 1 đây, Ngô Thị Nhật Hà Đông, Hà Nội đây. Đây là các con các cháu đây, đang đứng trước cổng trụ sở tiếp công dân. Như lời hứa của trưởng ban Nguyễn Hồng Điệp đây, bác sẽ giải quyết, ai hứa với các cháu nhỏ này bác sẽ giải quyết cho các cháu đây, để các cháu về. Đây là cổng trụ sở tiếp công dân, không cho người dân vào thì người dân đứng ở cổng chứ lại sao lại để đi ngồi đâu, đuổi đâu, ngồi đâu. Nhà cháu không có đoàn công. Đi đâu, về đâu, đó là giải quyết. Thôi ngồi đây, đây là cổng trụ sở, ông Điệp ông hứa nhà em đây, hứa được cháu nhỏ đây. Là Tết bác giải quyết, hiện nay là bây giờ là Tết đến nơi rồi đúng không? Chưa giải quyết, nhà em đã ăn bánh nữa, bánh vẹt với ông Điệp quá nhiều rồi. Yêu cầu vậy, yêu cầu chủ tịch tỉnh ra đây giới thiệu với gia đình nhà em. Đây là cổng chủ sở tiếp dân, không cho chủ em vào đúng không? Thì chủ em có quyền ngồi ở cổng đúng không? Sao lại không ngồi được, cho bọn em vào trong cổng đi. Chen nhìn cái hình ảnh của cái thằng chó xanh á, nó đứng kế bên đó, nó bỏ tay vô quần á, bỏ tay vô túi quần á, đứng cái kiểu đó, cái kiểu là nó tỏ vẻ là ôi bà có nói gì cũng vậy thôi, đi về đi, giống như kiểu vậy đó. Có anh chị thấy sự khốn nạn không của cái bọn chính quyền không, cái bọn tà quyền chứ chính cái gì, nó chính cái chỗ nào? Cô bác anh chị biết không, nhìn cái video này á là cái ngày 22 tháng 1, tức là ngày hôm qua. Cái chị này nói là hôm nay là ngày 22 tháng 1 phải không? Chen nghe như vậy và Chen nghiệm được một điều như vậy nè. Những cái người ở ngoài miền Bắc á bây giờ cũng sáng mắt rồi. Ngày xưa đó đi vào miền Nam cướp nhà, cướp tài sản đó, cưỡng chiếm cái miền Nam Việt Nam, hô hào rằng đi vào giải phóng, rồi kêu gọi người dân miền Bắc đi vào để cướp Sài Gòn phải không? Bây giờ sao? Bây giờ cũng chính bọn họ bị cướp đất, cướp nhà y chang vậy đó, cũng ai binh hết á. Cho nên các bác thấy không, cái gì cũng vậy, nhân quả mà. Nhân quả là có thiệt á, đừng có vui mừng trên cái sự chiến thắng
mà cái sự chiến thắng đó là cái tội ác của bọn cộng sản nó gây ra. Đồng bào, cha nói rồi, đã gọi là đồng bào rồi, Bắc Trung Nam gì cũng là người máu đỏ da vàng hết á. Không có thể nào mà có thể vì cái quyền lợi gì mà có thể chém giết lẫn nhau vậy. Nhưng mà cái bọn cộng sản nó đã gây ra cái tội ác này rồi. Và cho tới giờ này, khi mà nó chiếm xong miền Nam Việt Nam bây giờ á, hơn 45 năm rồi, mà dân quan như vậy nè, vẫn đi mỗi ngày ngoài đường từ 63 tỉnh thành luôn. Cô bác anh chị nghĩ đi, cái chế độ này là chế độ gì? Nó thương dân à? Nó yêu nước hả? Biển đảo nó bán hết rồi, nó rước thằng Tàu vô luôn rồi, nó chỉ biết nắm quyền, nó cai trị để nó hút máu đồng bào mà thôi. Nó biến người dân mình như những đàn cừu vậy đó. Chừng nào mới thoát khỏi cảnh này? Tại sao bao nhiêu năm nay vẫn còn cái cảnh này? Và nếu mà các anh chị đã gửi email cho Chen, gửi cái video cho Chen rồi, thì làm sao mà Chen im lặng được? Đây là nỗi khổ của đồng bào nè. Rồi các anh chị nghĩ đi, ai sẽ là người binh vực cho đồng bào mình? Ai? Tự do đâu có miễn phí đâu. Tự do đâu có miễn phí mà nằm chờ ai? Đâu có phải mà như cái thằng mà nó nằm dưới cây sung, nó chờ trái sung rụng vô miệng nó để nó ăn đâu. Nó chờ hoài, nó không có ai rụng, không có trái gì rụng vô miệng nó hết á. Chứ phải tự mà đứng dậy mà lấy tay mà hái rồi bỏ vô miệng mà ăn. Tự do nó cũng vậy đó, nó không có miễn phí được. Chừng nào á mà cô bác anh chị thấy á, đồng bào của mình á, những người mà đang có ăn có mặc á, mà sung sướng á, mà biết cái nỗi khổ của những người cũng cùng máu đỏ da vàng của mình á, mà khổ á, thì lúc đó Việt Nam nó mới có thay đổi được. Còn bây giờ sao? Ôi, không phải tôi, cái bà đó bị cướp đất chứ đâu phải tôi. Gia đình tôi đang bình an mà, tôi đang làm ăn phay phay mà. Thôi, tôi không lo mấy chuyện tầm sàm đó đâu. Chuyện cộng đồng, chuyện chính trị hả? Thôi đừng nói chuyện chính trị, để cho đảng lo, nhà nước đảng lo. Riết rồi sống như vậy đó. Cho nên các bác chị thấy không, từ năm này qua năm nọ, cái hình ảnh này cho tới giờ này nó vẫn còn. Tại vì sao vậy? Ai giải quyết đâu, không còn. Có thương dân chỗ nào? Mấy cái này bộ cô bác anh chị trong nước bụng nhìn không ra hay sao? Những kẻ bưng bô cho cộng sản nè, cho anh hỏi nè. Những kẻ bưng bô cho cộng sản, các bạn thấy cộng sản nó làm gì đúng, gì tốt cho dân? Nói cho anh nghe coi nè, nói cho anh nghe đi. Thay vì vô chửi thì thay vì hãy nói cái điều tốt của cộng sản đi, mà nghe cho nó hợp lý đó, để cho tất cả đồng bào đều nghe hết đó. Tại sao con người của mình có thể thờ ơ với người khác như vậy? Nè các bác anh chị, cho em cho tấm hình này coi là biết chế độ này nó sẽ sắp tới đâu rồi đó. Nhìn cái tấm hình này rồi sẽ hình dung ra được đó. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, cái thằng hồ chó khốn nạn đây, và một cái đống rác nằm dưới đây đó, đó là cái giá trị của cái chế độ này đó. Cái tấm hình này nó đủ để nói lên tất cả rồi. Dân giàu nước mạnh à, dân giàu quá mà, 63 tỉnh thành luôn. Các bác chị thấy nhìn mấy đứa bé nó trải tấm chiếu, nó ngồi về trước để nó kêu oan không, nó đi với cha mẹ nó không, cảnh nào mà khổ vậy không? Bây giờ này qua cái thời phong kiến rồi mà còn đi cướp đất cướp nhà, thật là khủng khiếp. Rồi sao? Dân giàu nước mạnh, dân chủ à, dân chủ chỗ nào? Dân chủ chỗ nào? Công bằng chỗ nào? Văn minh chỗ nào? Bây giờ nè, cô bác anh chị nhìn cái tấm hình này nè, mấy cái chữ này nè, nó toàn là láo phải không? Có phải nó chỗ nào nó nói thật đâu. Dân giàu chỗ nào? Nước mạnh chỗ nào? Bây giờ nước Việt Nam còn thua Lào và Campuchia nữa, mạnh chỗ nào? Dân chủ ở đâu? Công bằng chỗ nào? Văn minh ở đâu? Đó, trả lời đi. Cái thứ hồ chó này nè, chính là cái thằng hồ chó này nè, nó gây tan thương cho dân tộc Việt Nam nè. Đây là một cái tội đồ của dân tộc Việt Nam, vậy mà bây giờ nó bắt người dân phải tôn thờ nó. Cô bác anh chị biết không, một cái đống rác hôi thối này nè bốc mùi lên để cho cái thằng hồ chó này nó hửi là đúng rồi. Chính xác, nhìn như vậy là biết rồi đó, biết chế độ này nó đang nằm ở đâu rồi đó. Cái tương lai của nó là như vậy đó. Cho nên cứ tiếp tục mà bưng bô đi, những kẻ bưng bô một ngày nào đó sẽ sáng mắt ra. Tội ác quá nhiều quá anh chị, ác quá, một chế độ gì quá ác đi. Nào là lên ở bên này hả, ăn sung mặc sướng, trời đất ơi, sống như là sống như sao ông hoàng vậy. Dân ở trong nước thì đói khổ như vậy, tiền đó đâu có, tiền của cha mẹ nó cướp của dân chứ đâu mà có. Nó đi làm cái công nhân viên chức đó, tiền lương nó bao nhiêu? Thằng Trọng Lú làm lương một tháng bao nhiêu, lôi ra đi. Thằng Phúc Niễn làm một tháng bao nhiêu, lôi ra, cộng lại bao nhiêu năm nó nhân lên, làm sao nó mua được bao nhiêu căn nhà bên này? Sao con nó lấy làm gì có tiền mà đi du học mà ăn xài phung phí vậy?
tiền đó của ai? Má nó khốn nạn không? Quá khốn nạn. Rồi còn thêm cái thằng này nữa. Cái thằng này là ai vậy cô bác các anh chị? Nói cho anh biết rồi. Shark hả? Louis Nguyễn là thằng nào vậy? Thằng khốn nạn nào vậy? GDP ở Việt Nam tăng trưởng 6-7% qua mỗi năm, còn ở Mỹ chỉ tăng trưởng khoảng 2-3% thôi là họ vui lắm rồi. Các bạn hiện đang sống ở một trong những quốc gia phát triển mạnh nhất thế giới. Cái thằng khốn nạn, cái thằng này điên rồi phải không? Cái thằng này nó điên rồi. Bữa nay á, gửi đến cái thằng này giùm Chen á, nói là tôi là con bé Chen nè, nó chửi thẳng mặt của thằng này nè. Cái thằng này là một thêm một cái thằng ngáo đá nữa nè. Nó nói là Việt Nam tăng trưởng 6-7% GDP, ở Mỹ thì 2-3% là mừng lắm rồi. Các bạn đang sống ở một cái đất nước phát triển mạnh nhất thế giới, đúng là một cái thằng này ngáo đá rồi. Cô bác anh chị biết hả? Nếu mà cái GDP của người dân mà tăng trưởng đến 6-7% á hả? Trời đất ơi, đúng là một cái bộ não của cái thằng này, chắc là cái bộ não của một cái con gì á, nó đầu thai lên á. Nếu mà GDP mà tăng hàng năm mà đều đặn 6-7 năm y như cái miệng cái thằng này nói đó, thì người dân mà làm cái gì mà phải muốn tự giận mà chết vậy? Đi làm sao? Thất mùa, mùa màng thất thác, rồi dịch bệnh thiên tai, dịch bệnh thì thất nghiệp. Đồ ăn á, cái đồ mà bán ra thì mất giá. Rồi còn đi tự hào là đây là một đất nước phát triển nhất thế giới nữa. Đúng là cái thằng này nó khùng rồi. Chứ không biết cái thằng này là thằng nào nha. Cái thằng này lạ quá vậy. Sao Chen không biết cái thằng này vậy ta? Cái con người đúng là cái lũ gì mà nó ngồi mơ màng ở đâu trên mây không à. Người dân thì khổ như vậy đó. Các anh chị biết không, Chen nó đưa rất là nhiều tấm hình của người dân đang đói khổ lê lết ở ngoài đường vậy. Mà nó mở miệng nó nói vậy được. Cái thằng này nó bị điên rồi. Người dân mà nếu mà cái GDP mà tăng trưởng vậy, người dân làm gì mà đi khổ dữ vậy? Tại sao người dân bây giờ sống bây giờ cơm ăn áo mặc còn không có đủ nữa, mà tăng ở chỗ nào? Nếu mà người dân mà như vậy thì tại sao có đi phải đi xuất khẩu lao động, phải đi làm công ở xứ người? Chứ nói câu này hoài à, xuất khẩu lao động nghe thật là nhục nhã luôn á. Người ta xuất khẩu hàng hóa hay cái gì đó, chứ không có nghĩa mà xuất khẩu lao động, tức là xuất khẩu người, vậy mà nó vẫn tự hào được. Rồi cô bác các anh chị, nếu mà vậy thì tại sao có những cô gái phải đứng cởi đồ ra để cho người ta lựa bán thân? Nếu mà GDP con người dân sống tốt vậy thì cần gì phải làm những cái nghề vậy, phải không? Phải đi qua bên gì? Malai, không cần ở đâu xa, mấy nước Đông Nam Á thôi, Singapore, Malaysia, Indonesia, rồi thậm chí bây giờ đi qua làm luôn ở bên Campuchia và Lào rồi. Hôm trước Trang có nói vấn đề này rồi. Vậy nếu mà cái GDP tăng trưởng như vậy hơn cả nước Mỹ nữa, nó nói, ý nó nói vậy là hơn nước Mỹ rồi đúng không? Vậy thì bây giờ tại sao cái số lượng con người mà đi qua những cái nước khác đi làm nô lệ sẽ càng ngày càng tăng vậy? Nếu mà người dân tốt như vậy cần gì phải đi? Tại sao sống ở trong nước mình, gần cha mẹ mình, sống ở trong quê hương mình không tốt hơn không? Đi làm công ở nước ngoài làm gì? Vậy đó, coi như thấy không? Một cái lũ láo xạo. Chen chửi thẳng như mặt cái thằng này luôn. Chen không biết cái mặt thằng này là thằng nào, mà Chen biết cái thằng này chắc nó ở thế giới khác nó xuống nè, chứ nó không phải là chắc nó người đâu, cõi nào á. Đúng là một lũ bại não. Chen gọi là bại não luôn á. Chen chửi thẳng như mặt cái thằng này luôn á. Nó nói vậy là ý nó nói là GDP của người Việt Nam bây giờ hơn người Mỹ đó. Đó, rồi các anh chị nghiệm có phải không? Nghe mà chịu nổi không? Nếu mà người dân ở trong nước mà được như vậy á, Chen nói thiệt Chen mừng dữ lắm luôn á. Chen mừng lắm. Chứ không phải là Chen không có muốn người dân được như vậy, mà Chen không tin lời của nó đâu. Mà tại vì nó nói láo. Nó quá láo đi, nó chỉ lừa bịp người dân thôi. Một cái não của một cái thằng súc vật. Chỉ có cái con súc vật nó mới không nhận định đúng đâu thôi. Nó không có biết đâu là đúng đâu là sai. Thấy mà sợ à. Nói rất lố. Thấy mà sợ. Cô bác anh chị biết không, thời gian này hết rồi. Chen nói với anh chị rồi đó. Có thời gian thì Chen nói được cái nào hay cái đó. Chen mong rằng đồng bào ở trong nước làm ơn thức tỉnh. Chen mong rằng thức tỉnh đi. Cứ tiếp tục mà cứ trông chờ cái gì đó, trông chờ ai đó đem tự do cho mình để thoát khỏi cảnh này là không có ai đâu. Và Chen nói hoài à, 90 mấy triệu người dân, không có cái nhà tù nào mà chứa nổi 90 mấy triệu hết đó. Muốn thoát khỏi chế độ này, chừng nào mà cái chế độ này á nó không còn trên quê hương á thì người dân mới sướng được thôi à. Tại vì sao vậy? Nó là độc tài toàn trị mà. Nó từ trên xuống dưới nó đều nắm quyền hết rồi. Nó biến người dân thành những con cừu thôi. Nó bỏ vô chuồng nó nuôi, lông dài ra thì nó lấy mái nó gặt. Nó gặt lông. Cứ làm vậy miết cho tới khi chúng ta không còn sức để tới già là chết mà thôi, sống như vậy đó. Sống như vậy đó. Đau lòng chứ, cô bác và các anh chị. Rồi á, nói về thực phẩm á,
Hồi nãy trên có đưa mấy cái vấn đề lên á, ăn cái gì cũng bây giờ cũng bệnh hết á, tại vì con người nó quá ác đi. Có một cái chú gửi cho anh nói như vậy nè: bé Chen, con có biết cái vụ mà kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm không? Hôm trước Chen có nói rồi. Thì chú nói luôn, tại vì chú biết rành cái ông này luôn, ông làm bên cái trạm đăng kiểm thú y á. Ông kể với chú vậy nè: kiểm con mẹ gì mày ơi, tới phiên tao trực á hả, tao tới cái lò mổ, tao văng võng tao ngủ, tao đưa cái mọc, tao đưa cái mọc luôn, cái mọc đăng kiểm cho tụi nó luôn. Rồi cái mọc mà đóng vô con nào thì con đó đạt chất lượng rồi đó, là kiểm dịch ra rồi đó, thì ra thịt bán thôi. Con nào không đóng dấu mọc thì mất công bị phạt, cho nên tụi nó sợ lắm. Nó lấy mọc cái đóng đầy đủ lắm. Sáng ra đưa bao thư cho tao, rồi xong rồi thôi, tao muốn ăn bất cứ cái gì của con nào trong lò mổ, tụi nó lấy cho tao liền. Cho nên đừng có tin vô mấy cái mọc xanh xanh đỏ đỏ mày ơi, không có ăn nhầm gì đâu. Đó là lời của cái thằng mà đi kiểm dịch lò mổ đó. Thấy là sợ không? Có anh chị thấy gớm không? Nó ác chưa từng thấy ác luôn. Kiểm dịch cái gì? Các bác đừng có tin, đừng có thấy cái thịt mà có dấu mọc á là tưởng đâu kiểm dịch rồi hả? Đừng có tin cái gì cả. Nó gớm ghét lắm rồi. Cái xã hội bây giờ nó thối nát, mà con người á nó sẵn sàng giết luôn. Cái thằng đi kiểm dịch, nó văng võng nó ngủ, nó đưa cái mọc cho luôn những cái thằng mổ luôn. Tự muốn đóng cái gì đó đóng. Rồi sao? Bữa nay mày để cho tao miếng phèo nha mày. Ngày mai để cho tao cái giò trường ngon nha mày. Ngày mai mày để cho tao cái đùi heo nha mày. Cái lá gan, trái tim gì ngon ngon nha mày. Rồi xong, sáng sách đi về nhà, tỉnh queo, nhận bao thơ, xong về, xong công chuyện rồi đó. Thấy khốn nạn không? Có gì thấy khốn nạn không? Vậy vậy người dân ăn ung thư là đúng rồi. Có ai kiểm đâu? Không có một người nào mà đi kiểm soát tất cả đồ ăn ngoài chợ cho cô bác và các anh chị cả. Thế nên tự cô bác và các anh chị phải tự bảo vệ mình mà thôi. Bây giờ cái gì nó cũng nhiễm hóa chất hết rồi. Cho nên Chen mới thấy có mấy anh chị gửi hình cho Chen á, nói là Chen, bây giờ anh ở nhà tự trồng đó, anh tự trồng, anh tự nuôi luôn, anh không dám ăn cái gì mà chợ hết á. Thật sự là tốt, bởi vì bây giờ có cái gì tin đâu. Cái thằng trồng rau nó cũng không dám ăn rau của nó trồng, còn cái thằng bán phở chưa chắc gì nó dám ăn phở của nó nữa kìa. Đừng có nói gì mà rau cải đó, ác tới nỗi vậy đó. Có mấy anh chị thấy không? Rồi rút cuộc người dân mình sao? Bây giờ nó đâu có phát ra liền đâu. Cô bác và các anh chị hãy thức tỉnh, đừng có ăn những cái đồ nhập của Tàu. Rồi tuyệt đối đừng bao giờ tiếp tay cho những kẻ xấu ác. Đừng bao giờ ra cái chợ mà Kim Biên á để mua những quá chất về mà tẩm vào thức ăn để giết đồng bào mình nữa. Tội lỗi dữ lắm. Đừng có sống vậy nữa, cho em thấy sợ quá. Nếu mà cô bác và các anh chị nào có duyên á mà vào được cái diễn đàn của Chen á, mà nghe được Chen nói hết lòng của mình á, làm ơn cô bác anh chị đừng tiếp tay cho những chuyện đó. Buôn bán có thể ít tiền lại chút xíu, nhưng mình sống đúng lương tâm của mình. Đừng tiếp tay cho những kẻ đó đi ra cái chợ Kim Biên mà mua những quá chất đó rồi về tẩm vào cái đồ ăn thức uống của mình để giết người, để lấy cái đồng tiền đó. Chắc chắn sẽ xuống địa ngục mà ở thôi. Không bao giờ mà lên được ngóc là làm người đâu. Làm ơn tin cái lời Chen nói đi, đừng bao giờ sống như vậy. Ác dữ lắm. Và bây giờ cô bác anh chị nghĩ là ăn vô nó phát liền hả? Đâu có. Nó đâu có phát liền. Nó thì nó phát ra liền là tại vì trong cơ thể mình có bệnh sẵn rồi. Còn cơ thể mình đang bình thường á, mình ăn một cái chất gì đó vô, nó tích tụ từ từ trong đó, rồi rốt cuộc dẫn đến cái con đường ung thư là chuyện bình thường. Và bây giờ tỷ lệ ung thư ở Việt Nam bây giờ cao ngất ngưỡng rồi. Đầu tiên là tỷ lệ phá thai và ung thư bây giờ ở Việt Nam bây giờ cao ngất ngưỡng thế giới rồi. Các bác chị có sợ không? Sợ chứ. Mình biết sợ thì mình phải nghĩ cho người khác. Đừng bao giờ tiếp tay cho những cái xấu ác này. Làm ơn đi cô bác các anh chị. Không có cần phải là tỏ vẻ mình sống quá lương thiện, quá tốt gì cả. Mình chỉ cần hôm qua cho nói rồi, chỉ đừng tiếp tay cho cái ác thôi là đã quý báo lắm rồi. Quý báo lắm rồi. Thấy người ta làm nhưng đừng làm theo. Thôi kệ nó, ít tiền lại cũng được, nhưng lương tâm của mình sống, mình thanh thản. Còn hơn mình ham thêm một chút xíu tiền thôi à. Có một chút xíu tiền à, mình nở lòng nào mà mình đi làm những cái chuyện thất đức như vậy. Rồi mình chết xuống dưới á, cô bác anh chị biết không, ngóc đầu lên không có nổi. Sống dưới địa ngục miết vậy đó, không lên làm người được đâu. Mình hay làm cái gì, cái quả, cái nhân á, nó sẽ trả lại y chang mình như vậy đó. Mình sẽ phải trả hết á. Cho nên phải biết sợ cái điều đó. Đừng có gây thêm những tội lỗi nữa. Nếu mà có trong quá khứ thì bỏ nó, làm lại một con người mới đi, đừng có ác nữa. Cho Chen thấy sợ quá. Những cái thằng mà đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm á, các anh chị thấy nó ác cỡ nào không? Ác dữ lắm. Mà những cái lời này là những cô chú gửi cho Chen ở trong nước, nó là sự thật hết đó. Mà Chen thấy sợ lắm. Chen có nói với các anh chị rồi đó, sống ở một cái đất nước, nếu mình đi làm mình đóng thuế
thì mình phải được chăm lo về sức khỏe, về mọi mặt, về y tế, rồi an sinh xã hội. Đó mới là nơi đáng sống. Vì sao biết bao nhiêu người phải đổ xô vô nước Mỹ này để sống? Bởi vì đất nước này vô cùng nhân đạo. Vô cùng nhân đạo. Nó chăm lo đời sống sức khỏe của người dân. Còn ở đất nước Việt Nam, cô bác anh chị cũng phải còng lưng làm. Nhưng mà không ai chăm lo cho cô bác anh chị cả. Giống như là trời xanh trời diệt vậy. Tự xanh rồi tự chết vậy đó. Giống vậy đó. Không ai lo cho mình hết đó. Sống vậy là sống sao mà sống được. Ai rồi cũng chết. Nhưng cái kiếp người vậy nó quá khổ đi. Nhưng mà mình không sao. Mình cũng sống được nửa đời người rồi. Bây giờ như Chen nè. Cái đời Chen coi như xong rồi. Nhưng mà đời con đời cháu mình sao? Mình phải biết nghĩ tới cái thế hệ sau nữa. Hãy là những người có lương tâm một chút xíu đi. Đừng có màng tới cái thân phận mình. Mình là xong rồi. Rồi đời con đời cháu mình kìa. Tội nghiệp nó lắm. Nó cứ lòng vòng lẫn quẩn như vậy đó. Làm sao thoát ra được? Ngưng tiếp tay với cái ác. Đừng bao giờ tiếp tay với cái ác. Thấy ác là phải lên tiếng. Còn mình im lặng á là mình cũng đồng lõi với nó rồi. Đồng lõi với nó rồi. Giống như cái câu mà cái câu nói mà của Napoleon đã từng Chen từng nói rồi đó. Cái thế giới này á, nó không có chết vì những người ác, mà nó sẽ chết á, vì cái sự im lặng của những người tốt. Thật sự nó là như vậy đó. Mà tới lúc này chúng ta đừng bao giờ tiếp tay cho cái ác. Chen chỉ mong có một nhiêu đó thôi à. Cô bác anh chị biết không, Chen cũng là con người. Chen cũng không có hoàn hảo à. Chen cũng có cái tốt cái xấu à. Con người mà, có ai tốt hết đâu. Nhưng mà Chen chỉ mong một điều thôi, đừng tiếp tay với cái ác. Thấy cái ác thì chặn nó lại và lên tiếng để cùng với nhau sống cho tốt đẹp hơn. Không ai hoàn hảo hết đó trên đời này. Chen có lúc cũng có những cái tánh xấu chứ không phải không, con người mà. Nhưng cố gắng, biết nó xấu thì đừng làm. Chỉ vậy thôi là Chen cũng cảm ơn lắm rồi. Và Chen chỉ mong có nhiêu đó. Bữa nay mình nói tới đây cũng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Chen biết cô bác và các anh chị cũng mệt. Cho nên Chen thương cô bác anh chị lắm. Cũng đã dành thời gian cho Chen rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái đó là cái khoảng thời gian mà Chen cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi vì sao? Ít ra cũng có một cái nơi mà để chúng ta cất tiếng nói cùng với nhau. Cái gì mình muốn nói cứ mở lòng ra. Chửi rủa cũng được nữa. Chen nói hôm qua rồi mà. Chen cảm ơn luôn những người vào chửi Chen luôn á. Các anh, cô, chú, bác, anh chị muốn chửi Chen cũng được nữa. Nhưng làm ơn một giây phút nào đó, hãy dành ra một chút thời gian thôi, nghiệm lại lương tâm của mình, coi mình đúng hay sai rồi sửa. Chứ Chen cũng không trách gì ai. Chen cảm ơn hết. Chửi Chen cũng cảm ơn nữa. Cái đó là Chen nói thật lòng. Có những người khuất mặt khuất mày biết cái bụng của Chen. Chen cảm ơn hết á. Chứ không có trách móc gì cô bác anh chị đâu. Nhưng mà hãy làm ơn. Làm ơn Chen nói rồi đó. Đừng tiếp tay cho cái ác nữa. Tại vì cái thế giới này bây giờ nó quá khủng khiếp rồi. Con người á, người tốt á thì ít dần đi, ma quỷ thì mạnh lên. Riết rồi, rốt cuộc rồi ai khổ? Con cháu mình. Đời mình xong rồi. Ăn bao nhiêu đâu. Một ngày Chen ăn có một chén cơm à. Có anh chị nghĩ một ngày ăn có một chén à. Cần cái gì, ham cái gì. Đâu biết ngày mai còn sống không. Đâu có gì để ham đâu. Nhưng mà sao, còn con cháu mình chi. Đời con đời cháu mình nó sẽ ra sao nếu mình tiếp tay cho cái ác. Thấy không, mình đừng có gì bản thân mình nữa. Mình đừng có ích kỷ. Mình hãy mở cái lòng ra để mà ban phát cái tình thương cho người khác nữa. Sống như vậy nó mới hạnh phúc được. Thì bữa nay mình tạm biệt á. Thì thứ tuần tới mình mới gặp lại. Chen lúc nào cũng nhớ cô bác anh chị lắm. Nhưng mà nhớ Chen nói á, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục kiên cường. Đừng có gì buồn phiền gì đó, chuyện chưa đâu hết đó. Đó, bây giờ nó lòi ra đủ thứ chuyện rồi đó. Để cho những cái kẻ xấu ác này nó tung hoành đi. Đó là cái tốt, để nó lộ ra hết đi nha cô bác anh chị. Bây giờ á thì Chen hát một hai bài cho cô bác anh chị nghe nhạc cho nó khoai khỏa, máu nó xuống nha. Để mỗi lần mà Chen nói tới loại cộng sản á giống như là lên máu. Có lúc các anh chị nhắn Chen với Chen, em có bị lên máu không, sao mặt em đỏ lòm vậy. Chen nói là Chen đâu có bệnh gì đâu, chắc tại Chen nói tới cộng sản gì đó không biết rồi ai nhập vô hay sao. Có nhiều người nói chắc quan công hay gì đó nhập vô sao cái mặt đỏ lòm thấy ghê vậy. Chen nói dạ không biết nữa, kệ tự nhiên nó vậy á. Con sao nó vậy người ơi, không cần phải gì hết á. Chen bây giờ xấu xí cỡ nào cũng được á, miễn là Chen nói trong bụng của mình á, Chen nói hết lòng của mình là Chen thấy vui rồi. Đâu có quan trọng đâu, bề ngoài không, ai thì cũng già. Vài bữa Chen cũng lụm khụm, da thì nhăn nheo, tóc thì cũng bạc á, ai cũng tế cái thời đó thôi. Có ai tránh được đâu nè. Nên kệ nó, bề ngoài không quan trọng.
quan trọng nhất là trong tấm lòng thôi. Rồi bây giờ là tới giờ hát. Nói đã rồi, nói quá xá rồi, nói thế mà sợ luôn rồi. Bây giờ Chanh hát cho cô bác và các anh chị nghe một hai bài ha. Chanh bữa nay thì Chanh phải hát cái bài Tình Kỹ Nữ. Tại vì hồi nãy Chanh có nói có một chị ở bên Đài Loan á, gửi một cái email cho Chanh để kể cái cuộc đời của chị đó, mà Chanh thương dữ lắm. Chanh có nói rằng cần Chanh giúp đỡ cái gì cứ nói, Chanh sẵn sàng. Nếu mà khả năng Chanh không có thì cũng có nhiều cô chú bác sẽ giúp đỡ cho chị. Đừng có gì mà ngại ngùng, rồi khép kín cái lòng mình lại rồi chịu đau khổ. Chanh nói như vậy, coi như những cái lời chân thành Chanh khuyên thôi. Và chị nói là khi mà Chanh hát cái bài này á, chị đã nghe chị bên Đài Loan á, và chị đã khóc. Bởi vì cái cuộc đời của cái người phụ nữ á, của những con người khổ á, nó giống như cái bài này. Quá anh chị biết không, Chanh đã hát cái bài này cũng vài lần rồi. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, một cái bài rất là hay, thấm thía cho những cái cuộc đời của những con người phải nói là cái số phận không may mắn. Người ta nói phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục, vô bến nào đây, thật là tội nghiệp, phải không bác anh chị? Bây giờ Chanh hát bài đó cho bác anh chị nghe nha. Rồi một hai bài nữa Chanh hát liên tiếp vậy luôn. Rồi Chanh tạm biệt cô bác và các anh chị. Tiếc cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi, người đời vô tình dẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, lòng người vô tình giết chết đời em hỡi em ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy hồn mình có bơ vơ, và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về hồn có thương đau, và từng đêm về lệ có đầy vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc vui, nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh hồn vẫn đau thương, lòng người vô tình em sẽ về đâu? Trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy hồn mình có bơ vơ, và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về hồn có đau thương, và từng đêm về lệ có đầy vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc vui, nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà
hoa lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng có cô đơn, từng mùa đông lạnh hồn có đau thương. Lòng người vô tình em sẽ về đâu? Xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Loài người vô tình em sẽ về đâu? Chanh hát cái bài này Chanh thấy buồn lắm, mà Chanh thương lắm cô bác anh chị biết mà. Từ ngày mà Chanh để cái email thì có rất nhiều anh chị gửi email cho Chanh, và Chanh thấy cảm động vô cùng. Bởi vì Chanh hiểu ra được là đâu đó ở một cái phương trời nào đó rất xa xôi, có một cái mảnh đời nào đó đang phải tiếp tục chiến đấu để mà sống từng ngày và phải vượt qua cái số phận của mình. Bởi vậy cô bác anh chị thấy không, Chanh mới nói hoài, Chanh cùng cô bác, các anh chị, các em chưa hề gặp nhau bên ngoài, chưa hề được bắt tay, chưa hề được ôm nhau một cái nào, nhưng tại sao lại thương nhau? Và mình ở cách xa, về địa lý quá xa, nửa vòng trái đất, nhưng tại sao thương? Cái đó là cái Chanh cần nhất. Bởi vì Chanh cần đánh động cái tình người. Khi mà chúng ta có tình thương á, thì nó không còn khoảng cách về địa lý, về cái gì nữa cả. Một khi thương rồi, nó không còn giới hạn nữa về tất cả mọi thứ, danh vọng, địa vị, tiền tài, sắc đẹp, xấu đẹp gì đó, bề ngoài, tất cả nó không còn giá trị nữa. Nó chỉ còn động lại trái tim của chúng ta mà thôi. Mà cái đó là cái Chanh cần nhất. Bởi vì tất cả những cái Chanh vừa nói, nó đều là cái ảo hết á. Nó không có thật. Chúng ta có đeo đuổi nó cho tới suốt cuộc đời này, chúng ta cũng sẽ mất thôi. Nó không theo mình được. Nếu mà theo được á, thì chết đã đem theo được rồi. Nhưng mà có ai chết đem theo không? Cô bác anh chị thấy, có ai mà mặc cái áo liệm mà có túi không? Kéo liệm không có túi. Vì sao vậy? Bởi vì không có đem được gì theo cả. Dù cho mình lúc sống mình là tỷ phú là đi gì nữa, mình giàu có cỡ nào đi nữa, mình cũng như một người nghèo, không khác gì cả. Cái nắm tro nào cũng màu nâu giống nhau, cái màu xám xám giống nhau hết á. Cho nên hơn thua cái gì. Chanh từ cái ngày Chanh lên livestream, Chanh học hỏi được rất nhiều điều từ cô bác anh chị. Và Chanh thấy cái lòng mình ấm hơn. Thay vì mình sống một mình tự lập quen rồi, mình cũng không có ai chăm sóc mình cả. Có lúc mình cũng thấy cô đơn chứ. Nhưng mà tới bây giờ, Chanh nói thiệt lòng với các anh chị một điều rằng, bây giờ Chanh cảm thấy mỗi một ngày, Chanh không gặp cô bác và các anh chị, Chanh nhớ lắm. Chanh không biết tại sao. Cái đó là Chanh biết là cái sợi dây tình thương nó đã quá lớn rồi. Chanh cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Nếu mà Chanh không có lên ngồi hát một bài gì đó, mặc dù có bữa cái cổ của Chanh nó không có tốt, Chanh hát không có hay, Chanh biết luôn. Có khi hát lộn lời cũng biết nữa. Cái gì Chanh cũng biết hết á. Nhưng mà rồi Chanh vẫn phải không quan trọng nó nữa. Cái quan trọng là cái tấm lòng mà cô bác anh chị dành cho Chanh, và cái thời gian quý báu của tất cả mọi người. Cho nên Chanh mang ơn. Tự nhiên bây giờ Chanh cảm thấy cuộc sống này nó có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa. Rồi Chanh không có quan trọng là cái tuổi thọ của mình bao nhiêu nữa. Không còn quan trọng nữa rồi. Mỗi một ngày Chanh dành ra một khoảng thời gian, Chanh ngồi thiền. Chanh ngồi thiền xong rồi đi ngủ. Và Chanh cảm thấy cái trí óc của mình nó càng ngày nó càng minh mẫn hơn. Có thể là cái tình thương của mình nó được nuôi dưỡng á, thì cảm thấy con người nó hạnh phúc liền à. Và không cần đòi hỏi gì nữa cả. Một ngày ăn có một chén cơm à, có cần gì nữa đâu. Có gì ăn cái đó, không có chấp vô cái gì cả. Không có còn phải dính líu dướng bận một thứ gì trên cái cuộc đời này. Tự nhiên thấy con người rất nhẹ nhàng và thanh thản. Và cái điều đó là cái điều mà Chanh muốn chia sẻ với cô bác anh chị đó. Cái đó mới là cái đích đến của chúng ta. Hôm qua Chanh có nói rồi, chúng ta phải sợ nhất là chúng ta chết đi về đâu mới sợ. Chứ đừng có sợ là chúng ta sống nghèo khổ. Chúng ta chỉ sợ nhất là chúng ta, cái lương tâm của mình nó không đủ tốt để về một nơi tốt thôi. Cái đó mới là cái đáng sợ. Và Chanh ngày nào còn sức khỏe thì cùng cô bác anh chị chia sẻ cái này cái kia, để cho cái cuộc đời này nó tốt đẹp hơn thôi. Chanh chỉ có con vậy thôi à. Chứ đâu phải là Chanh lên làm diễn đàn, Chanh kinh doanh buôn bán gì, Chanh kiếm tiền bạc gì đâu. Chanh cũng đâu có ham danh tiếng gì đâu. Muốn có danh tiếng thì thiếu gì cách để làm. Đâu cần phải
đóng kịch này đóng kịch nọ để có danh có tiếng, chứ anh không có sống vậy. Và chân thương cô bác anh chị là một điều như vậy đó, có những cô bác không có vào comment cho anh biết, đang nghe cho anh nói, đang nghe cho anh hát nhưng không có comment gì hết á, im lặng, nhưng mà cho anh cảm nhận được hết. Có thể là do cho anh được may mắn ơn trên cho mình một cái trí tuệ gì đó để mình nhìn ra được, mình cảm nhận được một cái gì đó nó ở cách xa mình. Cái đó là cái cho anh nói thật, chứ cho anh không phải đang nói tin gì đoan gì đâu. Cho anh mong cô bác anh chị chắc ít nhiều gì cũng hiểu được, nếu cô chú bác các anh chị đã từng trải qua cái cảm giác này rồi. Chen có làm sao Chen nói vậy, và Chen phải là thật Chen mới nói, tức là cái bản thân mình nó trải qua rồi đó thì Chen mới dám nói, chứ không thể nào mà mình chưa có cảm nhận mà mình dám nói được, cái đó không được, cái đó là nó không thật. Và bây giờ hát Chen hát bữa nay Chen hát một cái bài, hát lại một cái bài của bác Anh Bằng, bởi vì ngày hôm qua Chen có nhận cái email của một cái bác ở bên Pháp, bác nói rằng mỗi lần bác nghe cái bài này đó bác nhớ lại, tại vì bác là một cái người nạn nhân trong cái đêm này, trong cái bài hát Chuyện Một Đêm của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Và cô bác anh chị biết không, cái cảnh chạy giặc đó, và bác bây giờ đã 80 mấy tuổi rồi và là một cái nạn nhân trong cảnh chạy giặc này. Bác nói với Chen là cũng rất là mừng vì có một cái chương trình của Chen, bởi vì hồi trước giờ đó bao nhiêu cái gì á tưởng là nó chôn vùi trong cái tâm của mình, nhưng mà nó không quên được, những cái ký ức lâu lâu nó hiện về, và nhờ cái chương trình của Chen mà bác cảm thấy bác sống lại, bác sống tại từ những cái ký ức đó và cảm thấy quý cuộc đời này hơn và thấy may mắn hơn nhiều người khác. Bây giờ đã qua được những cái đất nước cũng như sống cũng sung sướng hơn, hơn là đồng bào của mình ở trong nước. Thì Chen sẽ hát cái bài Chuyện Một Đêm của cố nhạc sĩ Anh Bằng để tặng luôn cho tất cả cô bác và các anh chị luôn. Đây là một cái khi mà Chen hát bài này á, nó hiện ra cái cảnh chạy giặc rất là khổ, và nó là có thật đó các anh chị, cảnh đó là cảnh có thật đó. Chính bác này đã nói với Chen rồi, bác đã chạy giặt trong cái cảnh này. Cho nên bây giờ Chen hát nha, bác và anh chị nghe cái bài này nha. Chuyện một đêm khuya nghe tiếng nổ nổ vang trời, chuyện một đêm khuya ôi máu đổ đổ lệ rơi, chuyện một đêm khuya nghe tiếng than trong xóm nghèo, mái tranh lửa cháy bốc lên ngùn ngụt trời cao. Đau thương nghe muối đổ đổ trong lòng, chạy giặc ôm con qua những cánh cánh hân vọng, và người con yêu đã chết trên tay lúc nào, xót xa vạt áo trắng hôm nay hoen máu đào. Đã giết con tôi giữa cơn mộng đêm thái bình, ôi thương lời nói tội tình hàm bao đớn đau, giờ mẹ con đành cách nhau mà đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tôi gì con ơi, khi lứa tuổi tuổi con thơ, ba nhẹ đưa môi hôn chán con yêu da lạnh, vụt về lần cuối trước khi xa con suốt đời. Thank you.
cơn mộng đêm Thái Bình. Ôi thương lời nói tội tình, hàm bao đớn đau, giờ mẹ con đành cách nhau. Bà đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi, khi nhóm tuổi tuổi con thơ. Bà nhẹ đưa môi hôn trán con yêu da lạnh, vụt về lần cuối trước khi xa con suốt đời. Bà nhẹ đưa môi hôn trán con yêu da lạnh, vụt về lần cuối trước khi xa con suốt đời. Vụt về lần cuối trước khi xa con suốt đời. Một bài hát rất là buồn, của các anh chị rất là buồn. Nếu mà mình vào Google đó, hoặc là YouTube á, thì mình gõ cái bài hát này á, mình sẽ thấy cái cảnh chạy giặt nó có luôn. Và Trang cũng thấy được hình ảnh của một bà mẹ ôm một đứa bé luôn, máu me không à. Đó là cái cảnh tang thương, tang tóc của đồng bào mình á, do cái bọn cộng sản nó gây ra đó. Mình thấy không, có nhiều những cô chú bác đâu có quên được đâu. Dù cho bây giờ sống ở một cái phương trời Tây sung sướng rồi, đâu có còn khổ nữa, nhưng cái ký ức nó vẫn ùa về. Bởi vì đó là những nỗi đau mà sao mà quên được. Giống như bữa hổm trên hát cái bài Chuyện một chiếc cầu đã gãy đó, trong đó có cái lời rằng khi nào mà cầu nói nhịp rồi đó sẽ rửa hận sao đó. Các anh chị biết không, cái tội ác của cộng sản nó ghê gớm lắm, mà thế hệ sau này thì làm sao mà biết được, bị nhồi sọ tẩy não hết rồi. Và Chen cũng là một nạn nhân mà, cho nên mình cũng không phải là ngồi lê trách các thế hệ sau này, bởi vì đã bị mấy chục năm nhồi sọ rồi, cũng không phải là đơn giản để mà quay đầu lại để mà hiểu được đâu. Cho nên Chen biết cái thế hệ đó cũng có Chen ở trong đó. Mình Chen không có trách ai cả. Chen chỉ nói rằng đừng có tiếp tay cho cái ác, và phải lên tiếng để chống cái ác, để diệt trừ cái ác, chứ không phải đợi phải thời nào cả. Sống ở cái thời này, nếu thấy ác thì phải lên tiếng. Và cái ác nó đã có từ quá khứ, chứ không phải tới bây giờ. Nó ác từ xưa tới bây giờ, tới giờ nó vẫn còn ác. Vậy đó, đã cái là cái Chen muốn cho cô bác anh chị trong nước thấy là cái đó. Tức là không phải là tới bây giờ nó nhìn cái thời này, nó mở miệng, nó mị dân, nó chỉ lừa dân tiếp tục mà thôi. Không bao giờ mà nó thương dân chỗ nào hết á. Cái đó là để cho người dân trong nước từ từ sẽ nhận ra. Và khi mà cái ông Biden á, mà ông lên làm tổng thống rồi đó, thì bây giờ thấy tạo cộng bắt đầu lên mặt rồi phải không? Thì để cho dân Việt Nam sẽ thấy được. Thử coi người, những cái thằng á, nó đang cai trị trong đất nước Việt Nam, nó thương dân chỗ nào. Nó mới vừa đó, nó trao cờ, trao ảnh của hậu chó để cho ngư dân ra bám biển đó. Thì có bác anh chị hiểu rồi đó. Một điều đó thôi cũng hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó. Dân cũng như là đi cứ ra bám biển đi, chết thì cứ chết ở ngoài đó. Chỉ có gì, có một anh nào, ngư dân nào chết thì chỉ có cha mẹ, vợ con anh đó khổ thôi. Chứ đâu phải những thằng chấp bu nó ngồi trên nó khổ. Người dân phải hiểu ra điều đó đó. Tức là bây giờ có lúc mình tới lâm cái cảnh của mình á, mất nhà mất đất á, thì cũng ai thương mình đâu, chỉ có gia đình mình khổ thôi à. Cái thằng chấp bu nó cũng ngồi nó cười phân phẫn á, nó cũng sao. Có bác anh chị biết không, cái bà Ngân Đù á, bà cũng là phụ nữ, phải không? Bà cũng là phụ nữ đó. Vậy chứ bà đi nước ngoài á, bà ngồi ghế hạng sang hạng nhất không, bà còn chụp hình bà khoe nữa kìa. Bà còn hiểu được gì những số phận của những người phụ nữ đang đi làm dâu ở xứ người, giống như cái chị mà Trang vừa kể. À, phụ nữ đó, có thương phụ nữ không? Bà cũng là phụ nữ đó, bà có nghĩ gì tới không? Mỗi lúc bà ăn sung mặc sướng, bà ngồi cái máy bay mà ghế hạng nhất, bà hưởng tất cả những vinh hoa phú quý, bà có nghĩ gì tới những người đàn bà cũng là kiếp đàn bà không? Có không? Làm gì có. Số phận mà. Bà nghĩ rằng ôi tụi bay khổ, kệ tụi bay, tao là chức cao vọng trọng, tao đi tao ngên ngang, tao ăn mặc hàng hiệu được không?
nghĩ gì tới dân nghèo. Cô bác anh chị thấm đi, từ từ thấm từ từ. Người dân mình sẽ từ từ thấm. Có chế độ này là chế độ gì? Một chế độ ma quỷ gì đó. Cho nên đừng có tiếp tay với nó nữa. Là cũng có phước đó. Đừng tiếp tay với cái ác là mình cũng là tốt rồi đó. Chứ không cần phải làm gì đâu. Không cần làm chuyện gì cao siêu trong cuộc đời này hết á. Nhưng đừng tiếp tay với cái ác là cũng đủ rồi. Cũng sẽ có phước đó. Chen tin điều đó. Chen sẽ tìm một bài hát nữa. Chen hát cho các bác anh chị nghe. Rồi Chen tạm biệt. Chen sẽ hát một cái bài rất là dễ thương. Để coi của sáng tác của ai đây. Sáng tác của Hoài Linh. Có tựa là Căn nhà màu tím. Chen tặng cái bài này cho tất cả cô bác và các anh chị nha. Một cái bài hát rất là dễ thương. Rồi tuần tới mình gặp nhau. Ngày mai cô bác anh chị nghỉ mệt đi. Chen không có tra tấn nữa. Chen tra tấn suốt tuần rồi còn cái gì nữa. Bây giờ nghe nhạc nha cô bác và các anh chị. Đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biển gót liễu mong manh làm sao bước song hành anh chị em ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hè chiều nào khi về bên ngang căn nhà màu tím biết em đang trông nhìn vào mộng chưa tỏ lối bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi cuộc đời con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống giếng ngậm ngùi hạt rơi luống hoa cười ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hờn duyên má hồng đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy nhựa sóng thương tia mắt rào rạt sóng tuổi ngọc xuân son nét ngà khuôn trăng tròn tình em cao vút trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cấm và con chó nữa tính dù trẻ thơ đời muôn vàn lối thương nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười dặn dò thêm lần cuối sách giao cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quen ngày lành hâm sâu chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu
anh đã thương càng thương, thương đôi môi đầy nhựa sông, thương tia mắt rào rạt sóng, tuổi ngọc xuân son nét ngà khuôn trăng tròn. Tình em cao vút Trường Sơn, gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cắm, và con chó nữa tiếng ru trẻ thơ. Nẻo đời muôn vàn lối, thương nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối, sách giao cho bầy em, lưu bút ghi vài đứa quen. Ngày lành hầm sâu, 20 chiếc xe màu, chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao, một nụ hôn ban đầu. Nhìn nhau tia mắt trao, một nụ hôn ban đầu. Một cái bài hát Cà Chanh thấy rất là dễ thương và rất là hay, hát đi hát lại hoài cũng thấy nó hay à. Trên hết anh tới giờ cũng lố rồi. Trên cũng làm cô bác anh chị cũng mệt chứ. Trên cảm ơn cô bác anh chị nhiều dữ lắm. Với lại trên luôn cầu chúc cho cô bác và các anh chị lúc nào cũng khỏe mạnh và bình an nha. Nhớ có chuyện này nói hoài á, ngày nào cũng nói đó. Nhớ thương nhau thật là nhiều. Hãy yêu thương nhau. Hãy đừng có giống như bắt lỗi bắt phải nhiều quá. Mở cái lòng ra, kệ nó mà, biết không ai mà hoàn hảo hết á. Nhân vô thập toàn thì bắt lỗi nhau làm chi, cho nó không mất vui nhà vui cửa, phải không? Cười một cái cho qua đi. Các anh có lỗi thì xin lỗi em một cái, vợ có lỗi thì thôi, nãy tôi nói vậy hơi lố thôi, anh bỏ qua đi nghe. Vợ chồng mà giận cái gì á, thí dụ vậy tự nhiên nó vui à. Trên thì muốn nhìn thấy cô bác và các anh chị ai cũng được mạnh khỏe và vui vẻ và hạnh phúc hết á, cái đó là điều trên thấy vui nhất. Thì tuần sau mình gặp. Trên chúc cho những cô chú bác nào bên hải ngoại, ở khắp nơi luôn, ở bên mấy nước Thụy Sĩ, bên Đức, Ý, Pháp gì đó, những cô chú bác mà gửi mail cho Chen á, giữ gìn sức khỏe và ngủ ngon nghe. Còn các anh chị bên Việt Nam cũng là đi làm rồi, giữ gìn sức khỏe rồi nhớ vững tinh thần. Chen nói hoài đó, đừng có tiếp tay với cái ác nữa, hãy quay đầu lại với người dân, với cái chính nghĩa, sống lương thiện, tự động thì nó sẽ xoay chuyển được cái nghiệp của mình. Còn nếu cứ mình tiếp tay cho cái ác hoài thì cái ác nó cỡ lộng hành hoài à. Không bao giờ mà nó khác được hết á, nó không có thay đổi được. Mình tiếp tay với nó thì nó mạnh hơn thôi, thì làm sao mà mong thay đổi được. Chỉ có chúng ta tự thay đổi lương tâm của mình trước, thì tự động cái nghiệp lực của mình nó sẽ chuyển. Chen tin điều đó, bởi vì Chen cũng đã làm được rồi. Chứ không phải không. Chen biết rằng có những cái Chen nói ra thì nó không thực tế. Bởi vì chỉ có ai đặt trong hoàn cảnh á thì mới hiểu được. Giống như là nếu mình chịu khó mình tu tập á, mình trao dồi cái đời sống tâm linh á, thì mình sẽ hiểu thấu được những cái điều mình cảm nhận được, mình xoay chuyển được cái nghiệp của mình nữa. Cho anh đã trải qua rồi, cho nên Chen tin nó sẽ xảy ra sự thật. Hôm nào thì có một dịp nào đó Chen tâm tình với bác anh chị, Chen sẽ nói về cái đời sống tu tập hay tâm linh gì đó mà chính bản thân Chen trải nghiệm. Cái gì Chen trải nghiệm rồi Chen mới dám nói ha. Thì hôm nào Chen cũng có thời gian thì Chen sẽ nói. Thì bây giờ Chen tạm biệt cô bác anh chị nha. Tuần sau mình sẽ gặp nhau vào ngày đầu tuần. Một chút xíu nữa có tin tức gì thì Chen sẽ đăng lên cái trang cá nhân. Cô bác và các anh chị cùng với nhau chia sẻ cho nhau, để hiểu biết lên cái tình hình bây giờ. Chen biết cái gì Chen nói cái đó. Rồi Chen cũng học hỏi từ các anh chị luôn. Các anh chị có tin tức gì cứ gửi cho Chen. Giống như ngày hôm nay nè, những cái video, những cái tin tức là từ các anh chị trong nước Việt Nam hết á. Chen cảm thấy rất là vui rồi đó. Chúng ta đã bắt tay với nhau rồi đó. Chúng ta cùng chiến đấu cho cái công chính, cái sự thật là chúng ta đã làm chuyện tốt rồi đó. Chen cảm ơn các anh chị trong nước nhiều nha.
Và bây giờ xin tạm biệt tất cả cô chú bác và các anh chị và các em.